Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 141. Khoanh chân ngồi trong tầng 7 thiên trụ giới, tâm thần Lục Lâm Thiên tiến vào trong tiểu trùy, một lát sau tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, quanh thân dần dần bao phủ bạch sắc cương khí. Suy, trên hải đảo liên miên khổng lồ, mặt biển nổi lên dao động, vỗ mạnh vào đá ngầm nổi lên bọt sóng. Tiểu nữ oa, xuất hiện đi, ta biết ngươi ẩn thân trên đảo này, người đuổi theo ngươi cũng đã sớm đi xa. Một âm thanh như u hồn truyền ra. Ngươi là ai? Bên trong khe hở một đá ngầm, không gian xung quanh dao động, một nữ tử dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện. Nhưng giờ phút này chân khí của nàng uể oải, bộ dáng cực kỳ chật vật, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Trời sinh độc thể, linh hồn áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, còn có không ít thủ đoạn quỷ dị, tuổi còn rất nhỏ, nhỏ tuổi lại có thiên phú như vậy, đúng là trời cũng giúp ta, trời không tuyệt ta. Âm thanh u hồn mang theo hưng phấn, quanh quẩn trên hải đảo. Ngươi là ai, ngươi là người phương nào? Nữ tử cảnh giác nhìn quanh bốn phía, không gian quanh thân dao động, tùy thời tính toán rời đi. Bên trong mật địa thiên giới, thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian đối với những cường giả nơi này mà nói đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Một tháng đảo mắt đã qua, trong khoảng thời gian này danh hào của Lục Lâm Thiên cùng Thái A đã nhanh chóng truyền ra ngoài, hành động đánh chết sát thiên cùng mười mấy người chấp pháp đội cũng đủ cho người rung động. Sáng sớm, bên ngoài đại cổ phong bỗng dưng xuất hiện mười mấy thân ảnh, sau vài lần lắc mình đã xuất hiện trước núi. Siêu siêu, bên trong đại cổ phong lập tức hiện ra 60 thân ảnh đứng trôi nổi. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nhóm người vừa đến. Đi đầu là một thanh niên gầy gò, ánh mắt như hồng thạch, toàn thân tràn ngập khí tức nóng bỏng, chính là Thái A. Nhóm người vừa đến nhìn thấy Thái A, trung niên đi đầu đảo mắt nhìn qua mọi người, lập tức hỏi. Lục Lâm Thiên, Thái A ở đâu? Ta chính là Thái A, có chuyện gì? Thái A cùng vô tướng nhìn nhau, lập tức tiến lên một bước hỏi ngược lại. Trung niên có chút ngạc nhiên nhìn Thái A. Lập tức lớn tiếng nói. Phụng lệnh trưởng lão mật địa thiên giới cùng tông lão hai đại liên minh, đặc biệt tới thông chi ngươi cùng Lục Lâm Thiên, lập tức đi chiến thai chờ đợi xử trí, người vi phạm, nghiêm trị không tha. Hai hộ hoàng đội nghe vậy, nhất thời nhíu mày, thần sắc ngưng trọng. Ánh mắt Thái A khẽ co giật, nói. Các ngươi về trước đi, sư phụ ta đang bế quan, có đi tới chiến thai gì đó hay không phải chờ sư phụ ta xuất quan nói sau. Ta không có nghe lầm chứ. Trung niên nghe vậy, khuôn mặt co giật. Đây là trưởng lão mật địa thiên giới cùng tông lão hai đại liên minh thương nghị quyết định, lập tức cùng ta đi chiến thai chờ xử trí. Lời của hắn vừa hạ xuống, hơn 10 người thực lực bất phàm đứng phía sau chờ động, không khí biến thành căng thẳng. Ánh mắt Thái A trầm xuống, nói. Ta đã nói, sư phụ ta đang bế quan, hết thảy chờ sư phụ ta xuất quan nói sau. Quả nhiên đúng như lời đồn đãi, đánh chết đội chấp pháp vô thiên, không đem mật địa thiên giới đặt trong mắt, không đi chiến thai, ta trói ngươi đi được rồi. Ánh mắt trung niên trầm xuống, quát lạnh một tiếng, quanh thân chợt lóe hoàng mang, bước lên một bước, kinh khí vô hình nháy mắt lan tràn, áo nghĩa thổ hệ cô đọng cả không gian, thân ảnh bắn về phía Thái A. Tiểu thiếu chủ cẩn thận, người này là tuyên cổ cao giai. Ánh mắt vô tướng ngưng trọng, cắn răng bước ra. Chân khí vô hình thổi quét, thủ ấn ngưng tụ nhanh như chớp, một đạo trưởng ấn vặn vẹo không gian bao trùm về hướng trung niên. Ngăn cản trưởng lão mật địa, tông lão liên minh chấp pháp, thật to gan. Thấy vô tướng ra tay, sắc mặt trung niên trầm xuống, tay phải ngưng kết quyền ấn đánh ra, năng lượng thổ hệ tràn ngập, cả không gian run lên, mơ hồ mang theo oai lực bão táp va chạm cùng thủ ấn của vô tướng. Oanh! Không gian nổ tung, không ngừng chấn vỡ nhộn nhạo. Thân hình vô tướng liên tục bị đẩy lui, chấn vỡ hư không thành từng khúc, phải lui tới mấy chục thước mới đứng vững lại, khuôn mặt biến thành tái nhợt. Di, thật là có chút bổn sự, đã xem thường ngươi, chẳng qua còn chưa đủ. Trung niên có chút ngoài ý muốn, trong tưởng tượng của hắn, một quyền vừa rồi đủ đánh trọng thương đối phương, tuyệt đối không chỉ thối lui mà thôi. Suy, thân ảnh trung niên phá không bay thẳng tới chỗ vô tướng. Ánh mắt vô tướng ngưng trọng tới cực hạn. Hắn biết rõ thực lực của mình không đủ sức đối kháng đối phương. Người của ta, không phải ai cũng có thể động. Đúng lúc này trước người vô tướng đột nhiên hiện ra một người, một đạo thủ ấn quỷ dị kết xuất, thiên địa năng lượng hội tụ, hào quang quỷ dị chợt lóe, phân thân mang theo linh hồn chân khí trào ra.
Tổng cộng là 7 đạo linh hồn phân thân, cộng thêm bản thể lăng không đứng lơ lửng. 8 thân ảnh bước tới một bước, nháy mắt không gian dao động, 8 thân ảnh đồng thời vây quanh Trung Niên. Chân khí niết bàn cảnh cao giai sao lại có linh hồn dao động mạnh như thế? Chỉ nháy mắt Trung Niên có dự cảm bất an, thân ảnh cấp tốc thối lui, nhưng tựa hồ có chút không còn kịp nữa. Toái hồn sư tử hống. Sau lưng 8 thân ảnh hiện lên hư ảnh hình người vài trăm thước, linh hồn năng lượng bao trùm khuếch tán. Hống. 8 hư ảnh đồng thời mở miệng giống to một tiếng, dưới linh hồn âm ba, không gian xung quanh nhộn nhạo như sóng biển gào thét nổi lên sóng to gió lớn, từng luồng linh hồn uy áp vô hình lan tràn, vỡ áp xuống dưới, khe không gian liên tục hiện ra. A. À. Nhóm người Trung Niên mặt đỏ tai hồng, linh hồn âm ba vô cùng khủng bố, khiến linh hồn họ không ngừng run rẩy. Giờ phút này sắc mặt Trung Niên kia ngưng trọng tới cực điểm, Mộc Hệ Áo Nghĩa nương theo sau nguyên lực cuồn cuộn bố trí hoàng mang không gian, đem linh hồn âm ba công kích ngăn cản bên ngoài, sắc mặt hắn ngày càng khó xem, hoàng mang cương khí không ngừng bị đẩy lui. Không bao lâu không gian bình ổn trở lại, Lục Lâm Thiên thu liễm phân thân, sắc mặt Trung Niên tái nhợt cảnh giác nhìn Lục Lâm Thiên. Nhóm người đi cùng hắn thê thảm hơn nhiều, khóe môi đều tràn máu tươi. Sư phụ đã xuất quan rồi sao? Bái kiến thiếu chủ. Thái A cùng nhóm người vô tướng nhìn thấy Lục Lâm Thiên, sắc mặt vui mừng hô. Lục Lâm Thiên gật đầu, bên ngoài đã qua một tháng, trong tầng 7 thiên trụ giới hắn đã lĩnh ngộ linh hồn áo nghĩa hơn 5 năm, đã sắp 6 năm, cũng thành công tiến thêm một bước trong linh hồn áo nghĩa, sau này thúc dục thôi hồn diệt phách truy uy lực sẽ càng thêm cường hãn. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Trung Niên dừng lại trên người Lục Lâm Thiên, mang theo một tia cảnh giác. Đây là đại cổ phong, muốn diễu võ dương oai, tuyên cổ cao giai còn chưa đủ. Lục Lâm Thiên lăng không đứng thẳng, ánh mắt mang theo hàn ý cảnh cáo. Trung Niên lạnh lùng nói. Phụng lệnh trưởng lão mật địa cùng tông lão hai liên minh, Lục Lâm Thiên cùng Thái A lập tức đi chiến thai nhận xử trí. Sư phụ. Thái A trầm xuống, nói. Bằng không để ta đi tìm cha nuôi nghĩ biện pháp đi. Không cần, chúng ta đi chiến thai. Lục Lâm Thiên lắc đầu, việc này Quỷ Cốc Tông Lão đã biết, nếu có biện pháp gì đặc biệt nhất định đã phái người thông báo, huống chi hiện tại còn chưa biết bọn họ sẽ làm sao xử lý chính mình. Bên trong mật địa thiên giới rộng lớn, mọi người đều biết về chiến thai, nghiêm khắc mà nói trong mật địa có nghiêm cấm đánh nhau, bất kỳ tranh cãi hay ước chiến luận bàn đều phải tiến hành trên chiến thai. Trên chiến thai bố trí không ít trận pháp gia cố, cả mặt đất cũng bị củng cố, cường giả khó mà phá hủy. Bằng không với thực lực của các cường giả, cho dù không gian mật địa có bao lớn cũng không chịu nổi những trận giao thủ quanh năm suốt tháng. Mà người trong mật địa đều biết vị trí của chiến thai nằm tại nơi nào. Sáng sớm, núi non vây quanh, một mảnh xanh biếc. Ở trung ương quảng trường rộng lớn có một thạch đài phong cách cổ xưa, diện tích thật lớn, giống như liếc mắt cũng không nhìn thấy cuối. Giờ phút này một góc thạch đài có 4 ghế đá, có 3 lão giả cùng một mỹ phụ đang ngồi, chân khí trên người thu liễm khó thể nhìn thấu. Hơn 10 thanh niên cùng Trung Niên cung kính đứng sau lưng họ, toàn thân chân khí sắc bén, thực lực thấp nhất cũng tới niết bàn cảnh. Không nghĩ qua Ô trưởng lão cũng tới. Mặc dù đội chấp pháp độc lập, nhưng Ô trưởng lão trưởng quản luật hình trong mật địa thiên giới, đội chấp pháp kỳ thật cũng là một phần của Ô trưởng lão, xem như là hậu trường. Lần này Lục Lâm Thiên động tới đội chấp pháp, chẳng khác gì là động tới Ô trưởng lão. Không nghĩ tới Lục Lâm Thiên vừa tới mật địa đã gây ra phiền toái lớn như vậy, thật đủ cuồng vọng. Người ta có thực lực cuồng vọng, đánh chết mười mấy người đội chấp pháp như đánh chết con kiến, sát thiên cũng bị giết chết, hiện tại Lục Lâm Thiên đã bài danh 15 trên thiên bảng. Người thứ nhất hình như là Đường Gia Đường Ám trưởng lão, lão nhân gia sao cũng tới đây. Không nghĩ tới Lục Lâm Thiên cũng kinh động Đường Ám trưởng lão. Ta nghe nói lần này xử trí Lục Lâm Thiên cùng Thái A, bên trên không ngừng tranh luận, không ít tông lão tranh cãi mặt đỏ tai hồng, nghe nói rất nhiều tông lão bảo hộ Lục Lâm Thiên cùng Thái A đấy. Đó là đương nhiên, ta nghe nói đệ tử Thái A của Lục Lâm Thiên còn là nghĩa tử của Quỷ Cốc tông lão mà. Nhưng lần này Lục Lâm Thiên đắc tội không ít người, trong đó Phượng Hoàng bộ tộc còn đòi nghiêm trị Lục Lâm Thiên cùng Thái A. Cũng có tông lão cũng không nể mặt hai người bọn họ. Bốn phía quảng trường tụ tập không ít người, cùng nghị luận xôn xao. Một góc quảng trường, có không ít thanh niên nam nữ dáng vẻ ngạo khí lẳng lặng đứng nơi đó, khí độ bất phàm. Đường Bàn Tử,
người có tin tức đường nhỏ nào hay không, việc trừng phạt Lục Lâm Thiên cùng Thái A chính là do đường ám trưởng lão phụ trách, đừng nói là ngươi không biết chứ. Lôi Tiểu Thiên hỏi, đường dần liếc mắt lườm hắn, nói. Không nghĩ tới ngươi cũng chú ý Lục Lâm Thiên, gần đây không cần tu luyện hay sao? Đường bàn tử, người mau nói cho ta biết, lần này hai người họ có gặp phiền toái hay không? Lôi Tiểu Thiên hỏi. Ánh mắt đường dần tiếc nuối, nói. Theo ta được biết, Lục Lâm Thiên cùng Thái A chỉ sợ phải đi vào nơi kia trước cả chúng ta. Không phải chứ? Lôi Tiểu Thiên ngạc nhiên, ánh mắt co giật nói. Hiện tại đã đi vào, những trưởng lão tông lão kia cũng không nghĩ lầm đấy chứ. Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ kỳ đặc áo nghĩa thứ năm, thiên phú như thế, nói thật. Trước kia ta nghe nói cũng chỉ nửa tin nửa ngờ, nhưng sau khi tự mình nhìn thấy, ta mới xác định thiên phú của hắn bất phàm, có lẽ không kém hơn giới trẻ tuổi cổ tộc bao nhiêu, thiên phú như vậy nếu phải vào nơi đó ngay thời điểm này, tới lúc đó để đối phương biết cũng không phải là chuyện tốt. Đường dần liếc mắt nhìn hắn, tạm dừng một thoáng, nói. Ta sợ nhất sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Sắc mặt Lôi Tiểu Thiên cũng nghiêm túc. Hai loại tình huống nào? Với thiên phú của Lục Lâm Thiên, nếu bị đối phương trăm phương ngàn kế mượn sức hoặc bị họ đánh chết, đối với thượng thanh đại thế giới mà nói đều tổn thất thật lớn. Đường dần vừa định nói chuyện, nữ tử tuyệt mỹ đứng sau lưng chợt lên tiếng. Tiểu Tiểu nói không tệ. Ánh mắt Lôi Tiểu Thiên trầm xuống, nói. Không phải chỉ đánh chết vài tên của đội chấp pháp sao, có gì lớn lao, việc này cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho hắn được, đội chấp pháp vốn càng ngày càng càn rỡ. Nếu rơi vào trong tay ta, ta cũng sẽ không bỏ qua. Đường dần nghe vậy, nói. Nhưng Lục Lâm Thiên không phải ngươi, chúng ta là đệ tử cổ tộc, mà hắn không phải, trong mật địa thiên giới cũng không đơn giản, phong mang của hắn quá thịnh, lại không có hậu trường, có kết cục như vậy chỉ là bình thường, cũng không biết Lục Lâm Thiên sẽ lựa chọn như thế nào. Siêu siêu, chân trời bình tĩnh bỗng dưng truyền ra tiếng dao động, ánh mắt mọi người chăm chú nhìn qua, lập tức đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn sao cũng tới, tên kinh khủng kia không phải đang bế quan sao? Hình như không phải quái vật kia. Ca, Tiểu Thiên, là Du Du tỷ đã tới. Nữ tử nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp, trong mắt lộ ý cười bay tới. Là nàng, sao nàng cũng tới? Đường dần cùng Lôi Tiểu Thiên nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ phức tạp, lại nhìn vào trong đám người vừa đi tới. Đó là một nữ tử áo trắng xinh đẹp tuyệt mỹ, khuôn mặt như vẽ. Lộ ra cao quý, mị thái làm người rung động, lại không ai dám khinh nhờn. Du Du tỷ, sao ngươi cũng tới? Nữ tử áo trắng vừa hạ xuống một góc quảng trường, nữ tử đường gia cũng đã tới, ý cười đầy mặt hỏi. Nữ tử áo trắng cũng lộ ý cười, nói. Tiểu Tiểu, ngươi cũng ở đây sao, ta rảnh rỗi, nghe nói bên này có náo nhiệt xem cho nên qua đây. Hôm nay nghe nói cần xử trí Lục Lâm Thiên cùng Thái A. Nữ tử đường ra nghi hoặc, nói. Du Du tỷ, người cũng tới xem náo nhiệt, đây không giống tính cách của người a. Lục Lâm Thiên. Nữ tử áo trắng lẩm bẩm, tựa hồ nhớ ra điều gì đó, lại nói. Vậy sao, ta chỉ là rảnh rỗi, đoán ngươi tới đây cho nên tới thăm ngươi một chút, hình như đã lâu chúng ta cũng không gặp nhau rồi đi. Đường ra nữ tử nửa tin nửa ngờ, cười nói. Không biết đã lâu như vậy ngươi đã đi đâu. Ta vẫn luôn ở trong mật địa thôi. Nữ tử áo trắng khẳng định nói. Tiểu Tiểu, ngươi biết Lục Lâm Thiên sao? Ánh mắt đường ra nữ tử có chút nghi hoặc, lắc đầu. Ta chỉ gặp qua một lần, chỉ biết Lục Lâm Thiên tới từ Vạn Thiên Liên Minh, thiên phú thật khủng bố, những chuyện khác ta cũng không biết, nhưng lần này Lục Lâm Thiên gặp phiền phức không nhỏ, nghe nói sắp bị xử trí, phải tiến vào nơi kia trước tiên. Vậy sao? Nữ tử áo trắng khẽ động. Bởi vì tên Lục Lâm Thiên làm cho nàng có cảm giác quen thuộc, như từng nghe nói qua, cho nên nàng mới tới nơi này. Siêu siêu. Xa giữa không trung, mười mấy thân ảnh đi tới, vài lần chớp động đã tới quảng trường. Là Lục Lâm Thiên cùng Thái A đã tới. Đây là chiến thai sao? Lục Lâm Thiên rơi xuống thạch đài, ánh mắt thoáng nhìn quanh. Sau đó ánh mắt Lục Lâm Thiên rơi lên nhóm người trên thạch đài, dẫn đầu là một lão giả áo đen. Khuôn mặt có chút già nua, đôi mắt lại sáng ngời. Mà lão giả thứ hai tóc bạc, khuôn mặt âm trầm, thần sắc không được rồi. Quỷ cốc tông lão. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên nhìn lão giả thứ ba, mà thân ảnh thứ tư là Mỹ Phụ, làm cho hắn có chút động dung, vì nàng chính là Hỏa Loan tông lão của Phượng Hoàng bộ tộc.
đều là bản thể tới đây. Lục Lâm Thiên thoáng ngạc nhiên nhủ thầm. Thái A bái kiến nghĩa phụ. Thái A tiến lên cung kính hành lễ. Nguyễn Lễ, mau dậy đi, trong khoảng thời gian này ủy khuất ngươi. Quỷ Cốc Lộ Ý cười nói, thân ảnh chợt lóe đã đi tới bên cạnh Thái A. Quỷ Cốc, ngươi là ý gì, con nuôi của ngươi giết người chấp pháp đội, còn bị ủy khuất thế nào? Lão giả âm trầm lạnh lùng nói. Ô hỏa, còn ngươi là ý gì, là đội chấp pháp tự tìm đường chết, bị giết thì giết, đừng quên, người có phong hào chiến hoàng không phải ai muốn động thì động vào đâu. Quỷ Cốc quay đầu nói, thần sắc cũng khó xem. Bái kiến Quỷ Cốc tông lão. Lục Lâm Thiên đi tới ôm quyền hành lễ. Người một nhà, miễn lễ. Quỷ Cốc gật đầu, lại truyền âm cho Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, lần này các ngươi gây ra phiền phức không nhỏ, người vừa nói chuyện là Ô Hỏa tán nhân nắm giữ luật hình trong mật địa thiên giới, cũng là tông lão chiến thiên liên minh, người cũng đã nhận ra Hỏa Loan, người còn lại là Đường gia Đường Ám trưởng lão, là trưởng lão mật địa. Địa vị không thấp, lần này cực kỳ thiên vị cho ngươi, ngươi không thể vô lễ. Nghe vậy ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng lướt qua trên người Ô Hỏa cùng Đường Ám, ánh mắt thoáng dừng lại trên người Đường Ám. Được rồi, Lục Lâm Thiên cùng Thái A đều đã tới, tuyên bố xử trí đi. Đường Ám đứng dậy, ánh mắt rơi lên người Lục Lâm Thiên. Thật mạnh, đây là áo nghĩa gì? Ánh mắt Lục Lâm Thiên vừa tiếp xúc với Đường Ám, linh hồn đột nhiên run lên. Tâm thần giống như lâm vào trong bóng tối, cho tới khi bị cắn nuốt, linh hồn áo nghĩa cấp tốc khởi động, lúc này mới bước trở ra, tuy chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi nhưng sắc mặt cũng thoáng tái nhợt. Ánh mắt Đường Ám lộ xem ra ngoài ý muốn, nói. Các ngươi chính là Lục Lâm Thiên cùng Thái A, các ngươi có thể gọi ta là Đường Ám trưởng lão, ta phụ trách sự việc các ngươi đánh chết người chấp pháp đội lần này, đối với việc các ngươi đánh chết hơn 10 đệ tử đội chấp pháp, các ngươi nhận xử trí, có dị nghị gì không? Thái A nghe vậy nhìn qua Lục Lâm Thiên, hết thảy đều nghe theo sư phụ. Mí mắt Lục Lâm Thiên khẽ giật, ôm quyền thi lễ, ngẩng đầu nói. Bái kiến Đường Ám trưởng lão, ta cùng đệ tử Thái A đánh chết đệ tử đội chấp pháp, chỉ vì họ khinh người quá đáng, nổi sát tâm với ta, chúng ta chỉ là tự vệ mà thôi, không biết có tội gì cần xử trí. Tự vệ, tiểu tử, ngươi nói thật đơn giản, với thực lực của ngươi, nếu muốn chân chính tự vệ. Đội chấp pháp làm sao giết được ngươi, ngươi cũng không cần phải đánh chết người đội chấp pháp. Huống chi sau khi ngươi giết sát thiên, còn đánh chết mười mấy đệ tử đội chấp pháp, thủ đoạn huyết tinh như thế tuyệt đối không cho phép xuất hiện trong mật địa thiên giới. Hỏa Loan đứng dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, mơ hồ hiện lên hàn ý. Ta nhiều nhất chỉ có thể xem là tự vệ quá mức mà thôi, chẳng lẽ có người muốn giết ta, ta lúc nào cũng phải chạy trốn thôi hay sao? Lục Lâm Thiên nhìn thẳng Hỏa Loan, ánh mắt âm trầm, đối với Phượng Hoàng bộ tộc hắn cũng không khách khí, chỉ sợ lần này Phượng Hoàng bộ tộc cũng xen tay vào. Lớn mật, ở trước mặt trưởng lão tông lão, lại vẫn không biết hối cải. Trong mắt Hỏa Loan lộ ra hàn ý. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn lướt qua Đường Ám, Ô Hỏa, Quỷ Cốc, Hỏa Loan, lại nhìn lên thiên không, khóe môi cười lạnh nói. Lúc đội chấp pháp truy sát ta, trưởng lão tông lão không một người xuất hiện. Đừng nói với ta là không ai biết, mà bây giờ ta phòng vệ đánh chết vài người, lại biến thành lỗi của ta, hay cho mật địa thiên giới, hay cho thượng thanh thế giới, Lục Lâm Thiên này xem như đã biết rồi. Lục Lâm Thiên này, lá gan không nhỏ. Ánh mắt nữ tử áo trắng nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, thấp giọng nói. Lục Lâm Thiên lớn mật, càn rỡ. Ánh mắt Hỏa Loan phát lạnh, một đạo tinh quang bắn ra, chân khí nóng cháy khởi động, muốn động thủ với Lục Lâm Thiên. Hỏa Loan tông lão, lời của Lục Lâm Thiên không phải không có lý, việc này đích xác không phải hoàn toàn là lỗi của hắn. Thân ảnh Đường Ám nháy mắt xuất hiện trước người Hỏa Loan nói. Ánh mắt Hỏa Loan dao động, có Đường Ám ngăn cản, cũng chỉ phải dằn nén xuống. Mà sắc mặt Ô Hỏa âm trầm, lại không lên tiếng, chuyện này đã có định luận, tự biết nói thêm lời gì cũng chỉ vô dụng. Đường Ám nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Lục Lâm Thiên. Sự tình đại khái trưởng lão mật địa thiên giới cùng tông lão liên minh đều đã biết, tuy ngươi cùng Thái A cũng không phải hoàn toàn sai lầm, nhưng vẫn có trách nhiệm không thể trốn tránh, hơn nữa trong vạn thế đối quyết, đã cần diện bích 5 năm, hai tội cùng lập, ngay trong ngày phải tiến vào thương khung chiến trường 500 năm, ngươi có dị nghị gì không? Thiên khung chiến trường. Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, nhớ rõ lúc trước ma linh yêu nữ có nói qua, có thể đi vào vạn thế đối quyết,
Thương khung chiến trường mới có tư cách trở thành nam nhân của nàng, mà thương khung chiến trường là địa phương nào Lục Lâm Thiên vẫn chưa biết. 500 năm, thời không không dài cũng không ngắn a. Đường Dần cùng Lôi Tiểu Thiên đưa mắt nhìn nhau. Lục Lâm Thiên, người có dị nghị gì không? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên sững sờ, Đường Ám lại hỏi. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nói. Ta không cho rằng ta có sai, đương nhiên là có dị nghị. Lâm Thiên, loại kết quả này đã là tốt nhất, có không ít người nói lời hay cho ngươi, nếu không không chỉ là như thế mà thôi. Trưởng lão mật địa cùng tông lão liên minh định ra kết quả, nếu ngươi không tiếp thụ vậy chỉ phải khu trục ra mật địa thiên giới. Ngươi cần suy nghĩ cẩn thận, đi thương khung chiến trường tuy là nguy hiểm, nhưng chưa hẳn là chuyện xấu, còn hơn bị khu trục ra mật địa thiên giới vẫn tốt hơn. Quỷ Cốc truyền âm cho Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, ngươi cũng phải biết nếu ngươi không tiếp thụ trừng phạt, đuổi ra mật địa thiên giới là chuyện nhỏ, nặng thì có khả năng bị đánh chết, mật địa thiên giới là trọng địa thượng thanh thế giới. Không phải địa phương muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đường Ám nói. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Thái A nhỏ giọng hỏi. Lục Lâm Thiên phẩy tay, xem ra dù mình đáp ứng hay không cũng không còn lựa chọn nào khác. Đây là địa bàn của người ta, vậy phải nghe lời họ. Chỉ có thực lực mới đổi được công bình, nhưng thực lực bây giờ của mình còn chưa thể đổi được công bình mà thôi. Xem ra mặc kệ ta có đáp ứng hay không cũng không còn lựa chọn nào khác. Lục Lâm Thiên nhìn Đường Ám, ánh mắt co rụt lại, cho dù hắn không sợ chết, nhưng Thái A cùng hai hộ hoàng đội còn ở trong mật địa, phân đà phi linh môn còn có đông đảo đệ tử lưu trong vô sắc thế giới, người của linh võ thế giới còn ở trong thượng thanh thế giới không ít, mình không còn lựa chọn nào khác, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đã có quyết định, ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua hỏa loan cùng ô hỏa, sát khí dao động, làm nhiệt độ xung quanh cũng băng hàn. Bị ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua, ánh mắt ô hỏa cùng hỏa loan dao động, chẳng biết tại sao trong lòng chợt run lên. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm Đường Ám, âm thanh truyền ra từ kẽ răng, nói. Ta nguyện ý tiến vào thương khung chiến trường 500 năm, ân hôm nay, ngày sau nhất định không quên. Nếu vậy ngay trong ngày xuất phát, sẽ có người đưa ngươi đi thương khung chiến trường. Đường Ám khẽ thở dài nói, mà trong mắt hỏa loan cùng ô hỏa hiện tia hàn ý. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua đám người bên ngoài, trong đó có một nữ tử áo trắng dung mạo tuyệt mỹ xinh đẹp. Là nàng, không nghĩ tới nàng cũng ở đây. Thần sắc Lục Lâm Thiên khôi phục lại bình thường, nữ tử kia là ma linh yêu nữ, chẳng qua trang phục hôm nay của nàng khác hẳn lúc trước, trước kia là nóng bỏng như ma quỷ, hôm nay lại thánh khiết như trích tiên. Thái A cũng nhìn theo ánh mắt hắn, sắc mặt đại biến nói. Sư phụ, đây không phải là sư. Suy. Thái A còn chưa nói xong, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã đi tới trước mặt nữ tử áo trắng, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Nữ tử ngẩng đầu, ánh mắt long lanh gợn sóng. Ánh mắt mọi người đều nhìn theo, thậm chí bốn người Đường Ám cũng dao động. Lục Lâm Thiên chẳng lẽ biết nàng? Đường Dần cùng Lôi Tiểu Thiên đều kinh ngạc. Du Du tỷ, chẳng lẽ ngươi quen hắn? Nữ tử Đường Gia nhẹ nhàng hỏi. Không biết. Nữ tử áo trắng khẽ lắc đầu. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng vào trong mật địa thiên giới, cách trang điểm này của ngươi làm ta thiếu chút nữa không nhận ra ngươi. Lục Lâm Thiên lộ ý cười nói. Nữ tử kinh ngạc. Ta nghĩ ngươi nhận lầm người, chúng ta hình như không quen biết mà. Đệ tử bái kiến sư nương. Thái A đi tới, thoáng do dự mới cắn răng hành lễ. Cái gì? Không ít người kinh ngạc hô, ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là... Đường Dần cùng Lôi Tiểu Thiên nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Chớ có nói bậy, ta cũng không quen các ngươi. Nữ tử mở miệng, ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc, làm người ta không dám khinh nhờn. Sư phụ, đây rõ ràng là sư nương, tại sao lại? Thái A vô cùng nghi hoặc, nhìn Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Tiểu tử thật to gan, miệng không che đậy, muốn chết. Một âm thanh quát lạnh truyền ra. Một thanh niên khí độ bất phàm đứng sau lưng nữ tử áo trắng điểm chân dưới đất, thân ảnh phiêu giật lao thẳng tới. Oanh! Cùng một thời gian, trong tay thanh niên đánh ra một đạo trưởng ấn mang theo năng lượng phong hệ cuồng bạo, khe không gian xuất hiện thổi quét ra ngoài. Người cổ tộc, tuyên cổ sơ giai. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ động nhủ thầm. Suy! Cùng một lúc thời không xung quanh Lục Lâm Thiên rối loạn, thân ảnh đã đi tới trước người Thái A. Lục Lâm Thiên vừa đi tới, một đạo quyền ấn hiện ra, năng lượng kim hệ hội tụ,
linh hồn uy áp cùng tiêu sát khí sắc bén tràn ngập ra ngoài. Oanh! Quyền ấn ngưng tụ, oanh kích thẳng lên lòng bàn tay thanh niên kia. Oanh! Quyền trưởng va chạm, không gian phá nát, mọi người cấp tốc thối lui, năng lượng kình khí hóa thành gió lốc nháy mắt khuếch tán. Suy! Cùng lúc đó tàn ảnh quyền ấn tràn ngập chân khí linh hồn khủng bố bắn ra, rơi vào trong trưởng ấn của thanh niên, linh hồn năng lượng chút xuống, làm ánh mắt hắn thoáng dại ra. Công kích thuộc tính hiếm thấy, còn ẩn chứa linh hồn công kích. Công kích này thật mạnh, mang theo sát phạt, còn ẩn chứa linh hồn áo nghĩa cũng rất mạnh. Ánh mắt Đường Dần cùng Lôi Tiểu Thiên đều dao động. Suy, chỉ nháy mắt thanh niên lảo đảo rơi xuống đất, lưu lại một chuỗi tàn ảnh, chấn vỡ không ít đất đá mới ổn định lại thân hình, ánh mắt lập tức khôi phục bình thường, kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên. Khi dễ Phong gia chúng ta như chấp pháp đội hay sao, người tìm lầm người rồi. Một thanh niên mặc hoa phục đứng sau lưng nữ tử áo trắng lại nhảy ra. Suy, không gian run lên, cuồng phong gào thét, chỉ nháy mắt năng lượng phong hệ nhất thời tràn ngập, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Thanh niên mặc hoa phục kết xuất thủ ấn, không gian run lên, thiên địa năng lượng hội tụ thành long quyển phong bạo khổng lồ, hiển lộ khe không gian tối đen, năng lượng ngập trời chấn vỡ không gian nứt vỡ thành từng khúc. Là Phong gia Phong Thiên Lưu, bài danh thứ 13 trên thiên bảng. Vừa rồi ra tay hình như là Phong Chí không địch lại vì thế Phong Thiên Lưu xuất thủ. Cổ phong phá diệt chỉ. Thanh niên mặc hoa phục khẽ quát một tiếng, vung chỉ về hướng Lục Lâm Thiên, thiên địa năng lượng xoay tròn, một đạo chỉ ấn như lôi đình bắn ra. Hưu. Chỉ ấn xuyên phá trường không, mơ hồ mang theo uy áp chấn động lòng người bay thẳng tới. Thập phương vũ trụ ấn. Một đạo trưởng ấn bay tới, nhìn qua giống như không có chút uy lực, chẳng qua chân khí hủy diệt tràn ra, khí tức như hủy diệt vạn vật, không gian nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Oanh long! Trưởng ấn cùng chỉ ấn tiếp xúc, kinh khí khủng bố liên tục thổi quét, cả không gian xung quanh đều bị san bằng. Đặng đặng! Hai thân hình thoáng lui ra sau vài bước, như không phân thắng bại. Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm nói. Giới tuổi trẻ cổ tộc, không gì là ghê gớm cả. Hiện tại tới lượt ta. Dứt lời tay phải Lục Lâm Thiên hướng về phía trước, một năng lượng quang đoàn xuất hiện, bên trong ẩn hiện hư ảnh thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ cuồn cuộn sôi trào, mơ hồ làm mọi người cảm giác được có cỗ chân khí khủng bố lan tràn. Tứ thần quyết. Không có chút trì hoãn, năng lượng quang đoàn đẩy mạnh về hướng thanh niên mặc hoa phục, không gian dao động kịch liệt, năng lượng quang đoàn xuyên thủng không gian đón gió liền trướng, trong chớp mắt đã trướng lớn hơn vạn thước. Tựa như mặt trời nhô cao, hiện rõ trên chiến thai. Hống, ngao, cô, ru. Trong hào quang chói mắt, bốn hư ảnh rít gào, nháy mắt đồng loạt chạy trồm lao ra, hội tụ thành không gian lốc xoáy tối đen, bốn cỗ lực lượng kinh khủng tràn ngập thiên địa, chỉ một thoáng nhanh như thiểm điện lao về hướng thanh niên mặc hoa phục. Gì? Ánh mắt Đường Ám lập tức dao động. Phong Thiên Lưu, Phong Chí, hai người lui ra, Lục Lâm Thiên bất phàm. Các người rất khó ứng phó. Phong Thiên Lưu đang định xuất thủ, một âm thanh thanh thúy vang lên, dứt lời nữ tử áo trắng đã hiện thân trước người hắn. Lưu Phong trụ diệt ấn. Cổ tay run lên, tay áo vũ động, như một mảnh tuyết trắng bay xuống, trống rỗng hiện lên một đạo không gian thủ ấn. Hai cỗ năng lượng tiếp xúc, chỉ thoáng rằng co liền im lặng biến mất. Hô lạp lạp, nhưng không gian xung quanh vô thanh vô tức sụp đổ. Kinh khí gợn sóng kinh người như sóng thần nhấc cao, hóa thành quang hồ thổi quét trên không trung. Suy, thân hình Lục Lâm Thiên lảo đảo lui ra sau vài bước, nhưng nữ tử vẫn ổn như bàn thạch, không hề nhúc nhích. Nữ nhân này, Đường Dần cùng Lôi Tiểu Thiên đưa mắt nhìn nhau, đều lộ cười khổ. Sư phụ, không sao chứ? Thái A ngưng trọng đi nhanh tới, nhìn qua sư phụ tựa hồ bị áp chế. Lục Lâm Thiên phất tay. Ngẩng đầu nhìn nữ tử áo trắng lộ vẻ nghi hoặc, lập tức ôm quyền nói. Thật ngại quá, cô nương thật sự rất giống một người bằng hữu của ta, cho nên đã nhận sai, quấy rầy rồi. Chẳng lẽ nói vậy thì coi như xong sao? Phong Thiên Lưu cùng Phong Chí lại muốn ra tay. Phong Thiên Lưu, Phong Chí, nhận lầm người mà thôi, không sao, đừng ném phong độ của Phong ra chúng ta. Nữ tử liếc mắt nhìn qua, hai người kia đành phải lui trở lại. Lục Lâm Thiên, bằng hữu của ngươi thật sự giống ta sao? Nữ tử hiếu kỳ hỏi. Đích xác thật tương tự, cơ hồ giống nhau như đúc.
Lục Lâm Thiên nói. Nhưng ta đã nhận lầm người, không biết phương danh của cô nương. Nữ tử thoáng do dự, tựa hồ không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng. Phong Du Du. Phong Du Du. Lục Lâm Thiên cúi đầu lẩm bẩm, lập tức ngẩng đầu. Thật có lỗi, quấy rầy rồi. Ánh mắt hắn lại nhìn về hướng đường dần cùng Lôi Tiểu Thiên gật đầu như chào hỏi, hai người cũng gật đầu, lộ xem ra cười khổ. Đường ám trưởng lão, Quỷ Cốc tông lão, ta có thể đi rồi sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua, về phần ô hỏa cùng hỏa loan, hắn cũng không nhìn tới. Đương nhiên, tới lúc đó tự nhiên sẽ có người an bài các ngươi tiến vào thương khung chiến trường. Đường ám gật đầu nói. Như vậy đi, ta cùng các ngươi trở về. Ta cũng có một số việc cần dặn Thái A. Quỷ Cốc nói. Siêu siêu. Thân ảnh ba người chợt lóe, biến mất trên không. Du Du tỷ, mặc dù Lục Lâm Thiên có chút bổn sự, nhưng ta còn có thể đối phó. Ánh mắt Phong Thiên Lưu co giật, nói. Phong Du Du thản nhiên nói. Ta biết ngươi chưa dùng toàn lực, vừa rồi cũng có thể đối kháng, nhưng Lục Lâm Thiên cũng chưa dùng toàn lực. Ngươi ở tuyên cổ trung giai, hắn chỉ là niết bàn cảnh cao giai. Dây dưa thêm nữa người cũng xem như đã thua, Phong gia có phong độ Phong gia, nếu đại ca biết khó tránh sẽ xử phạt hai người. Nghe vậy hai người còn định nói gì, cuối cùng không dám nhiều lời cung kính lui xuống. Trên chiến thai, nhìn theo Lục Lâm Thiên rời đi, ô hỏa cùng hỏa loan nhìn nhau, trong mắt lộ hàn ý lẫn cười lạnh. Lâm Thiên, việc đi vào thương khung chiến trường thật sự do tình thế bất đắc dĩ, phong mang của các ngươi quá đáng, có đôi khi chưa chắc là một chuyện tốt. Trên đại cổ phong, ngồi trong phòng nhỏ đình viện, Quỷ Cốc nói. Khuôn mặt Lục Lâm Thiên co giật, không nói thêm gì nữa, người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hết thảy chỉ là vấn đề thực lực mà thôi, nếu mình có đủ thực lực, nếu sau lưng mình cũng có thế lực như tám đại cổ tộc, đánh chết vài người của đội chấp pháp cũng chẳng cần gặp phải xử trí, chỉ sợ lúc này kẻ bị xử trí chính là đối phương. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên không nói gì, Quỷ Cốc nghĩ trong lòng hắn chưa nghĩ thông suốt. Chân mày khẽ giật, nói. Kỳ thật tiến vào thương khung chiến trường, nói là xử trí trách phạt, trên thực tế cũng không xác định là phạt. Mật địa thiên giới, mật địa địa giới cùng mật địa nhân giới, 1.500 năm sau đều phải đi vào thương khung chiến trường. Chẳng qua ngươi vào sớm hơn một ít, tuy rằng bên trong tràn ngập vô số hung hiểm, nhưng cũng có vô số cơ duyên, chỗ tốt cụ thể chờ ngươi đi vào rồi thì tự nhiên sẽ biết. Tràn ngập vô số hung hiểm, cũng có vô số cơ duyên. Cũng là nơi tốt để tăng cường thực lực. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, vì mình, vì đệ tử Lục gia ngày sau, đệ tử Phi Linh Môn không muốn gặp phải đãi ngộ như hôm nay, chính mình nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực, chờ một ngày mình chân chính trở thành cường giả mới có được công bình đáng nói. Nghĩ tới đây, Lục Lâm Thiên thở sâu một hơi, ôm quyền thi lễ. Lần này chỉ sợ là phiền toái Quỷ Cốc tông lão, tiểu tử tạ ơn. Người một nhà, không cần nói như vậy. Quỷ Cốc vỗ vai Lục Lâm Thiên, cau mày nói. Chỉ tiếc mặt mũi của ta còn chưa đủ lớn để giúp các ngươi không phải vào thương khung chiến trường sớm như vậy. Thương khung chiến trường là địa phương thế nào, tông lão có thể nói cho chúng ta biết hay không? Lục Lâm Thiên hỏi. Cũng được, các ngươi cần tiến vào thương khung chiến trường, cũng có quyền lợi biết tình huống bên trong, dù sao sau này các ngươi cũng sẽ biết. Quỷ Cốc ngồi ngay ngắn, nhìn hai người nói. Nói đơn giản một chút. Thương khung chiến trường là địa phương thế giới đại chiến. Thế giới đại chiến. Lục Lâm Thiên cùng Thái A nghe vậy, ánh mắt sửng sốt. Không tệ, thế giới đại chiến, là đại chiến chân chính, các người nghĩ trong 3.000 đại thế giới đều là một mảnh hài hòa hay sao, 3.000 đại thế giới đều tham dự vào thế giới đại chiến, không có thế giới nào thoát khỏi. Quỷ Cốc nói tới đây, nhưng nghĩ tới điều gì, khẽ than thở. Thương khung chiến trường. Mỗi ngày sinh linh rơi xuống vô số kể, căn bản không thể đếm hết. Nghĩa phụ, 3.000 đại thế giới đều tham dự thế chiến, chẳng lẽ vì tranh đoạt cái gì hay sao? Thái A hỏi. Hỏi không tệ. Quỷ Cốc gật gật đầu, nói. Không biết thiên khung chiến trường đã tồn tại bao lâu, thời gian lâu dài không cách nào khảo chứng, 3.000 đại thế giới đều không thể không quản tới. Mà mục tiêu cuối cùng của mọi người là mỗi cách 150 vạn năm sẽ mở ra thương khung bí cảnh một lần. Ánh mắt Lục Lâm Thiên rung động, hỏi. Trong thương khung bí cảnh có vật gì tồn tại, tại sao làm cả 3.000 đại thế giới cũng phải quản tới? Quỷ Cốc lắc đầu. Ta cũng không biết, ta chưa đi vào thương khung bí cảnh,
Nghe nói người biết việc này cũng không mấy người, mà 3.000 năm sau là thời điểm thương khung bí cảnh mở ra. Có thể tiến vào bên trong, tuyệt đối không bao nhiêu người, nghe nói muốn đi vào chỉ khi nào tới tu vi hóa hồng cảnh mới đủ tư cách. Thiên khung bí cảnh. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, trong lòng có chút chờ mong. Ai, mỗi lần thương khung bí cảnh mở ra, nghe nói hóa hồng cảnh rơi xuống bên trong cũng không đếm hết, cuối cùng có thể đi ra còn chưa tới 2/10. Thương khung bí cảnh giống như một hắc động khủng bố, không ngừng cắn nuốt cường giả 3.000 đại thế giới, cũng chưa ai từng phát hiện được bí mật chân chính bên trong, thậm chí không ai biết bí mật lớn nhất là gì, nhưng vẫn làm người ta phấn đấu quên mình xông vào không dứt. Quỷ cốc thở dài nói, mà thương khung chiến trường là địa phương bồi dưỡng cường giả, giết chóc mới có thể chân chính rèn luyện ra cường giả. Trong thương khung chiến trường, thượng thanh thế giới giết chóc cùng ai, tại sao lại xuất hiện thế chiến? Lục Lâm Thiên hỏi, không ai biết nguyên nhân tại sao xuất hiện thế chiến, nhưng vô số năm qua trong thương khung chiến trường chất chứa vô số cửu hận, nguyên nhân thật sự đã không còn trọng yếu. Có giết chóc sẽ có đội ngũ, trong chiến trường tổng cộng có rất nhiều đội ngũ, tỉ như Thiên Đạo Phỉ, Tuyên Cổ Điện, mà hai đội ngũ lớn nhất là Thiên La Minh cùng Thương Khung Minh. Quỷ Cốc nói, Lục Lâm Thiên có chút hiểu biết về Tuyên Cổ Điện cùng Thiên Đạo Phỉ. Bởi vì ba sư phụ của Lục Thành là Thiên Cuồng Tam Đạo là người Thiên Đạo Phỉ. Mà Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ với Tuyên Cổ Điện, bởi vì Tam Kỳ Lão Nhân xem như là người của họ, thế lực này tồn tại cũng không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Nhưng Thiên La Minh cùng Thương Khung Minh thì hắn hoàn toàn không biết, liền hỏi. Tông Lão, không biết Thượng Thanh Thế Giới thuộc Thiên La Minh hay Thương Khung Minh? Thương Khung Minh, Quỷ Cốc nói. Lục Lâm Thiên lại hỏi. Thực lực của hai bên như thế nào? Có thể xem như xấp xỉ, nhưng đây không phải lời thật lòng, nếu tính ra Thương Khung Minh hạ phong, nhiều năm qua theo ta được biết, Thiên Khung Minh cũng không chiếm được nhiều ưu thế. Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ Thương Khung Minh không có cường giả hay sao? Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc. Đôi bên đều có cường giả, nhưng nếu không thật sự cần thiết, sẽ không ai hành động thiếu suy nghĩ, huống chi dù cường giả hai bên chịu ảnh hưởng. Cũng phải đề phòng những đội ngũ khác. Quỷ Cốc thoáng do dự, nói. Trong 3.000 đại thế giới, có vô số sinh linh chủng tộc, nhưng nghiêm khắc mà nói, có thể chia thành 4 loại sinh linh, các ngươi có biết là 4 loại nào không? Lục Lâm Thiên nhướng mày. Thiên sinh linh vật, thú tộc, nhân tộc, mà linh vật thứ tư như vô ảnh phệ thủy độc thư, còn có. Ngươi biết không ít. Quỷ Cốc ngắt lời. Ngươi nói không tệ, thiên sinh linh vật, địa sinh linh vật. Nhân tộc, mà linh vật thứ tư cũng không phải sai, chỉ là quá mức thưa thớt, cho nên linh vật thứ tư còn được gọi là minh linh. Minh linh. Thái A tò mò. Nghĩa phụ, minh linh là vật gì? Thần sắc Quỷ Cốc dao động. Minh linh là một loại sinh linh khủng bố, chia ra không ít chủng tộc, chỉ dưới thiên sinh linh vật, nghe nói chủng tộc cao nhất trong minh linh trình độ khủng bố cường hãn thậm chí đủ so sánh với thiên sinh linh vật, chỉ có thiên sinh linh vật cao cấp nhất mới có thể đối kháng. Nói tới đây Quỷ Cốc dừng lại, tựa hồ có vài lời cũng không muốn nói, nhìn hai người, chợt cắn răng. Minh linh thiên phú mạnh mẽ, trên cả nhân tộc không khả năng so sánh. Thiên La Minh là do thiên sinh linh vật cùng minh linh kết hợp thành đội ngũ, mà Thương Khung Minh là địa sinh linh vật cùng nhân tộc, thú tộc tạo thành đội ngũ, ở trong mắt thiên sinh linh vật cùng minh linh, họ mới là chúa tể thiên địa này, cũng không nhìn nhân tộc cùng thú tộc trong mắt, mà nhân tộc địa vị thấp nhất. Thực lực chỉ xem như lót đáy. Nhân tộc chỉ lót đáy thôi sao? Lục Lâm Thiên thân là nhân tộc, nghe vậy trong lòng cũng xúc động. Tòa kiến trúc cung điện phong cách cổ xưa rộng lớn, đứng vững trên ngọn núi mờ ảo, như trôi nổi giữa không trung, diện tích khổng lồ như một đầu cự thú phủ phục. Chương 4019 Thiên La Minh cùng Thương Khung Minh. Bên trong cung điện khổng lồ phong cách cổ xưa, đường ám xuất hiện trong thạch thất, thần sắc cung kính nói. Giới chủ, đã làm thỏa đáng, chỉ là ta còn lo lắng. Ngươi lo lắng cái gì? Trong thạch thất truyền ra âm thanh già nua, nhưng không thấy thân ảnh. Lục Lâm Thiên đích xác bất phàm, nếu thượng thanh thế giới mất đi hắn, chỉ sợ là tổn thất của chúng ta. Theo ta được biết, người này tựa hồ cũng không phải người thượng thanh thế giới, nếu bị kéo vào Thiên La Minh, tổn thất càng lớn hơn nữa, Thiên La Minh quỷ kế đa đoan, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Ánh mắt đường ám có chút ngưng trọng nói. Nhìn ngươi đánh giá Lục Lâm Thiên không thấp. Âm thanh già nua mang theo tiếng cười. Niết bàn cảnh cao giai,
còn có thể đối kháng với Phong Thiên Lưu, đã chứng minh hết thảy. Ánh mắt Đường Ám hơi đổi, nói. Giới chủ, hôm nay Lục Lâm Thiên thi triển thủ đoạn, người có chú ý tới. Người nói kim hệ cùng thủ đoạn cuối cùng sao? Âm thanh già nua hỏi. Không tệ. Đường Ám gật đầu nói. Lục Lâm Thiên có thể là người thần thú thế giới hay là có quan hệ với họ? Trong thạch thất đột nhiên an tĩnh, một lát sau âm thanh già nua lại nói. Việc này không quan hệ với chúng ta, nhưng lần này Lục Lâm Thiên cùng Thái A đi thương khung chiến trường chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh. Ý của giới chủ chính là. Mí mắt Đường Ám co giật, nói. Chúng ta cần phải có một chút động tĩnh, có chút người càng ngày càng không đem chúng ta đặt vào trong mắt. Không cần thiết, là phúc không phải họa, là họa trốn không khỏi, có lẽ đây cũng là một loại tôi luyện đối với hắn, tên kia còn không nói gì, chúng ta cũng không cần quá khẩn trương, chỉ có chân chính tôi luyện mới có thể rèn luyện cường giả. Âm thanh già nua nói. Vào đêm, trên đại cổ phong, trong đại sảnh, hai hộ hoàng đội đứng thẳng nơi đó. Chư vị, chuyện đại khái các ngươi cũng đã biết, ta cùng sư phụ bị xử phạt phải đi vào thương khung chiến trường 500 năm. Đội hộ hoàng các ngươi nguyện ý đi theo hay là rời đi, đây đều là tự do của các ngươi, thiên khung chiến trường không phải địa phương bình thường, các ngươi phải lựa chọn cho kỹ. Thái A nói, Lý Cụ thề chết theo thiếu chủ, Vu Mã Tam Giới thề chết theo thiếu chủ, Vô Tướng nguyện ý theo thiếu chủ. Thái A vừa nói xong, Lý Cụ, Vu Mã Tam Giới, Vô Tướng không chút do dự quỳ một gối cung kính nói. Thề chết theo thiếu chủ, đi theo thiếu chủ. Vượt lửa qua sông cũng không tiếc. Theo sau nhóm người Bắc Đông cũng tiến lên cung kính nói, trong lòng mọi người đều hiểu được, với thiên phú của hai vị thiếu chủ, lần này bị phạt đi vào thiên khung chiến trường cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, ngày sau sừng sững trong thượng thanh thế giới tuyệt đối là chuyện sớm hay muộn. Huống chi trải qua một đoạn thời gian, mọi người đều hiểu rõ hai vị thiếu chủ cũng không xem họ là người ngoài, còn giúp họ chiếm được không ít ưu đãi. Chính các ngươi cần suy nghĩ kỹ càng. Nghe nói thiên khung chiến trường không phải nơi tầm thường. Lục Lâm Thiên nói. Vô Tướng nhìn Lục Lâm Thiên, thần sắc kiên nghị nói. Thiếu chủ không cần nói thêm nữa, chúng ta tin tưởng ánh mắt của mình, tin tưởng năng lực của thiếu chủ, huống chi đây vốn là chức trách của hộ hoàng đội, có thể đi theo bên người thiếu chủ là vinh hạnh của chúng ta. Ta tin tưởng 500 năm sau, chúng ta có thể theo thiếu chủ chiến thắng quay về, tới lúc đó mật địa thiên giới ở trong mắt chúng ta sẽ hoàn toàn khác hẳn. 500 năm sau, chúng ta theo thiếu chủ chiến thắng quay về. Mọi người cùng hô to, không ai lùi bước. Mí mắt Lục Lâm Thiên giật giật, tinh quang lóe ra, khí tức thương cổ lan tràn, nói. Hôm nay ta cho các ngươi một hứa hẹn, một ngày kia, sẽ mang theo các ngươi tiếp tục quay về mật địa thiên giới này, tới lúc đó hết thảy sẽ khác hẳn, chúng ta cũng không cần tiếp tục khuất nhục cúi đầu. Đại trượng phu có được giãn được, chúng ta thể chết đi theo. Nhóm hộ hoàng đội cung kính quát, sóng âm quanh quẩn trên ngọn núi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên dao động, có chút cảm xúc. Bỗng dưng ánh mắt hắn run lên, nói. Các ngươi lưu lại đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời thân ảnh hắn đã biến mất tại chỗ. Trên đỉnh đại cổ phong, tại một tảng đá nhô ra khỏi vách núi, khi Lục Lâm Thiên xuất hiện, ánh mắt đảo qua thiên không, nói. Là vị cường giả nào đã tới đại cổ phong, lại để cho ta phát hiện. Chắc là có việc, tại sao không hiện thân gặp mặt? Linh hồn lực của hậu sinh ngươi không tệ, tu luyện linh hồn áo nghĩa bất phàm, nhìn ra được kiện thông linh bảo khí kia đã bị ngươi triệt để dung hợp, không tầm thường a. Một âm thanh già nua vang như hồng trung truyền ra, một lão giả mặc trường bào màu lam xuất hiện. Thân hình lão giả hùng vĩ, khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn, giống như dấu vết năm tháng lưu lại tràn đầy, mái tóc bạc buông xóa, đôi mắt sáng ngời mỉm cười nhìn Lục Lâm Thiên. Đôi mắt thâm thúy sâu không thấy đáy, vô biên vô hạn. Lục Lâm Thiên lui ra sau một bước, theo linh hồn cảm giác hắn biết từ khi lão giả này xuất hiện, không gian xung quanh không bình thường, nhưng vì sao thì hắn không nói ra được. Loại cảm giác này khiến trong lòng hắn sợ hãi. Ông, kim sắc tiểu đao cũng phát ra tiếng đao minh, nhưng lập tức liền bình tĩnh lại, nhưng kim sắc tiểu đao có phản ứng như vậy cũng là lần đầu tiên, điều này làm Lục Lâm Thiên càng thêm cẩn thận. Huống chi lão giả này còn biết hắn chiếm được kiện thông linh bảo khí, là một kiện trọng bảo ngay cả hóa hồng cảnh cũng không thể cự tuyệt, điều này khiến Lục Lâm Thiên càng thêm cảnh giác. Tiền bối là, bằng trực giác, Lục Lâm Thiên cảm nhận được tuy lão giả thu liếm khí tức,
nhưng cũng làm cho hắn không cách nào nhìn thấu được tu vi của lão giả. Tiểu tử cũng thật cảnh giác, nếu ta muốn giết ngươi cũng đã không đợi tới bây giờ, mặc dù thông linh bảo khí giá trị xa xỉ, nhưng ngươi vô thanh vô tức chiếm được cũng là bổn sự, là cơ duyên của ngươi, cũng là trợ lực cho ngươi trong thương khung chiến trường, nhưng nếu chưa tới thời điểm trọng yếu, nên ít vận dụng tốt hơn, một khi tin tức truyền ra, không cần ta nói ngươi cũng biết sẽ gặp phải kết quả gì. Lão giả lộ vẻ mỉm cười nói tiếp. Trưởng lão mật địa cùng tông lão liên minh sau khi thương nghị, cho ngươi tiến vào thương khung chiến trường, ngươi không phục, cảm thấy được bọn hắn ỷ thế hiếp người, làm vậy là không công bình. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng lấn thiếu niên nghèo. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói, trong mắt bắn ra tinh quang. Quả nhiên trong lòng không phục. Lão giả nói, hậu sinh, nhớ kỹ, trên đời này không có bao nhiêu công bình, ngươi có thể nhận xử trí của họ, tin tưởng đã hiểu được đạo lý, công bình là xây dựng trên thực lực, muốn công bình, 500 năm sau chính mình quay về mật địa thiên giới đòi lại. Lão giả dứt lời, ném qua một giới chỉ chữ vật, nói. Bảo tồn đồ vật trong giới chỉ, ngươi lĩnh ngộ xong thì phá hủy, 500 năm thời gian hẳn cũng đủ cho ngươi lĩnh ngộ, có lưu lại mật địa hay không vấn đề không lớn. Suy. Dứt lời, thân ảnh lão giả dần dần biến mất, trong mắt lộ ý cười. Không biết danh hào của tiền bối. Lục Lâm Thiên thu giới chỉ, nhìn thân ảnh lão giả hỏi. Ngươi không cần biết, chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Lão giả nói xong liền nói tiếp. Tam kỳ, ngươi không cần rình, ngươi không thể đi vào thiên khung chiến trường, nếu đã dung hợp hai loại thiên sinh linh vật, đây cũng là phần số phận của ngươi, nhưng muốn khôi phục thực lực toàn thịnh, thậm chí tiến thêm một bước. Còn cần một chút thời gian, nộ long cùng đầu tà giao đều không phải vật thiện, người muốn tiến một bước cũng không dễ dàng, nói không chừng còn bị làm hại, nể tình hậu sinh, theo ta bế quan một lát đi. Nói tới đây thân ảnh lão giả đã biến mất không thấy. Suy, cùng lúc đó thiên trụ giới nổi lên dao động, một thân ảnh nhỏ gầy lướt ra, ngoại trừ tam kỳ lão nhân cũng không còn ai khác. Sư bá, người đã dung hợp nghịch thiên tà long rồi sao? Nhìn thấy tam kỳ lão nhân, Lục Lâm Thiên lộ xem ra vui mừng, nhìn khí tức hiện tại của tam kỳ lão nhân, nguyên bản thân hình hư ảo đã trở nên ngưng thật, sau khi dung hợp hai thiên sinh linh vật nghịch thiên tà long cùng thôn thiên tà giao, điều này làm khí tức của kỳ lão đã có biến hóa. Đã dung hợp rồi. Tam kỳ lão nhân gật gật đầu, nhìn theo thân ảnh vừa biến mất, có chút nghi ngờ nói. Sao lão nhân ra cũng đi ra rồi? Sư bá, vị tiền bối kia là ai? Lục Lâm Thiên hỏi, nếu hắn không nói cho ngươi biết, tất nhiên còn chưa muốn ngươi biết, sau này ngươi sẽ biết. Tam kỳ lão nhân quay người, nghi hoặc hỏi. Ta vừa nghe nói tới thương khung chiến trường, chuyện gì vậy, hiện tại ngươi hẳn còn chưa tới lúc đi vào thương khung chiến trường đi, đã xảy ra chuyện gì? Nói ra thật dài dòng. Lục Lâm Thiên kể lại những chuyện hắn vừa trải qua. Khi ánh trăng treo cao trên bầu trời, mây trắng bao phủ. Lưu lại dấu vết loang lổ trên mặt biển rộng mênh mông. Sao tam muội còn chưa tới, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì hay sao? Bên trong một khe hẹp đá ngầm, một nam tử áo xám vẻ mặt ngưng trọng nhủ thầm. Đứng chờ thêm một lát, trong tay nam tử xuất hiện một hoàng sắc quang cầu cực kỳ quái dị, trôi nổi hoàng mang, lại không cảm giác có chân khí lan tràn, không cách nào mở ra. Đây rốt cục là vật gì? Nam tử thì thào nói. Siêu siêu, bỗng dưng từng thân ảnh phá không xuất hiện, hơn 10 chân khí sắc bén nháy mắt buông xuống, vây khốn nam tử ở trung ương, đông đảo áo nghĩa nguyên lực bắt đầu khởi động, từng luồng chân khí khoảnh khắc khuếch tán, tựa như muốn cô đọng cả không gian. Sư phụ, chính là người này cùng một nữ tử đoạt đi bảo vật phát hiện trong động phủ. Một trung niên tràn ngập sát ý nói với hắc bào lão giả hói đầu, khuôn mặt âm trầm đứng bên cạnh. Phế vật! Tu vi cao hơn đối phương nhưng lại không làm gì được tiểu tử này, trở về mới tính sổ với ngươi. Âm thanh lão giả the thé, cực kỳ chói tai khó nghe, nguyên lực run lên, âm sát nguyên lực bắt đầu khởi động, thân ảnh đã đi tới trước người nam tử kia. Tiểu tử, ngay cả đồ vật của hắc thú sát nhân này cũng dám cướp, tha cho ngươi không được. Hắc bào lão giả dứt lời, một đạo thủ ấn âm độc mang theo khe không gian tối đen lan tràn tới trước người nam tử. Cường giả. Nam tử đã sớm thu hồi hoàng sắc quang cầu, tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh tới mức khó thể tránh né, ánh mắt nam tử biến thành ngưng trọng, nhưng lâm nguy không loạn, khí thế bá đạo khởi động,
một đạo thổ hoàng sắc quang mang lan tràn, đem thân hình hắn hoàn toàn bao phủ. Một đạo quyền ấn ầm ầm phóng lên cao va chạm cùng âm sát thủ ấn. Suy lạp lạp, thủ ấn cùng quyền ấn va chạm, chỉ rằng có nháy mắt, lập tức thủ ấn xuyên thủng đánh thẳng ấn đường nam tử kia. Chấn thiên, trong tích tắc, đạo hoàng kim quang mang trào ra, một thanh kiếm bản rộng hiện lên, đạo kim sắc hư ảnh kiếm hình bao trùm đồng thời còn có một bộ khải giáp phong cách cổ xưa bao phủ lấy thân hình thanh niên. Suy lạp, phanh phanh phanh. Âm sát chỉ ấn va chạm kiếm quang, âm sát năng lượng ăn mòn, chỉ ấn như sắp phá vỡ kiếm quang, cuối cùng kiếm quang cũng đối kháng xuống, nhưng không gian xung quanh ầm ầm nổ tung, cột nước hải vực bốc cao lên bầu trời. Đặng đặng, thanh niên nhờ có khải giáp bảo hộ, nhưng thân hình liên tục thối lui, khi thân hình ổn định lại liền phun ra máu tươi. Trên khải giáp lại giống như có tầng điện mang lóe ra, bàng bạc khuếch tán, lại có cỗ khí tức làm người rung động, bất quá cũng bị âm sát ảnh hưởng thật lớn. Gì, lại chưa chết, đích thật là có chút bổn sự, thanh kiếm kia tựa hồ không phải vật phàm, chẳng lẽ là... Hắc thứ có chút ngoài ý muốn, ánh mắt lộ vẻ tham lam, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi nhất định chết chắc rồi. Suy, âm sát năng lượng trào ra, thân ảnh hắc thứ lao thẳng tới. Một đạo chảo ấn như quỷ chảo nương theo lực lượng trói buộc không gian vỡ áp về hướng thanh niên. Chấn thiên, liều mạng đi. Thanh kiếm run lên, tựa như sư giống tê minh một tiếng, thân kiếm lan tràn ra kim mang trói mắt. Ngươi đừng mơ tưởng động hắn, chết đi. Ngay lúc thanh niên vừa định liều mạng, bỗng dưng một tiếng quát truyền ra, một đạo cầu vồng phá không bay tới, uy áp thật lớn buông xuống cả hải vực. Suy, một đạo trưởng ấn xuất hiện. Vỗ thẳng vào quỷ trảo của hắc thú. Phanh phanh. Trong chớp mắt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng cả chân trời, năng lượng gió lốc khủng bố thổi quét, cả không trung đều chao đảo, hải vực bên dưới không ngừng nổ tung. Suy. Quỷ trảo bị chụp vỡ, trường ấn chưa giảm, hạ xuống như sấm đánh, mang theo khe không gian tối đen cắn nuốt cả người hắc thú. Oanh. Thân hình hắc thú lập tức tạc vỡ, thân hình hóa thành máu tươi tuôn tràn, một chiêu đã bị đánh chết dễ dàng. Oanh long. Trên bầu trời đêm, một tòa giá khôi lỗi khổng lồ trôi nổi giữa không trung, uy vũ dữ tợn, xuyên phá trời cao như mãnh thú tung hoành. Siêu siêu. Mấy trăm người nhảy ra khỏi tòa giá, thân ảnh lăng không đứng lơ lửng, chân khí hùng hồn sắc bén bắt đầu khởi động khắp cả hải vực. Thanh niên bị biến cố đột ngột làm khiếp sợ, khi ánh mắt chứng kiến mấy trăm thân ảnh, đột nhiên kinh ngạc, bởi vì họ đều mặc khải giáp phong cách cổ xưa, có điện quang chớp động, chân khí bàng bạc tràn ngập. Khải giáp của họ giống khải giáp của thanh niên như đúc, không hề có chút khác biệt nào, điều này làm thanh niên vô cùng ngạc nhiên. Hắc thứ lão tổ đã chết. Không tốt, họ là ai, thực lực thật mạnh, bối cảnh người này quá lớn. Chúng ta xong đời. Dám động người của chúng ta, giết. Một trung niên xuất hiện bên cạnh thanh niên, nhìn thấy 10 người vây quanh, khải giáp của trung niên có chút khác biệt với người khác, nhưng thoạt nhìn lại có nhiều chỗ tương tự. Trung niên này vừa dùng một chiêu đánh chết hắc thứ sát nhân, lúc này hắn vừa hạ xuống đá ngầm, nhanh như quỷ mị lao về hướng trung niên đã truy sát thanh niên lúc ban đầu. Oanh! Suy! Trung niên mặc khải giáp nháy mắt đã tới bên cạnh người nọ, một đạo trưởng ấn lập tức thành hình. Phanh! Trưởng ấn hạ xuống, giết chết người nọ, tan thành mây khói. Giết! Mấy trăm người cùng quát, vừa nhìn đã biết được huấn luyện nghiêm chỉnh. Từng đạo công kích nhất thời thổi quét về hướng hơn 10 người còn lại. A! À, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hơn 10 người căn bản không phải đối thủ. Ngươi thuộc đội ngũ nào, sao lại ở đây, còn bị người truy sát? Trung niên đầu lĩnh đi tới trước mặt thanh niên hỏi. Thanh niên vẻ mặt nghi hoặc, không biết sao mình lại có nhiều người giúp đỡ như vậy. Làm cho hắn kinh ngạc chính là, bộ khải giáp hộ thân lại giống họ như đúc. Mà khải giáp của hắn tới từ linh võ đại lục thiên địa các thiên địa tháp, mà những người này rõ ràng không phải người linh võ đại lục. Sáng sớm, bên trong dãy núi trùng điệp xanh biếc, mây mù lượn lờ như tiên cảnh. Trên hải vực vô tận, không ít thân ảnh trôi nổi giữa không trung. Hai người Lục Lâm Thiên cùng Thái A quay đầu nhìn lại, nơi đó là lối vào mật địa thiên giới, không nghĩ tới nhanh như vậy phải rời khỏi mật địa. Thiếu chủ, một ngày kia chúng ta sẽ trở về. Tới lúc đó hết thảy đều khác hẳn. Vô tướng thoáng do dự nói. Hô! Lục Lâm Thiên thở sâu một hơi, không nói gì, ánh mắt thoáng hiện tinh quang. Chúng ta đi thôi, phía trước là không gian trùng động,
như vậy có thể đi vào thương khung chiến trường, tới bên kia sẽ có người thượng thanh thế giới tới tiếp ứng chúng ta. Một đại hán nhìn Lục Lâm Thiên cùng Thái A nói. Đi thôi. Lục Lâm Thiên gật đầu, định xoay người rời đi. Lâm Thiên huynh đệ. Nhưng đúng lúc này cửa không gian vào mật địa nổi lên dao động, sau đó từng đạo thân ảnh lướt ra, vài lần lắc mình đã xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhíu mày, bởi vì người vừa tới chính là Mạc Kình Thiên. Bên cạnh Mạc Kình Thiên là một thanh niên 28-29 tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khóe môi như đang mỉm cười, chính là nguyên võ thế giới võ phá thương khung Nhâm Tiêu Diêu. Bên cạnh Nhâm Tiêu Diêu là một thanh niên cao gầy khuôn mặt cương nghị, khí chất lãnh tuấn ôm kiếm đứng im, chính là võ thần thế giới kinh thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân. Ngoài ra còn có bốn người, Phượng Dương thế giới Phong Hoa Tuyệt Đại Tuyệt Phong Hoa, Pháp Đạo thế giới Hoành Đao Diệt Không Độc Nhất Đao, còn có Song Tinh thế giới Man Quyền Giang Đảo Lưu, Thông Thiên thế giới Đạp Không Vô Ngân Thiên Thương Ngấn, chỉ không thấy Hoàng Lạc Nhan mà thôi. Sao các ngươi lại tới đây? Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Chuyện của ngươi chúng ta mới nghe nói, bởi vì vừa đi vào mật địa nên cũng muốn tìm hiểu một ít, cho nên một mực bế quan, vừa nghe được chuyện của ngươi chúng ta liền thông chi cho nhau, sau đó liền chạy tới. Tịnh Vô Ngân đi tới, vỗ vai Lục Lâm Thiên lại vỗ vai Thái A, nói. Được rồi, đám người đội tuần tra sao, giết rất tốt. Nếu chúng ta sớm biết tin, sẽ không để hai ngươi một mình gánh vác, chỉ tiếc chúng ta tới chậm. Nhâm Tiêu Diêu áy náy nói. Chúng ta đã tới chậm. Mọi người cùng lộ vẻ xin lỗi. Việc này không quan hệ với các ngươi không cần như vậy. Lục Lâm Thiên xúc động nói. Ngươi nói sai rồi, chúng ta đều là người có phong hào chiến hoàng trong vạn thế đối quyết, chúng ta đại biểu thế lực ngoài cổ tộc, cho nên tự nhiên có quan hệ, huống chi mặc dù ngươi không có phong hào chiến thần, nhưng ở trong lòng chúng ta ngươi là người đứng đầu cửu hoàng, đệ thập chiến thần. Mạc Kình Thiên đi tới, nhíu mày nói. Sự tình đã không thể sửa đổi, người trước tiên đi vào thương khung chiến trường thăm dò đường xá, tới lúc đó chúng ta lại tới cậy nhờ, chúng ta sớm muộn có ngày gặp lại. Không tệ, người vào thăm dò đường xá trước. Nhâm Tiêu Diêu nói. Tịnh Vô Ngân nói. Còn nữa, nhớ chăm chỉ tu luyện, tới lúc đó ta sẽ tìm ngươi luận bàn, nhất thời thành bại không đủ luận anh hùng, lần sau ta chưa chắc sẽ thua ngươi, ngươi cũng vậy. Đừng quên ở trong lòng chúng ta ngươi là đứng đầu cửu hoàng. Đệ thập chiến thần, ngươi còn có chúng ta. Lục Lâm Thiên nhìn từng thân ảnh cao ngất, ánh mắt dao động, xoay người bay lên, cười to nói. Ha ha, chờ ta trở lại, ta đi thương khung chiến trường thăm dò đường xá trước, 500 năm sau, các ngươi chuẩn bị sẵn rượu ngon chờ ta. Siêu siêu, Thái A đuổi theo, hai hộ hoàng đội cũng theo sau, thân hình hóa thành cầu vồng xuyên phá trường không rời đi. Nhóm người Mạc Kình Thiên đứng lặng nhìn theo bóng dáng của họ mãi tới khi biến mất không còn nhìn thấy. Tên kia đã đi thương khung chiến trường, chúng ta cũng không thể kém hơn được, trở về tu luyện đi thôi. Tịnh Vô Ngân nói xong đã xoay người rời đi. Chúng ta nhất định phải tiến vào trước thiên bảng. Mạc Kình Thiên nói, đây không phải chuyện dễ dàng, cũng chỉ có tên bía y thái kia mới có thể xông vào trước 15. Ngọn núi cao ngất, mây mù lượn lờ. Một thân ảnh chìm trong mây mù quanh quẩn. Ta thật sự kỳ quái, hậu sinh kia bị ném vào thương khung chiến trường, ngươi lại không nhúng tay, vậy còn bảo ta đi chiếu cố hắn. Một thân ảnh thương lão đột nhiên xuất hiện bên cạnh người kia, chính là lão giả đã tới tìm Lục Lâm Thiên nói chuyện trước đó. Thân ảnh chìm trong mây mù chỉ cười, mang theo xu thế liếc nhìn thiên hạ, nói. Thương khung chiến trường càng thích hợp với hắn hơn mật địa thiên giới. Hắn cần con đường của chính mình mà không phải đi đường của người khác, hắn hiển nhiên hiểu được điểm này. Tới thương khung chiến trường chỉ sợ hắn cũng không được bình tĩnh. Lão giả nói, là chân long, sẽ không e ngại sóng to gió lớn, là mãnh hổ, nhất định phải ngạo tiếu thương khung. Thân ảnh cao ngất nói, ánh mắt lão giả co giật, nói, vậy ngươi cần gì phải cho hắn tiến vào mật địa thiên giới? Trong mật địa thiên giới tự nhiên sẽ có trợ giúp đối với hắn, huống chi đây cũng không phải do ta an bài. Thân ảnh cao ngất thì thào. Đúng rồi, nể tình của ta, lần này ngươi cũng đừng làm quá mức, thượng thanh thế giới đang cần dùng người, chỉ còn 3.000 năm thời gian. Lão giả than nhẹ, ánh mắt biến thành ngưng trọng. Yên tâm đi, ta sẽ không động bất luận kẻ nào, tiểu tử kia sẽ có ngày trở về. Thân ảnh cao ngất vẫn chìm trong mây mù. Không thể thấy rõ bộ dáng, nói.
Lần này ta không nhúng tay vào, chờ ngày tiểu tử kia trở về, tới lúc đó chuyện hắn muốn xử lý, ta hy vọng ngươi cũng đừng nhúng tay, ta đã nói trước, tới lúc đó đừng trách ta không nói qua với lão gia hỏa ngươi. Dứt lời, thân ảnh liền biến mất, trên khuôn mặt lão giả lộ vẻ cười khổ, lập tức biến mất không còn nhìn thấy. Trong một không gian trùng động, đại hán lên tiếng. Ta tên là Ngô Siêu, phụ trách đưa các ngươi đi thương khung chiến trường, đi ra không gian trùng động này, sẽ đi vào trong đó. Ngô Siêu thoáng dừng lại, nhìn qua hai hộ hoàng đội, lại nhìn Lục Lâm Thiên cùng Thái A. Lần này đi vào, không có ai biết các ngươi là ai, đội hộ hoàng các ngươi an bài một chút, cũng chỉ vì an toàn cho các ngươi, nếu ai cũng biết các ngươi dẫn theo đội hộ hoàng, sẽ biết thân phận các ngươi. Vì sao không thể bại lộ thân phận? Thái A khó hiểu hỏi. Ngô Siêu đáp. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, có lẽ các ngươi khá đặc thù, chưa từng có phong hào chiến hoàng đi vào mật địa thiên giới chưa bao lâu đã bị đuổi vào trong thương khung chiến trường sớm như vậy. Phong hào chiến hoàng có danh khí không nhỏ trong thương khung chiến trường, đại biểu người nổi bật cho giới trẻ tuổi ngoài cổ tộc thượng thanh thế giới, nếu người Thiên La Minh hay biết, sẽ có hứng thú giết các ngươi đi lĩnh công. Ngô Siêu nói. Ánh mắt chớp động nhìn hai người, theo hắn biết chuyện như vậy cũng là lần đầu tiên phát sinh. Thương khung chiến trường ở địa phương nào? Lục Lâm Thiên hỏi. Ta cũng đang định nói với các ngươi, bên trên công đạo, cho các ngươi hiểu biết về thương khung chiến trường nhiều hơn, nhưng đây cũng chỉ là đại khái, về phần chi tiết, đi vào trong chiến trường rồi các ngươi cũng sẽ hiểu được. Nghe Ngô Siêu thuật lại, vị trí thương khung chiến trường cách thượng thanh thế giới rất xa. Nếu không có không gian trùng động, muốn xuyên qua không gian đi tới chiến trường cũng khó khăn, mặc dù có không gian trùng động nhưng thời gian cũng không ngắn. Thương khung chiến trường làm sao hình thành, tại sao lại xuất hiện, mấy vấn đề này không có ai biết được. Nhưng thương khung chiến trường cũng không phải nằm trên bầu trời, sở dĩ có tên như vậy là vì bên trong có thật nhiều hư không. Diện tích chiến trường khổng lồ, nghe đồn đãi không kém gì một đại thế giới. Một đại thiên thế giới chẳng khác gì 1000 trung thiên thế giới. Lại do hàng ngàn tiểu thiên thế giới tạo thành, mỗi tiểu thiên thế giới lại do 1000 tiểu thế giới xây dựng, diện tích thế nào liền có thể nghĩ. Nghe đồn đãi bên trong thương khung chiến trường, quanh năm suốt tháng Thiên La Minh cùng thương khung minh chiến đấu kịch liệt, tồn tại vô số hiểm cảnh cùng mật địa. Đương nhiên tuy nguy hiểm nhưng cũng có vô số cơ duyên, thậm chí có không ít người đặc biệt tiến vào chiến trường tôi luyện cùng tìm kiếm cơ duyên. Bên trong không gian mông lung, mặt đất có chút khô vàng, núi non tiêu điều. Không biết lần này tới bao nhiêu người, sao còn muốn chúng ta đi đón, bình thường đều tự mình đi qua. Hiện giờ còn chưa tới lúc, lại phái người đi vào, nếu như ta nhớ không lầm, nhóm người đầu tiên cần đi vào cũng đã là 5 năm trước. Chẳng lẽ bên trên biết chúng ta đối phó Thiên La Minh ngày càng cố hết sức, cho nên lại phái đại quân hay sao? Phái ra đại quân lại có ích lợi gì, nói thật trong lòng mọi người đều hiểu được, có khi nào chúng ta đủ sức áp chế Thiên La Minh. Thiên La Minh có minh linh cùng thiên sinh linh vật làm chủ yếu, mà thương khung minh chúng ta lại lấy nhân tộc cùng thú tộc làm chủ yếu, làm sao có thể đối kháng. Bên trong một dãy núi mở mang, trên quảng trường bằng phẳng có hơn 10 người cùng đứng. Ánh mắt mọi người nhìn vào chân núi, xung quanh bố trí không ít đại trận, như đang bảo hộ đồ vật gì cực kỳ trọng yếu. Suy suy, đột nhiên không gian dao động. Chú ý, thế giới trùng động có dao động, hẳn là bọn hắn đi ra. Giữ vững tinh thần, chấn chấn nhóm người mới tới. Một trung niên nghiêm mặt lớn tiếng nói. Hô hô, mọi người lập tức đứng thẳng, chân khí hữu ý vô ý lan tràn. Siêu siêu, chỉ thoáng một lát, ba đạo lưu quang cấp tốc nhảy ra, sau một lần lắc mình đã đi tới trước mặt mọi người. Nhìn thấy ba thân ảnh, ánh mắt mọi người không ngừng biến hóa. Sao chỉ có ba người, không phải đại quân sao? Ba người, còn cho chúng ta đi đón. Có lầm hay không? Có một cường giả, nhưng còn có hai thanh niên chưa ráo máu đầu, còn chạy tới thương khung chiến trường sao? Lục Lâm Thiên, Thái A cùng Ngô Siêu hạ xuống, Lục Lâm Thiên đảo mắt lướt qua hơn 10 người đứng trên quảng trường, chân khí sắc bén, loại sắc bén cũng không phải đến từ thực lực, mà từ mùi huyết tinh trên người. Sư phụ, nơi này là thương khung chiến trường sao, khí tức trong này tựa hồ có chút không giống lắm. Thái A nói nhỏ, lướt mắt nhìn quanh. Hết thảy phải cẩn thận. Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên đã sớm có cảm ứng, khí tức trong không gian này khác hẳn với bên ngoài. Trong không gian còn có một cảm giác tiêu điều,
thậm chí là trầm lặng, núi non trùng điệp xa xa, nếu không phải một mảnh xanh biếc sẽ có vẻ bại tượng sơ xác. Bái kiến đại nhân. Hơn 10 người nhìn thấy khối ngọc giản lệnh bài trong tay Ngô Siêu, nhất thời cung kính hành lễ, không dám thở mạnh. Hai người này phạm sai lầm bên ngoài, cho nên xử trí tiến vào thương khung chiến trường, hiện tại giao cho các ngươi mang về tổng bộ quân đoàn, nếu xảy ra sai lầm hỏi tội các ngươi. Ngô Siêu nói, nghiêng người gật đầu với Lục Lâm Thiên cùng Thái A, lập tức xoay người rời đi. Xảy ra chuyện gì? Giao hai người bị xử trí cho chúng ta, còn muốn nhiều người như vậy đi đón, không lầm đi. Ánh mắt mọi người nhìn lướt qua Lục Lâm Thiên cùng Thái A, lại nhìn trung niên đầu lĩnh. Đầu lĩnh ngạc nhiên, lúc đầu còn tưởng rằng sẽ có đại quân tiến đến, không nghĩ tới là hai người bị xử trí, ánh mắt khẽ động, đi tới trước mặt đánh giá hai người một phen, hỏi. Các ngươi phạm sự tình gì, lại bị xử trí vào thương khung chiến trường. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn hắn, người này thực lực đại đạo cảnh trung giai, mà nhóm người đi theo có một nửa đại đạo cảnh, một nửa là thông thiên cảnh cao giai. Chúng ta giết vài người mà thôi, cho nên bị xử trí vào thương khung chiến trường. Thái A trả lời, hắn biết sư phụ lười nói chuyện với cấp độ thực lực như những người này. Giết người. Nghe câu trả lời, mọi người kinh ngạc, thân là tu luyện giả, có ai chưa từng giết người? Đặc biệt là trong chiến trường, giết người chỉ là chuyện cơm thường, giết vài người lại bị phạt vào đây, chuyện này chưa từng nghe nói qua. Tiểu tử, người rốt cuộc giết ai, sao lại bị xử trí vào nơi này? Đầu lĩnh tựa hồ suy đoán được gì đó, chỉ sợ hai thanh niên này đã giết không phải người bình thường, bằng không sẽ không bị xử lý như vậy. Giết vài người của thế lực lớn hai đại liên minh mà thôi. Hai vị, mời đi theo ta. Nơi này tới tổng bộ còn một khoảng cách, nhưng khu vực này đều thuộc về thượng thanh thế giới, cho nên cũng không nguy hiểm. Nghe vậy ánh mắt đầu lĩnh dao động, thái độ tốt hơn không ít. Siêu siêu. Đoàn người bay lên, nháy mắt biến mất tại chỗ. Đội trưởng, sao ngươi lại khách khí như vậy với hai người này? Sau một lát, một thanh niên hỏi đầu lĩnh trung niên. Các ngươi chú ý một chút. Hai người này nói đã đánh chết người thế lực lớn trong hai đại liên minh nên mới bị phạt vào đây. Đầu lĩnh nói. Thanh niên khó hiểu, nghi hoặc hỏi. Đội trưởng, thì đã sao, hai người này không phải tội đồ sao, đắc tội thế lực lớn hai đại liên minh, cũng không phải chuyện đùa, chúng ta có thể chơi đùa bọn hắn, dạo oai phủ đầu, đây là quy củ của chúng ta. Dùng đầu óc của ngươi nghĩ kỹ lại đi, hai người này đánh chết người thế lực lớn trong hai đại liên minh. Chỉ bị xử trí đi vào thương khung chiến trường, bên trên còn sắp xếp chúng ta đi nghênh đón, có cường giả đưa tiễn, đủ chứng minh lai lịch của họ bất phàm. Bằng không thế lực lớn có thể giết họ báo thù, không cần phải đưa họ vào đây, nơi này mặc dù hung hiểm, nhưng bình thường cũng có không ít người chủ động đi vào. Đầu lĩnh nói tiếp, cho nên hai người này tuyệt đối có lai lịch, chỉ sợ còn không thấp. Khí tức của họ ngay cả ta cũng không nhìn thấu, cho nên các ngươi tốt nhất nên nghĩ kỹ. Bằng không nếm khổ ta cũng không quản được các ngươi. Nghe lời này mặc dù trong lòng còn nghi hoặc, nhưng thanh niên cũng không dám nói thêm lời nào, tốt hơn hết cũng không nên đi trêu chọc phiền phức. Sư phụ, đầu lĩnh kia cũng có ánh mắt. Thái A truyền âm cho Lục Lâm Thiên, vừa rồi hắn cũng nghe được đầu lĩnh kia phân tích với thủ hạ. Lục Lâm Thiên chỉ cười, người ở trong thương khung chiến trường, đương nhiên phải có ánh mắt. Dọc theo đường đi hắn thản nhiên đánh giá xung quanh. Không gian tiêu điều suy tàn, ngẫu nhiên có chút địa phương xanh biếc nhưng cũng không có bao nhiêu sinh cơ. Không gian nơi này có cỗ khí tức căng thẳng, tràn đầy áp lực. Dọc theo đường đi, họ nhìn thấy không ít thủ vệ đứng ở những nơi kín đáo, đầu lĩnh Trình Ngọc Giản mới thuận lợi thông qua, thậm chí ở mặt sau còn có không ít tu luyện giả không gian áo nghĩa, phòng ngự cực kỳ chặt chẽ. Dần dần trước mặt họ xuất hiện một mảnh núi non trùng điệp mở mang, ngọn núi cao ngất trong mây. Mây mù vờn quanh đỉnh núi. Trong dãy núi hiển lộ không ít kiến trúc, thật nhiều người đi lại, khí tức cường hãn khuếch tán. Đây là một trong những tổng bộ của chúng ta, hiện tại không nhiều người, đại quân đều đang ở chiến khu ngăn cản Thiên La Minh, chúng ta đang chờ đợi đại quân tiếp viện, hiện tại ngày càng khó chống đỡ Thiên La Minh. Đầu lĩnh đi tới bên cạnh nói. Tâm thần khuếch tán, Lục Lâm Thiên phát hiện trong tổng bộ cũng không nhiều người, có không ít khí tức có chút cường hãn. Nhưng cũng chỉ tới tuyên cổ cảnh sơ giai mà thôi. Ông, bỗng dưng giữa không trung truyền ra tiếng chuông trầm thấp, tổng cộng vang lên 3 tiếng, nghe thật chói tai. Không tốt,
chúng ta có phiền toái, đây là báo động nhất cấp, bình thường sẽ không vận dụng. Đầu lĩnh cùng nhóm người đi theo đều sắc mặt đại biến. Oanh! Giữa không trung, không gian nổi lên dao động, không biết có 10 đạo lưu quang từ nơi nào lao ra. Không trung run lên, hơn 10 tòa giá khôi lỗi khổng lồ trôi nổi, khí tức dao động, đều là tòa giá khôi lỗi tam cấp. Siêu siêu! Từ trong dãy núi phía trước, rậm rạp thân ảnh bay ra, tiến vào bên trong tòa giá, từng luồng khí tức sắc bén lan tràn, làm cả không gian chợt căng thẳng lên. Đây là báo động nhất cấp, chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát, hai người ở đây chờ đợi hoặc chính mình vào tổng bộ báo trình diện, hiểu chứ? Đầu lĩnh sắc mặt ngưng trọng nói. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào đoàn người vừa lao ra, thực lực của họ đều ở thông thiên cảnh, mà ngộ chân cảnh cùng đại đạo cảnh cũng không ít, về phần niết bàn cảnh cũng có nhưng không nhiều. Chúng ta đi. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên gật đầu. Đầu lĩnh mang theo thủ hạ lập tức đi vào trong tòa giá khôi lỗi. Siêu siêu. Từng thân ảnh bay nhanh, sắc mặt ngưng trọng, cũng không ai để ý Lục Lâm Thiên cùng Thái A. Hai người thuộc đội ngũ nào, sao còn đứng thất thần ở đây? Một người chừng 50 tuổi bỗng dưng xuất hiện bên cạnh hai người hỏi. Tuyên cổ sơ giai. Người kia chừng 50, tóc ngắn, từ cổ tới hai má có vết thương thật dài, cũng không biết do loại linh khí nào gây ra. Chúng ta mới tới. Thái A trả lời. Mới tới. Người kia thoáng ngạc nhiên, lập tức nói. Hồ Hải, hai người này không có tiểu đội, người mang theo họ, nhanh chóng bao vây tiểu trừ kẻ xâm phạm, không tha bất kỳ ai. Dứt lời hắn liền biến mất. Hai người mới, còn đi lạc với tiểu đội của mình, trở về tiếp tục tính sổ với các ngươi, mau đi theo chúng ta. Trên trăm thân ảnh xuất hiện, đi đầu là một trung niên áo lam, hắn trách mắng một tiếng. Cũng thả người bay vào trong tòa giá khôi lỗi phía trước. Người mới tới, mau đi theo chúng ta. Đại hán khôi ngô đi cuối cùng liếc mắt hô. Sư phụ, chúng ta đi chứ? Thái A hỏi. Cùng đi theo xem sao, thu liễm khí tức, đừng tùy tiện bại lộ tu vi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ động, ý bảo Thái A đuổi theo, cùng đi vào trong tòa giá khôi lỗi. Đi phía trước là tòa giá tứ cấp, thể tích nhỏ hơn tòa giá khôi lỗi khác một ít. Bên trong chỉ có hơn 100 người, nhưng tu vi đều mạnh nhất, đều có tu vi niết bàn cảnh, có hơn 10 người là niết bàn cảnh cao giai. Lục Lâm Thiên đi vào tòa giá, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Hồ Hải đã có một chân bước lên tuyên cổ cảnh, tuyệt đối là niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong. Oanh long long, cửa tòa giá đóng lại, từng tòa giá lập tức bay lên trời, lướt về xa xa. Mọi người nghe kỹ, người của chúng ta trong sơn mạch thủy tinh đã phát ra tin cầu cứu. Bên kia bị Thiên La Minh đánh lén, nhân mã trấn thủ bên kia vốn không thấp, mà bên kia cũng là căn cứ trọng yếu của chúng ta, lần này không thể buông tha bất kỳ người Thiên La Minh nào, đương nhiên, người có thể đánh lén thực lực tuyệt đối không thấp, mọi người nhất định phải cẩn thận. Hồ Hải nhìn mọi người nói. Dạ, đông đảo niết bàn cảnh cùng đáp, thần sắc thật khó xem. Mọi người cũng không phải ngu ngốc, có thể đánh lén vào sơn mạch thủy tinh, thực lực thế nào có thể biết. Mà người chấn thủ sơn mạch thủy tinh cũng là cường giả, kết quả lần này thế nào thật khó đoán trước. Hy vọng sơn mạch thủy tinh còn có thể chống đỡ, bên kia không thể sơ sẩy, mất đi sơn mạch thủy tinh sau này chúng ta càng thêm khó khăn, sẽ càng thêm gian nan. Một lão giả thở dài. Từ nơi đây tới sơn mạch thủy tinh cần 2 ngày thời gian, bên kia do truy mệnh chấn thủ, hy vọng hắn còn chống đỡ được. Đoàn trưởng đã tự mình chạy qua, với thực lực đoàn trưởng. Hẳn chưa đầy một ngày là chạy tới. Lục Lâm Thiên cùng Thái A ngồi cuối cùng, không ai để ý họ, thậm chí cũng không hề nhìn tới. Ngồi cạnh hai người là Đại Hán Khôi Ngô, nghe mọi người thấp giọng nghị luận, Lục Lâm Thiên cũng có hiểu biết, nhóm người này tựa hồ cùng một quân đoàn, mà một quân đoàn trấn thủ địa phương gần bên nơi này. Lần này bởi vì khoảng cách tương đối xa cho nên sơn mạch thủy tinh bị đánh lén, nơi đó là một tinh thạch sơn mạch, thậm chí còn sản xuất trung phẩm tinh thạch. Là nơi trọng yếu nhất của quân đoàn. Sơn mạch thủy tinh bị đánh lén, cường giả trấn thủ phát ra tin cầu cứu, vì vậy người tổng bộ quân đoàn nơi này đều xuất động cứu viện, tuyệt đối không thể mất sơn mạch thủy tinh. Trong sơn mạch tiêu điều, xung quanh có thi thể bị xé nát, máu tươi nhuộm đỏ đỉnh núi, mùi máu tanh tràn ngập. Mười mấy thân ảnh đứng trên đỉnh núi, toàn thân tản ra khí tức làm linh hồn người run rẩy. Những thân ảnh này mặc quần áo sẫm màu, bộ dáng có chút khủng bố, có người trên đầu có sừng, khuôn mặt như mặt ngựa,
khí tức lại mang theo vẻ âm hàn. Nhưng có một điểm giống nhau, khí tức của họ thật cường hãn. Một thanh niên khôi ngô đứng ở giữa nhóm người, thần thái lộ ra âm hàn, hai tay chộp lấy một trung niên, đầu ngón tay xuyên vào xương quai xanh, làm máu tươi đầm đìa. Mà miệng của hắn há ra, đang cắn nuốt linh hồn của trung niên kia. A! À, trung niên truyền ra tiếng kêu thê thảm, dần dần biến thành thây khô, cuối cùng bị thanh niên ném xuống đất. Hô! Thanh niên thở sâu một hơi, hai mắt mở ra, ánh mắt lóe tinh quang, làm người ta dùng mình e ngại. Linh hồn nhân loại mạnh hơn thú hồn thú tộc không ít, thật sự là đại bổ vật, có thể đề cao thực lực chúng ta không ít. Thanh niên cười lạnh nói. Thời gian tới rồi, nên hành động đi chứ. Thiếu chủ, chúng ta nhận được tin tức, tổng bộ Hùng Phong quân đoàn đã có động tĩnh, truy hồn hẳn đã chạy tới, hiện tại truy mệnh bị chúng ta vây khốn, nhưng tên kia thật khó đối phó, thực lực không yếu. Một người khuôn mặt có chút khủng bố thô lỗ tiến lên cung kính nói. Kiệt kiệt, tới là được rồi, truy mệnh phải chết, nhưng mục tiêu lần này của chúng ta là truy hồn, hắn nhất định không thể chạy thoát, còn có cả Hùng Phong quân đoàn, không ai chạy trốn được. Thanh niên âm lệ cười lạnh nói. Phân phó xuống, y theo kế hoạch làm việc. Oanh! Tòa giá khôi lỗi ầm ầm run lên, xoay quanh không trung, từng ánh mắt chợt mở ra, tinh quang lóe sáng, dao động phóng thích. Chúng ta đã tới sơn mạch thủy tinh, mọi người mang theo đội ngũ của mình, phát hiện người Thiên La Minh không được buông tha, gặp phải đại đội nhân mã thì bóp nát ngọc giản cầu cứu. Hồ Hải nhìn mọi người nói. Dạ! Mọi người lập tức xoay người rời đi. Nham Sơn, hai người mới này không biết thuộc tiểu đội nào, giao cho ngươi. Hồ Hải gọi đại hán khôi ngô dặn dò, là người luôn ngồi bên cạnh Lục Lâm Thiên cùng Thái A. Dạ. Nham Sơn gật đầu, không dám cãi lệnh, nói. Đi theo ta, nếu có chết ta không chịu trách nhiệm đâu. Siêu siêu. Mọi người lần lượt lao thẳng về hướng sơn mạch rộng lớn phía trước. Lục Lâm Thiên thoáng nhíu mày, cũng đi theo sau Nham Sơn. Bái kiến đại đội trưởng. Trước mắt có 600 thân ảnh chỉnh tề đứng thẳng, nhìn thấy Nham Sơn liền cung kính hành lễ, có không ít ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên cùng Thái A. Mọi người theo ta tiến vào sơn mạch thủy tinh, phát hiện người Thiên La Minh, giết không tha. Nham Sơn dẫn đầu đi tới trước. Sư phụ, trong vùng núi này có năng lượng dao động. Thái A truyền âm nói. Trong này có tinh thạch tồn tại, cho nên có năng lượng dao động, cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên truyền âm. Sao các người cũng tới, không phải dặn hai người đi vào tổng bộ sao? Một trung niên đi tới bên cạnh hai người, lộ vẻ kinh ngạc hỏi. Là ngươi? Người này chính là đội trưởng tiểu đội đã dẫn hai người họ đi tới tổng bộ quân đoàn khi trước. Người này tu vi đại đạo cảnh trung giai, nhìn hai người lại nói. Dù sao đã tới, thích ứng trong mọi tình cảnh đi. Bì Bang, ngươi nhận ra hai người này sao, vậy thì tốt, giao cho ngươi. Nham Sơn quay đầu nói. Dạ, Bì Bang cũng không dám nhiều lời, lập tức nói. Không nghĩ tới hai người cũng tới đây, vậy tạm thời thế đi, thời kỳ phi thường, đợi quay về đi báo trình diện, ta tên Bì Bang, là đội trưởng tiểu đội này. Lục Lâm Thiên cười cười, nói. Không phải nói nơi này đều là địa bàn của Thương Khung Minh sao? Sao người Thiên La Minh dễ dàng đánh vào như vậy? Đây đúng là địa bàn Thương Khung Minh, nhưng chỗ chúng ta thuộc loại hẻo lánh, hơn nữa trong sơn mạch thủy tinh còn có linh mạch tinh thạch, có thể sản xuất sơ phẩm cùng trung phẩm tinh thạch, cho nên thường xuyên gặp phải người Thiên La Minh đánh lén, chẳng lẽ lần này quy mô lớn, đây cũng là lần đầu tiên? Bì Bang trả lời. Siêu siêu. Hắn vừa nói xong, phía trước có không ít thân ảnh rơi xuống dãy núi bên dưới. Lục Lâm Thiên vừa đi theo hạ xuống, liền nhìn thấy một màn thê thảm xung quanh, mặc dù chưa tới nỗi thây ngang khắp đồng, nhưng ít nhất cũng có mấy ngàn người rơi xuống. Sư phụ, những thi thể này sao lại giống như thây khô, chết thật kỳ quái, giống như linh hồn lực bị cắn nuốt sạch sẽ. Thái A kiểm tra thi thể gần bên, thân hình héo rút, đầu khô quắt, có chút tương tự kiểu cắn nuốt của hỗn độn dương linh quyết, nhưng hỗn độn dương linh quyết đều cắn nuốt thật hoàn toàn hơn như thế. Linh hồn bị cắn nuốt không còn. Lục Lâm Thiên vội vàng kiểm tra một bộ hài cốt, lúc này mới phát hiện linh hồn đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Không cần phải thắc mắc, những người này bị đánh chết, linh hồn tự nhiên sẽ bị người Minh Linh tộc cắn nuốt. Bì Bang cùng tiểu đội vẫn đi theo bên cạnh Lục Lâm Thiên cùng Thái A, nói.
Đối với không ít chủng tộc trong Minh Linh tộc mà nói, linh hồn nhân tộc là thuốc bổ giúp bọn hắn tăng cường thực lực, đối với bọn hắn mà nói chúng ta chính là con mồi. Nhưng trong người Minh Linh tộc cũng có một loại linh tinh, đồng dạng đều là thuốc bổ cho nhân tộc, tu vi cấp độ càng cao, năng lượng linh tinh càng mạnh, phối hợp thuộc tính luyện hóa, cũng có thể đạt được chỗ tốt thật lớn, cho nên đối với chúng ta bọn hắn cũng là con mồi. Minh Linh, linh tinh, tăng cường thực lực, thật thú vị. Lục Lâm Thiên buông hài cốt, chậm rãi đứng dậy, khóe môi lộ ý cười. Phía trước hình như có khí tức, nhanh đi theo ta. Nham Sơn hét lớn một tiếng, thân ảnh nhất thời lướt ra, mọi người nghe vậy lập tức đi theo sau. Hình như có gì đó không hợp lý. Lục Lâm Thiên không nhúc nhích, nhìn về phía trước khẽ nhíu mày. Sư phụ phát hiện được gì sao? Thái A hỏi. Lục Lâm Thiên lắc đầu, nói. Việc này kỳ quặc. Chỉ sợ là không bình thường, người Thiên La Minh nếu đánh lén, chờ khi viện binh Thương Khung Minh chạy tới cũng đã sớm trốn thật xa, lẽ ra không còn phát hiện được gì, chúng ta cùng đi xem. Thái A đi theo phía sau, khuôn mặt nghiêm túc, tâm thần rình xung quanh, không dám khinh thường. Tận sâu trong lòng sông Khô Kiệt, bên trong vách núi thẳng đứng trôi nổi khí tức âm hàn, vách núi cao ngất che phủ ánh sáng, làm khe núi càng thêm u ám. Bên trong khe núi có không ít thi thể. Linh hồn đều bị cắn nuốt, tử trạng thê thảm, làm người ta nhìn thấy tâm hồn phát lạnh. Siêu siêu, thân hình Nham Sơn dẫn đầu hạ xuống đất, ánh mắt dừng trên một thi thể, hiện vẻ tức giận. Hưu, một thân ảnh như quỷ mị bỗng dưng từ một góc vách núi tiến nhập vào tận sâu trong khe sâu, mang theo khí tức âm hàn dao động. Sau lưng đoàn người, Lục Lâm Thiên chợt nhíu mày, Thái A cũng nghi hoặc, truyền âm. Sư phụ, khí tức người nọ không đúng. Là Minh Linh tộc, trốn chỗ nào? Ngay lúc Thái A nói chuyện, Nham Sơn đã hét lớn một tiếng, đuổi theo thân ảnh quỷ mị kia, từng thân ảnh sau lưng cũng vội vàng truy theo. Không tốt, có phiền toái. Khuôn mặt Lục Lâm Thiên biến thành ngưng trọng, thoáng do dự lập tức đi theo. Oanh! Ngay sau khi hơn trăm thân ảnh tiếng vào khe sâu, cả khe núi đột nhiên run lên, đất rung núi chuyển, vách núi hai bên sụp xuống, từng luồng khí tức âm hàn khủng bố thẩm thấu. Bên trong khe núi gió dục mây vần, thiên hôn địa ám. Ô ô, từng âm thanh chói tai vang lên, khí tức âm hàn cực điểm càng lúc càng thêm nồng nặc. Không tốt, là Minh Linh tộc bố trí đại trận, chúng ta rút lui, mau lui lại. Sắc mặt Nham Sơn đại biến quát. Ngay lúc này năng lượng âm hàn khuếch tán, khí tức âm hàn phóng lên cao, một đạo quầng sáng âm khí khổng lồ hiện lên trên bầu trời. Mang theo minh khí lẫn âm thanh quỷ khóc thần hào quanh quẩn làm lòng người run rẩy. Hiu hiu. Đột nhiên, vô số hắc quang lướt ra, mang theo âm sát khí cường hãn run lên, không gian vặn vẹo như muốn gấp khúc, xuyên thủng cả hư không xâm nhập vào từng thân hình. Oanh oanh oanh. Từng thân hình bị xuyên thủng, lập tức nổ tung, máu tươi phun trào, linh hồn cùng hồn anh lướt ra liền bị hắc quang quấn quanh, cắn nuốt tiến nhập vào không gian hôn ám. A. Đông đảo hồn anh cùng linh hồn phân thân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, như gặp phải chuyện gì vô cùng kinh khủng, tiếng kêu rên thê lương làm người dựng tóc gáy. Mau lui lại, đại trận này cắn nuốt linh hồn. Chúng ta trúng kế rồi, người Minh Linh tộc bố trí đại trận muốn cắn nuốt linh hồn chúng ta. Mau, mạnh mẽ phá trận. Nham Sơn hét lớn một tiếng, thân ảnh xuyên qua, một đạo nguyên lực thổ hệ đánh lên, đánh văng một mảng lớn hắc quang. Phanh phanh phanh. Không ít đại đạo cảnh oanh kích, chấn rung cả đại trận, từng luồng khí tức cùng đủ loại áo nghĩa nháy mắt khuếch tán. Kiệt kiệt, không chạy thoát được đâu, giao hết linh hồn cho ta, một tên cũng trốn không thoát. Tiếng cười quái dị truyền ra, một đạo hắc sắc quang trụ đột nhiên bắn tới, va chạm thẳng vào thổ hoàng sắc cương khí của Nham Sơn. Oanh oanh, như sơn băng địa liệt, hắc quang tán phát. Thân hình Nham Sơn bị đánh bay, cương khí phá nát. Khuôn mặt trắng bệch phun máu tươi, thân hình nện xuống đất. Niết bàn cảnh sơ giai, không tệ lắm. Trong đại trận truyền ra tiếng cười âm lệ, một đạo hắc quang bay về Upsilon T hướng Nham Sơn giáng xuống. Minh Linh tộc đáng chết, cho dù ta tự bảo cũng không cho các ngươi được linh hồn của ta. Nham Sơn quát một tiếng, biết mình không thể đào thoát, uy lực đại trận cường hãn hơn sự tưởng tượng của hắn. Nham Sơn cắn răng, khí tức dao động muốn tự bảo hồn anh. Suy, một thân ảnh nháy mắt hiện ra trước người Nham Sơn, thanh bào run lên, năng lượng vô hình bắn ra, ngăn cản hắc quang, quỷ dị đánh tan không còn bóng dáng.
Nham Sơn kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới người này có thể ngăn cản quang trụ, thực lực chẳng những là vượt xa hắn, mà người này còn là người mới mà hắn mang tới khi nãy. Thái A, phá trận. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua thiên không, trong mắt trào ra sát khí, tuy rằng hắn không có bao nhiêu cảm tình với những người này, nhưng bây giờ đối mặt Minh Linh, nhìn thấy nhân loại bị đánh chết, điều này làm trong lòng hắn cũng thấy khó chịu, đứng trên lập trường chủng tộc, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Dạ, sư phụ. Thái A thả người lướt ra. Ô ô, vài đạo hắc quang mang theo tiếng động như quỷ khóc thần hào nhanh như chớp lướt tới, Thái A phất tay, linh hồn dao động mang theo khí tức nóng bỏng lan tràn, hóa thành lực cắn nuốt thật lớn đem vài đạo hắc quang cắn nuốt không còn. Một màn này làm mọi người ngẩng đầu nghẹn họng nhìn chân chối, Nham Sơn vừa đứng dậy, trong mắt cũng lộ vẻ rung động. Chỉ là một cái phá trận nho nhỏ, còn muốn đối phó ta hay sao, muốn cắn nuốt linh hồn, đáng tiếc thực lực các ngươi còn chưa đủ, nhìn xem ai cắn nuốt ai. Thái A Lăng không đứng lơ lửng, linh hồn khí tức nhất thời hóa thành linh hồn phong bạo nóng cháy, như lốc xoáy xoay tròn, diện tích càng lúc càng lớn, như muốn đem không gian đều cắn nuốt sạch sẽ. Hô hô! Cùng lúc đó lực cắn nuốt thật lớn đem năng lượng âm hàn trong đại trận nuốt chửng bên trong linh hồn gió lốc. Đó là người mới tới, thực lực thật mạnh. Ánh mắt mọi người đều lộ vẻ rung động, không ai nghĩ tới người kia dùng sức một mình muốn phá Minh Linh đại trận. Lục Lâm Thiên nhìn lên không, năng lượng âm hàn trong đại trận ký đại hồn anh không ngừng sao động, loại năng lượng này dùng linh hồn lực làm chủ yếu, mang theo âm hàn khí giống như đến từ cửu u. Thái A kế thừa linh hồn lực từ cha mình Dương Hồn Tu La, chính là khắc tinh của âm hàn khí, hơn nữa có hỗn độn dương linh quyết, năng lượng kia cơ hồ giống như linh hồn lực cùng nguyên lực, bị cắn nuốt luyện hóa, cảm giác uy lực đại trận là Thái A có thể mạnh mẽ phá hủy. Oanh oanh! Âm thanh nổ tung liên tục vang lên, vô số hắc quang lướt ra, bị linh hồn gió lốc cắn nuốt, phá nát thành từng khúc, năng lượng âm sát bàng bạc khó thể ngăn cản nhưng lại bị Thái A liên tục cắn nuốt, không gian không ngừng bị phá hủy. Không bao lâu, năng lượng âm hàn bị Thái A cắn nuốt hầu hết, mà âm thanh quỷ khóc thần hào lại không hề dao động được hắn mảy may. Xuy xuy, không gian dần dần khôi phục ánh sáng, mười mấy thân ảnh lảo đảo thối lui hiện thân giữa không trung. Từng thân ảnh cũng không khác biệt với nhân loại bao nhiêu, nhưng khuôn mặt có chút quái dị khủng bố, lại như nghiêu như ngựa, còn có sừng, có đôi mắt nhỏ cùng mũi nhọn, trên người lan tràn âm hàn khí, làm linh hồn người dùng mình ớn lạnh. Mười mấy người nhìn Thái A, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là Minh Linh sao? Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc nhìn nhóm Minh Linh nhủ thầm. Một niết bàn cảnh trung giai, ba niết bàn cảnh sơ giai, mười đại đạo cảnh cao giai. Nham Sơn nhìn nhóm Minh Linh, ánh mắt hiện lên ngưng trọng. Nhóm Minh Linh nhìn chằm chằm Thái A, trong mắt tràn ngập sát khí, thiên địa năng lượng nổi lên sóng gió kịch liệt. Người này quỷ dị, lại có thể phá đại trận của chúng ta, không thể buông tha người nào, không thể ảnh hưởng kế hoạch, mọi người liên thủ đánh chết hắn. Minh Linh đứng đầu quát. Vừa dứt lời, chân dậm hư không, hơn 10 người phía sau đồng dạng thả người dựng lên, từng tiếng xé gió truyền ra. Hơn 10 người triển khai trận hình, âm hàn khí đáng sợ phóng lên cao, như muốn phá hủy hư không, thanh thế làm đám người Nham Sơn run rẩy. Liên thủ ra tay, thu linh hồn tên này. Minh Linh có cặp sừng tu vi niết bàn cảnh trung giai hét lớn một tiếng, âm hàn khí khởi động, hội tụ thành từng đạo dao động nhanh chóng tràn ngập, nhất thời trên không trung mây đen ngưng tụ, gió dục mây vần. Suy lạp lạp, trong nháy mắt hơn 10 đạo năng lượng công kích ngưng tụ phóng ra. Cả thiên địa đều run rẩy, từng đạo năng lượng mang theo uy lực hủy diệt hung hăng cuốn tới chỗ Thái A, không gian xung quanh đều vỡ tan nứt toác. Thái A híp mắt, một đạo lưu quang bay ra khỏi ấn đường, khí tức nóng cháy lan tràn, chính là Tà Ảnh Hồn Dương kiếm. Mũi kiếm chia thành ba, toàn thân đỏ đậm như nham tương nóng cháy lưu động, phóng thích cực nóng khiến người khó chịu đựng nổi, như muốn bỏng cháy. Minh Linh không gì là ghê gớm cả. Thái A bật thốt một câu. Thân hình phóng nhanh lên cao. Ông ông, Tà Ảnh Hồn Dương kiếm hô một tiếng, uy lực phóng thích, nháy mắt hơn 10 đạo kiếm quang lướt ra, mỗi kiếm quang cắt vỡ khe không gian mang theo khí tức nóng cháy linh hồn lan tràn, như cầu vồng va chạm vào 10 đạo công kích kia. Hoa lạp lạp, quang mang đại phát, không gian liên tục sụp đổ, mơ hồ vang lên tiếng sấm sét, năng lượng kình khí cùng linh hồn dư ba phá hủy cả phiến hư không. Hơn 10 đạo công kích đồng thời bị kiếm quang nóng cháy phá hủy hầu như không còn.
chết hết cả lũ đi. Thái A quát một tiếng, Tà Ảnh Hồn Dương kiếm đánh ra, thân kiếm run lên, hơn 10 đạo quang ảnh lướt ra. Hiu hiu, hơn 10 đạo kiếm quang dễ dàng phá vỡ phòng ngự của nhóm Minh Linh, xuyên qua thân hình, trong mắt họ vẫn còn lưu lại vẻ sợ hãi lẫn không cam lòng. Phanh phanh, hơn 10 thân hình Minh Linh lập tức tạc vỡ, linh hồn khí tức nóng cháy thổi quét, hơn 10 vật thể lớn cỡ nắm tay tinh quang rạng rỡ như thủy tinh cầu hiện ra giữa không trung. 14 Minh Linh bị đánh chết ngay tại chỗ, thậm chí linh hồn cũng không kịp chạy thoát, một màn này khiến hơn 100 ánh mắt khiếp sợ ngây ngốc giữa hư không. Mau thu hồi linh tinh, đó chính là bảo vật. Ánh mắt Nham Sơn co rụt lại, vừa phục hồi tinh thần lập tức nói. Đây là linh tinh sao? Tay áo đảo qua, Thái A thu hồi hơn 10 linh tinh, cầm trong tay đánh giá, thân ảnh rơi xuống bên cạnh Lục Lâm Thiên nói. Sư phụ, linh tinh này hẳn không tệ lắm, con cảm giác có thể hấp thu. Lục Lâm Thiên tiếp nhận linh tinh, quan sát một lúc, bên trong có năng lượng lan tràn, giống như là nguyên đan, âm dương linh võ quyết có thể cắn nuốt. Lưu trữ tăng cường thực lực đi. Lục Lâm Thiên giao lại cho Thái A, linh tinh niết bàn cảnh trung giai cũng không có bao nhiêu tác dụng với hắn. Hai vị đại nhân, các ngươi rốt cục là ai? Nham Sơn nghe Thái A xưng hô Lục Lâm Thiên là sư phụ, ánh mắt thay đổi, lập tức cung kính hỏi, với thực lực của Thái A cũng biết thân phận của hai người này. Chúng ta chỉ là người mới tiến vào thương khung chiến trường mà thôi. Lục Lâm Thiên trả lời, ánh mắt đảo qua quanh khe sâu, vừa rồi trong Minh Linh đại trận có khoảng 150 người rơi xuống, hiện tại chỉ còn lại hơn 400 người. Ánh mắt khẽ động, Lục Lâm Thiên nói. Những người khác hiện tại ở địa phương nào? Diện tích sơn mạch thủy tinh khổng lồ, nếu toàn bộ Hùng Phong quân đoàn tiến vào, cũng không thấm bao nhiêu, cho nên chúng ta đều phân tán tìm kiếm. Nham Sơn hồi đáp, phân tán tìm kiếm, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thái A nghe vậy, trong mắt khẽ động, liền hiện lên vẻ lo lắng. Chúng ta bị đánh lén ở nơi này, chỉ sợ những người khác cũng vậy, những Minh Linh kia chỉ sợ đã sắp xếp xong xuôi. Giữ nhiều lành ít, phân tán chỉ bị lần lượt đánh chết cắn nuốt, đây là chiến pháp săn bắn, Minh Linh đem các ngươi xem là con mồi. Lục Lâm Thiên liếc mắt nói. Lúc này Lục Lâm Thiên đã có thể đoán được, trong núi không chỉ có một đội ngũ Minh Linh bị tiêu diệt, nếu không nghe tin quân đoàn tiến đến thì bọn hắn chỉ sợ đã sớm bỏ chạy. Cho nên Lục Lâm Thiên có thể khẳng định, những Minh Linh kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đem Hùng Phong quân đoàn xem là con mồi, muốn một lưới bắt hết, lần này Hùng Phong quân đoàn phân tán là ý muốn của Minh Linh. Hai vị đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ, chỉ sợ đoàn trưởng đã sớm vào sơn mạch thủy tinh, nếu trong đó có mai phục hay dị động, đoàn trưởng hẳn đã sớm báo cho chúng ta biết. Nham Sơn nói, Minh Linh đã làm xong chuẩn bị, tự nhiên đã biết nội tình Hùng Phong quân đoàn. Cũng hiểu rõ thực lực đoàn trưởng các ngươi, hắn không truyền về tin tức, nguyên nhân thật đơn giản, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Thái A liếc mắt nhìn Nham Sơn, không khách khí nói. Nham Sơn nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, tựa hồ có chút không dám tin tưởng, nhưng lời của Thái A tuyệt đối có đạo lý, trong lòng hắn lại không cách nào thừa nhận, nếu thật là như thế, Hùng Phong quân đoàn sẽ hoàn toàn diệt vong, đây là điều hắn không thể tin được. Sẽ không xảy ra chuyện đó đâu. Đoàn trưởng là cường giả tuyên cổ cảnh, không dễ bị đánh chết như vậy, cho dù gặp Minh Linh cường giả cũng có thể chạy trốn. Nham Sơn lắc đầu nhìn Lục Lâm Thiên cùng Thái A kêu lên. Đoàn trưởng các ngươi là tuyên cổ sơ giai đi, buồn cười, ngươi cho rằng rất khó đánh chết hay sao, nếu gặp phải cường giả như sư phụ ta, tuyên cổ sơ giai mà thôi, chẳng khác gì con kiến. Thái A liếc mắt nhìn Nham Sơn mở miệng đả kích. Thế nào? Nham Sơn nghe vậy. Sắc mặt trắng bệch co quắp, ánh mắt ngây dại, lập tức quỳ một gối cung kính hành lễ với Lục Lâm Thiên cùng Thái A, nói. Hai vị đại nhân, ta không cần biết hai vị là ai, vì sao lại tới Hùng Phong quân đoàn, hiện tại chỉ mời hai vị đại nhân cứu chính phó đoàn trưởng của chúng ta, cứu giúp Hùng Phong quân đoàn. Hai vị đại nhân, mời cứu chính phó đoàn trưởng, cứu giúp Hùng Phong quân đoàn. Đám người bì bang thấy vậy cũng lập tức quỳ một gối hành lễ. Ta chỉ có thể tận lực. Che chở các ngươi cũng đã không tệ rồi, cứu chính phó đoàn trưởng các ngươi, ta sợ là vô năng vi lực, cũng khó cứu hết mọi người. Lục Lâm Thiên nói, Minh Linh tộc đã sớm có chuẩn bị, chỉ sợ lúc này chính phó đoàn trưởng đã gặp phải độc thủ, đội ngũ của bọn hắn cũng giữ nhiều lành ít, cho nên Lục Lâm Thiên cũng không dám cam đoan.
Huống chi Minh Linh cũng đã sớm có chuẩn bị, muốn một lần nuốt trọn cả một quân đoàn, tuyệt đối có cường giả ra tay, thực lực đương nhiên không kém, cho nên Lục Lâm Thiên càng không dám nắm chắc. Chúng ta không cần hai vị đại nhân che chở, nói thế nào cũng xin cầu hai vị cứu chính phó đoàn trưởng, cho dù Hùng Phong quân đoàn đều bị tiêu diệt, chỉ cần hai vị chính phó đoàn trưởng còn sống, Hùng Phong quân đoàn vẫn còn. Nếu họ chết, sau này Hùng Phong quân đoàn thật sự sẽ biến mất. Nham Sơn ngẩng đầu mang theo vẻ khẩn cầu nhìn hai người. Nhìn dáng vẻ các ngươi cũng đối đãi không tệ với hai vị chính phó đoàn trưởng của các ngươi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đội ngũ này lại trung tâm như thế. Không có hai vị đoàn trưởng sẽ không có Hùng Phong quân đoàn, chúng ta thể chết theo hai vị đoàn trưởng. Nhắc tới chính phó đoàn trưởng, ánh mắt Nham Sơn lộ vẻ trung tâm kính sợ, tiếp tục khẩn cầu. Cầu hai vị đại nhân cứu chính phó đoàn trưởng. Cầu hai vị đại nhân cứu hai vị đoàn trưởng. Đám người bì bang đều cung kính hành lễ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ động, lướt qua trên thân mọi người, trong lòng cảm thấy có chút tò mò, có thể làm người khăng khăng một mực như vậy cũng không phải người bình thường đủ sức làm được. Trung tâm như vậy không chỉ dựa vào thực lực tuyệt đối là có thể thu thập lòng người, trong chuyện này càng nhiều là mị lực nhân cách bên trong. Thái A, người đi cùng họ, tìm kiếm những tiểu đội khác, tốt nhất đều tụ tập cùng một chỗ. Lục Lâm Thiên nhìn Thái A, cũng muốn hắn tôi luyện một phen, luôn đi theo bên cạnh mình cũng không phải chuyện tốt, tuy sơn mạch thủy tinh nguy hiểm, nhưng có lẽ cũng không có Minh Linh quá mạnh mẽ chạy tới, bằng không cũng không cần thiết kế Hùng Phong quân đoàn như vậy. Sư phụ, vậy còn ngươi? Thái A hỏi. Ta đi bốn phía nhìn xem, chính ngươi cẩn thận. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất, ánh mắt Nham Sơn chớp động, hắn có thể cảm giác được thực lực người kia đã vô cùng khủng bố, lập tức phục hồi lại tinh thần, hỏi. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Thái A thoáng suy tư, ngẩng đầu nói. Có biện pháp nào liên hệ với những người khác hay không, ít nhất phải thông chi bọn hắn nơi này có nguy hiểm, không thể tùy tiện hành động. Có, chúng ta bóp nát ngọc giản báo hiệu, những người khác sẽ biết nơi này gặp nguy hiểm. Nham Sơn đang nói chuyện. Sắc mặt chợt đại biến, trong tay cầm ngọc giản, sắc mặt cực kỳ khó xem, trên ngọc giản lưu quang không ngừng lóe ra, cuối cùng biến thành hôn ám. Làm sao vậy? Thái A chợt hỏi, tựa hồ đã biết là có chuyện phát sinh, chỉ sợ thời gian đã chậm. Nham Sơn nói, đại nhân, không ít đại đội đã xảy ra chuyện, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, lần này chúng ta thật sự bị Minh Linh tính kế. Đi tìm những người khác, hy vọng còn tìm được một ít. Thái A nói, bên trong núi non u ám, tầng tầng trùng điệp, vô số sơn động rộng rãi trải đầy khắp nơi, trong nham động thỉnh thoảng có âm thanh quỷ dị truyền ra, thâm cốc một mảnh tối đen. Từ trên nhìn xuống, khu vực này giống như một nhà giam thật lớn, nơi nơi trụi lủi không chút sinh cơ, lộ xem ra tiêu điều cùng âm hàn. Bên trong vách núi dựng đứng như nhà giam, có 8 thân ảnh phân tán mà đứng, bộ dáng hoặc dữ tợn hoặc khủng bố, vừa nhìn cũng biết là Minh Linh. Khí tức đã tới niết bàn cảnh cao giai. 8 thân ảnh tương liên, trong tay ngưng kết thủ ấn huyền ảo, từng đạo khí tức âm hàn quỷ dị mang theo hắc phụ từ lòng bàn tay họ dâng tràn ra ngoài. Hắc phụ đan xen thành mạng nhện, bao phủ cả sơn cốc, cuối cùng hình thành đoàn năng lượng màu đen rơi xuống một đoàn thanh lục sắc quang mang bên dưới. Sau lưng 8 người còn có hơn 10 thân ảnh Minh Linh khẩn trương đứng thẳng, toàn thân dao động khí tức âm hàn mênh mông. Bên trong màn hào quang, giờ phút này có một đại đội thi thể chồng chất như gò núi nhỏ, trên hài cốt có một thân ảnh đang đứng, toàn thân nguyên lực cuồn cuộn đổ xuống, đang giằng co cùng năng lượng âm hàn màu đen. Thân ảnh gầy gò, đôi mắt tràn ngập hàn mang, trong mơ hồ còn có lục sắc quang mang lóe ra, đôi mày như kiếm, 8 người vây công áp chế nhưng cũng chưa thể làm gì được hắn. Bên trong sơn cốc có tới mấy ngàn thi thể máu tươi đầm đìa, cụt tay gãy chân, mỗi thi thể đều bị cắn nuốt linh hồn. Mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi. Bị hắc mang bao phủ, lục sắc hào quang ngày càng mờ nhạt, thân ảnh cao ngất bị vỡ áp ngày càng khom thấp xuống, khí tức ngày càng yếu. Nhìn thấy một màn này, nhóm Minh Linh lộ ra sắc mặt vui mừng. Muốn lấy mạng của truy mệnh này, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Một âm thanh hét lớn vang lên, lục sắc quang mang lại tràn ra, hào quang quanh quẩn, bộc phát ra năng lượng khủng bố. Phanh phanh phanh. Âm thanh nổ tung trầm thấp, năng lượng màu đen rậm rạp như mạng nhện nứt vụn từng khúc. Đặng đặng,
năng lượng màu đen nứt vụn, thân hình tám tu vi niết bàn cảnh cao giai bị đẩy lui. Năng lượng tán đi, thanh lục quang mang dần tiêu tán, một thân ảnh cao gầy xuất hiện, lập tức phun máu tươi. Khuôn mặt hắn tái nhợt, khoảng hơn 30 tuổi, mặc trường bào ám sắc, khoác áo tơi lục sắc loang lổ vết máu, đôi mắt bắn ra tinh mang, mày như kiếm, khí tức hùng hồn sắc bén run lên, ngẩng đầu nhìn lên nhóm Minh Linh, ánh mắt đỏ đậm. Truy mệnh đã như nỏ mạnh hết đà, mau đánh chết hắn, không cho hắn chạy thoát. Hơn 10 Minh Linh lao xuống, từng thân ảnh bộc phát ra sát ý kinh thiên, năng lượng âm hàn hùng hồn nổ mạnh, từng đạo công kích lập tức đánh thẳng về hướng người kia. Đều đi chết đi, giết người Hùng Phong quân đoàn, phải trả giá thật nhiều. Người kia thét to, khí thế hùng hồn sắc bén đột nhiên khởi động, lục sắc quang mang lan tràn, không gian bị cắn nuốt sinh cơ, gió dục mây vần, thậm chí ánh sáng cũng bị ngăn cách ra ngoài. Hiu hiu, thân ảnh cao gầy giống như mãnh thú, từng đạo thanh sắc năng lượng như lưu quang trào ra, từng luồng năng lượng cắn nuốt sinh cơ mang theo sức bật khủng bố dâng tràn, đánh thẳng vào ngực nhóm Minh Linh. A! À. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ nháy mắt đã có vài Minh Linh bị đánh chết. Suy, một Minh Linh cầm một thanh linh khí tam giác đầu nhọn, mang theo âm hàn khí khủng bố, trong mơ hồ còn có tiếng động quỷ khóc thần hào, nháy mắt xuất hiện trước mặt Truy Mệnh, vung tay đâm tới, những nơi linh khí đi qua, không gian lập tức bị xuyên thủng. Hừ, Truy Mệnh quát lạnh một tiếng, không hề tránh né, ngay khi linh khí vừa đâm tới liền quỷ dị biến mất. Khi thân ảnh hắn lại xuất hiện, đã hiện thân sau lưng người kia, kình phong sắc bén như núi lửa phun trào đánh thẳng vào sau lưng người nọ, từ sau lưng xuyên thủng trước ngực, chết ngay tại chỗ. Suy, lại một Minh Linh lao ra, một đạo quyền ấn hướng thẳng Truy Mệnh đập tới. Sắc mặt Truy Mệnh trầm xuống, không tránh né, nhận một quyền đánh lên cương khí hộ thân, đồng thời quyền ấn ngưng tụ, nặng nề đánh lên thân hình Minh Linh kia, đem thân hình hắn chấn vỡ. Truy Mệnh lại phun máu tươi. Oanh oanh. Hai Minh Linh nhiết bàn cảnh một trái một phải công tới, đem cương khí đánh vỡ thành khe hở, như sắp bị nứt vụn. Chết. Âm thanh lạnh băng truyền ra, trong đôi mắt đỏ tươi sát ý ngập trời, song trưởng chấn động, hai đạo lục sắc năng lượng rơi lên người hai nhiết bàn cảnh, đem thân hình bọn họ chấn vỡ. Phanh phanh. Kinh khí khủng bố thổi quét, bộc phát dao động kinh người, từng tảng lớn vách núi đổ sụp. Chỉ vài lần giao thủ đã có vài Minh Linh nhiết bàn cảnh bị giết chết. Đáng chết, đều lui lại cho ta. Tám nhiết bàn cảnh cao giai vừa bị đẩy lui lại hét lớn một tiếng, thân hình cùng bay lên không, sắc mặt âm trầm khó xem. Siêu siêu. Vừa nghe mệnh lệnh nhóm Minh Linh vội vàng thối lui, không ai muốn tiếp tục dây dưa với Truy Mệnh, vô cùng e ngại hắn. Truy Mệnh, hôm nay người chắp cánh cũng khó tránh khỏi. Tám người cùng đứng, cười lạnh một tiếng. Xếp thành trận thế hình tròn, thân ảnh hung hăng đập xuống, khí tức khởi động, kình khí cùng năng lượng kinh người nổ vang. Minh Linh ti tiện, muốn linh hồn của Truy Mệnh này, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Phanh phanh phanh. Trong tích tắc chín người giao thủ, từng đạo năng lượng không ngừng nổ tung, năng lượng bắn ra, quét ngang không gian hóa thành hư không. Phanh phanh phanh. Ba Minh Linh lảo đảo thối lui, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khóe môi chảy máu. Mùi vị gai mũi khó ngửi vô cùng. Phốc, Truy Mệnh cũng bị đánh bay, miệng lại tràn máu, thân hình vừa ổn định lại bị vây khốn. Giết, Truy Mệnh gào lên một tiếng, sóng âm cuồn cuộn sơn cốc, đôi mắt đỏ rực như mãnh thú, lại tiếp tục lao tới đối kháng. Suy, trên vách núi sơn cốc không gian dao động, lập tức hiện ra thêm mười mấy thân ảnh, trên đầu có sừng, khuôn mặt như mặt ngựa, đều là Minh Linh. Trong đó có một thanh niên không khác gì nhân loại, lộ ra cỗ khí tức âm hàn, trong mắt lóe u quang làm người sợ hãi. Bái kiến thiếu chủ. Nhóm Minh Linh đang khẩn trương quan sát cuộc chiến nhìn thấy thanh niên lập tức cung kính hành lễ, ánh mắt kính sợ. Thanh niên nhìn cuộc chiến, khóe môi cười lạnh, trường bào vung lên, sóng âm quanh quẩn trên không. Đều là phế vật, tám tên còn không thu thập được một tên, lui ra đi. Vừa nghe âm thanh tám Minh Linh vội thu tay. Lập tức thối lui ra sau lưng thanh niên kia. Phó đoàn trưởng Hùng Phong quân đoàn Truy Mệnh, quả nhiên danh bất hư truyền, lấy một địch tám, người bình thường thật không làm được. Thanh niên mỉm cười nói. Truy Mệnh chật vật, thân hình loang lổ vết máu, ngẩng đầu nói. Ám Linh, người của ngươi quá mức phế vật mà thôi, muốn mạng của ta, các ngươi còn chưa đủ. Vậy sao? Ám Linh khẽ động, nói.
Truy mệnh, ta cho ngươi một con đường sống, gia nhập Thiên La Minh, ngươi chẳng những có thể sống còn được vô số chỗ tốt. Ha ha! Truy mệnh cười to, uy phong lẫm lẫm, trong mắt bắn ra tinh quang, ngẩng cao đầu tràn ngập chí khí ngàn trượng lăng vân, dẫm mạnh xuống đất, nói. Ngươi cảm thấy được người Hùng Phong quân đoàn sẽ gia nhập Minh Linh các ngươi hay sao? Thật sự là buồn cười, sớm muộn gì có một ngày, Thương Khung Minh tất treo cổ toàn bộ các ngươi. Vậy sao, chỉ sợ Hùng Phong quân đoàn cũng không còn, rượu mời không uống thích uống rượu phạt, ta thành toàn ngươi. Ám Linh cười lạnh, thân hình bay xuống. Suy, âm hàn khí cực điểm khởi động, một đạo năng lượng âm hàn hóa thành giải lụa hướng Truy Mệnh bắn tới. Truy Mệnh dẫm mạnh dưới đất, nham thạch nứt vụn, quyền ấn vung lên. Năng lượng lục sắc ngưng tụ thành quyền ấn hư ảnh nổ bắn ra ngoài, đem giải lụa ngăn cản xuống. Suy, hai cỗ năng lượng va chạm, hai thân ảnh tách khai, kinh khí cuồng bạo chấn vỡ sơn cốc, khe nứt lan tràn, thân hình Truy Mệnh bay ngược ra sau. Niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong, một chân vào tuyên cổ cảnh, chẳng qua vẫn là niết bàn cảnh mà thôi, còn là nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể đối kháng với ta. Ám Linh xuất hiện trước người Truy Mệnh. Một đạo năng lượng âm hàn cuồng bạo dâng lên. Sắc mặt Truy Mệnh đại biến, hoảng sợ nghênh tiếp, hai cỗ năng lượng lại va chạm, thân hình Truy Mệnh đánh bay, vách núi liên tục chấn vỡ, âm thanh nổ tung vang lên bên tai không ngớt. Oanh oanh! Truy Mệnh phun máu, thân hình sắp va chạm vào vách núi, Ám Linh lại xuất hiện. Hừ! Truy Mệnh hừ lạnh một tiếng, thủ ấn biến đổi, lục sắc quang mang tán phát, nguyên lực vận chuyển tới cực hạn. Năng lượng như cắn nuốt sinh cơ lan tràn, thân hình lao thẳng tới chỗ Ám Linh. Nỏ mạnh hết đà, còn muốn cùng ta đối kháng sao? Ám Linh chấn động, quyền ấn lướt xuống, không gian liên tục bị chấn vỡ. Ca! Truy Mệnh không hề tránh né, trong mắt lộ ra lệ khí đỏ rực, một đạo quyền ấn cũng đối oanh tới trước. Ngay khi hai cỗ quyền ấn sắp va chạm, Truy Mệnh đột nhiên xoay người, không gian áo nghĩa khởi động, tránh khỏi một quyền của Ám Linh. Để giải lụa âm hàn đánh lên vai mình, đồng thời khởi động phòng ngự khải giáp, năng lượng nóng cháy bắt đầu lan tràn. Suy, năng lượng âm hàn đánh lên khải giáp, phát ra sương mù bốc lên, mộc hệ đã chuyển thành hỏa hệ, trên quyền ấn tràn ra hỏa diễm, oanh thẳng lên ngực Ám Linh gần trong gang tấc. Hô, vùng ngực Ám Linh run lên, tựa hồ bị lõm vào, sắc mặt biến thành khó xem. Phốc, hết thảy diễn ra trong tích tắc, hai người vừa chạm liền phân. Thân hình Ám Linh bị chấn lùi mấy bước, sau đó ổn định thân hình. Đặng đặng, thân hình Truy Mệnh lại bị bay ngược thối lui, sắp va chạm vào vách núi mới đứng lại, ánh mắt ngưng trọng, hắn không chiếm được chút tiện nghi. Quả nhiên là Truy Mệnh, Hùng Phong quân đoàn có ngươi cùng truy hồn, đối với Thiên La Minh, đối với cả Minh Linh chủng tộc đều là tai họa. Vùng ngực dần dần khôi phục, ánh mắt Ám Linh càng thêm âm trầm. Truy Mệnh trầm giọng nói. Minh Linh chủng tộc không nên tồn tại trên đời này. So sánh với Minh Linh, nhân loại các ngươi tính cái gì, con mồi mà thôi, các ngươi mới không nên tồn tại trên đời này. Ám Linh dứt lời, năng lượng khởi động, cả không gian động lại, giữa không trung gió dục mây vần. Hiện tại cho ngươi biết sự khác biệt giữa ngươi và ta. Vừa dứt lời Ám Linh đã xuất hiện trước người Truy Mệnh. Giờ khắc này, không gian run rẩy lên, năng lượng bạo tuôn. Giữa không trung như trời sụp đất nứt vỡ ra. Hừ, ánh mắt Truy Mệnh ngưng trọng, không gian xung quanh đều động lại, không thể né tránh, cắn răng đánh ra quyền ấn nghênh đón. Nghĩ ngươi tu luyện hỏa hệ áo nghĩa thì có thể khắc chế ta hay sao? Ám Linh quát một tiếng, năng lượng âm hàn biến thành băng lạnh, giống như đóng băng toàn bộ không gian. Suy, một đạo năng lượng băng hàn chói mắt phá không oanh kích tới. Xé rách không gian mang theo uy thế kinh người va chạm cùng quyền ấn của Truy Mệnh. Phanh phanh phanh. Từng luồng sóng xung kích hủy diệt hung hăng va chạm, không gian cùng vách núi xung quanh nháy mắt bị đánh thành mảnh nhỏ. Oanh. Thân hình Truy Mệnh bị đánh bay, hung hăng khảm nhập vào trong vách núi phía sau. Kinh khí khủng bố làm vách núi nứt vỡ, vô số nham thạch trút xuống, giống như động đất, oanh long long vang vọng bên tai không dứt. Phốc. Truy Mệnh phun ra máu tươi. Khải giáp nứt nẻ, thân hình nhảy ra khỏi vách núi dùng không gian áo nghĩa bao phủ thân hình muốn phá không rời đi. Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, trốn không thoát đâu, không gian áo nghĩa của ngươi còn chưa đủ. Ám Linh xuất hiện, thời gian áo nghĩa dao động, một đạo âm hàn cương khí nương theo sau âm thanh quỷ khóc thần hào đỡ upsilon.ng lên người Truy Mệnh.
răng rắc, phanh, thân hình Truy Mệnh bị oanh xuống đất, đất rung núi chuyển, miệng phun đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Truy Mệnh, hỏi ngươi lần cuối cùng, muốn chết hay gia nhập Thiên La Minh? Ám linh gắt gao tập trung lên người Truy Mệnh. Phốc, Truy Mệnh giãy giụa đứng lên, phun ra máu tươi, ngẩng đầu nhìn ám linh, tuy rằng khí tức uể oải nhưng khí thế nghiêm túc vẫn dâng tràn, nói. Người Hùng Phong quân đoàn, có sợ chết sao, muốn mạng của ta, phải xem ngươi trả giá có xứng hay không. Rượu mời không uống muốn rượu phạt, Truy Mệnh, linh hồn của ngươi nhất định trở thành đá kê chân cùng thuốc bổ cho ta, chịu chết đi. Ám linh cười lạnh, một đạo năng lượng khủng bố hóa thành bão lớn lao thẳng xuống chỗ Truy Mệnh bên dưới, không gian xung quanh chao đảo, như bị xé nứt. Oanh! Năng lượng thổi quét, Truy Mệnh cắn răng, khí tức bắt đầu cuồng bạo dao động. Suy! Đúng ngay lúc này không gian trước mặt Truy Mệnh chợt dao động, một thanh ảnh xuất hiện, từng cỗ quang mang lục sắc trào ra, nhất thời lan tràn nhanh như chớp. Khí tức cắn nuốt sinh cơ vạn vật tràn tới, cả thâm cốc nhất thời biến thành tĩnh mịch. Hắc quang cùng lục quang va chạm lẫn nhau, thoáng rằng co, hắc quang dần dần biến mất, đã bị lục quang cắn nuốt không còn bóng dáng. Ánh mắt ám linh nghi hoặc nhìn tới, chỉ thấy một thanh y nhân đứng trước mặt, khuôn mặt cương nghị, khóe môi như cười, thậm chí không thể nhìn thấu khí tức trên thân của hắn. Khí tức Truy Mệnh lập tức bình ổn, ánh mắt nghi hoặc nhìn thanh y nhân trước mắt. Người vừa xuất hiện chính là Lục Lâm Thiên, hắn dùng linh hồn lực tìm kiếm, dọc đường còn giải quyết mười mấy minh linh, vài niết bàn cảnh mới đi tới vùng thâm cốc nhìn qua giống như một mảnh lao ngục này. Tuy hắn tới đây cũng đã một lúc, nhưng không vội vàng xuất hiện, chỉ muốn xem thực lực cùng thái độ làm người của vị phó đoàn trưởng Hùng Phong quân đoàn này như thế nào, cuối cùng tình huống làm cho hắn có chút dao động. Ánh mắt nhìn lướt qua thâm cốc, thây ngang khắp đồng làm Lục Lâm Thiên nhướng mày. Cuối cùng hắn dừng lại trên người ám linh, sau đó quay đầu nhìn Truy Mệnh, hỏi. Hùng Phong quân đoàn phó đoàn trưởng Truy Mệnh. Đúng vậy, không biết các hạ là. Truy Mệnh nghi hoặc hỏi. Ta xem như là người Hùng Phong quân đoàn, nói thì dài dòng, dùng đan dược trước, chuyện khác giao cho ta là được rồi. Lục Lâm Thiên đưa đan dược chữa thương cho Truy Mệnh, cũng không để ý nhóm minh linh xung quanh. Truy Mệnh gật đầu, lại nhìn ám linh nói. Người này đã tới tuyên cổ sơ giai, thời gian áo nghĩa, thủy hệ áo nghĩa, còn có u minh khí bẩm sinh của minh linh tộc, rất cường hãn, ngươi cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên gật đầu, xoay người nhìn lại. Ngươi là ai? Ám linh nhíu mày, có thể cảm giác được thanh y nhân cũng không dễ trêu chọc. Lục Lâm Thiên nói. Người Hùng Phong quân đoàn. Ánh mắt ám linh chớp động, nói. Thực lực của ngươi bất phàm, gia nhập Thiên La Minh thế nào? Nhìn ngươi gia nhập Hùng Phong quân đoàn chưa lâu, cần gì cùng bọn hắn chịu chết? Không biết gia nhập Thiên La Minh sẽ có chỗ tốt gì? Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Nghe vậy sắc mặt Truy Mệnh đại biến. Dùng dao mổ trâu giết chuột bé. Kiệt kiệt. Ám linh lộ ý cười hài lòng. Gia nhập Thiên La Minh ưu đãi rất nhiều, tài nguyên tu luyện, nữ nhân, linh khí, vật gì cần có đều có, tuyệt đối không cho ngươi thất vọng, đối với người có thực lực thiên phú bất phàm. Thiên La Minh luôn tận tâm bồi dưỡng. Vậy sao? Lục Lâm Thiên khẽ cười. Như vậy đi, nói miệng không bằng chứng, nếu ngươi có thành ý, tự bạo linh hồn phân thân, ta sẽ tin tưởng lời ngươi, như thế nào? Tiểu tử, ngươi đùa giỡn ta. Khuôn mặt ám linh biến thành âm trầm, nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, nói. Ngươi cần nghĩ rõ ràng muốn sống hay chết, đừng rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Nếu không ta cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Con người của ta chính là tính tình bướng bỉnh, không thích rượu mời, lại thích rượu phạt. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Nghe được Lục Lâm Thiên trả lời, Truy Mệnh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt tò mò đánh giá thanh y nhân trước mắt. Hắn nhớ rõ Hùng Phong quân đoàn cũng không có cường giả trẻ tuổi như vậy, có lẽ do hắn lâu rồi chưa về cho nên không biết có cường giả mới gia nhập. Muốn chết. Ám linh không thể nhẫn nhịn. Sát ý khởi động, thủ ấn biến hóa, năng lượng âm hàn hình thành lốc xoáy khuếch tán, lập tức ngưng tụ thành một đạo chảo ấn cực kỳ quỷ dị. Suy, chảo ấn bay ra, mây đen cuồn cuộn, âm thanh quỷ khóc thần hào, năng lượng khủng bố chấn động không trung, chảo ấn xé mở khe không gian tối đen, vỡ áp về hướng Lục Lâm Thiên. Các hạ cẩn thận, ám linh không phải kẻ yếu, cẩn thận u minh cùng hàn băng khí của hắn. Ánh mắt Truy Mệnh ngưng trọng nhắc nhở. Vậy sao? Thoạt nhìn tựa hồ không tệ.
Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, thủ ấn chậm rãi kết xuất, nhưng trên thực tế lại nhanh như thiểm điện, ngưng tụ thành thổ hoàng sắc quyền ấn, mơ hồ lan ra tàn ảnh hung hăng va chạm chảo ấn kia. Oanh long! Năng lượng va chạm, nháy mắt không trung bị chấn nát, khí lãng khủng bố lan tràn khắp bốn phía. Hô lạp lạp! Năng lượng u minh khí cùng thổ hệ liên tục tán loạn, thâm cốc lay động kịch liệt như động đất, kinh khí đáng sợ chút xuống chẳng khác gì hồng thủy. Hô! Thân hình Lục Lâm Thiên khẽ run lên, lập tức ổn định thân hình vững như bàn thạch không chút dao động. Ngay giờ khắc đó, một đạo tàn ảnh quyền ấn bắn ra, cùng linh hồn công kích thổi quét, tốc độ quá nhanh, chỉ nháy mắt đã rơi vào trong cơ thể ám linh. Đặng đặng! Thân ảnh ám linh bật lui ra sau mấy bước, ánh mắt lập tức hiện vẻ kinh ngạc. Công kích thổ hệ ẩn chứa linh hồn áo nghĩa. Hai loại áo nghĩa dung hợp, người bình thường vốn không thể làm được, có thể làm được một bước này đã chứng minh đối phương có thiên phú tuyệt đối. Suy! Ám linh dẫm mạnh hư không, thân hình ổn định, cười lạnh nói. Không nghĩ tới linh hồn lực của ngươi mạnh như thế, hấp thu linh hồn của ngươi, ta tin tưởng có chỗ tốt thật lớn với ta, nói không chừng đạt tới tuyên cổ cảnh sơ giai đỉnh phong, thậm chí là đột phá trung giai. Không nghĩ tới lần này lại có thu hoạch như thế. Ta cũng rất có hứng thú với linh tinh của ngươi. Hừ, châng cháo, xem linh hồn áo nghĩa mà ngươi vận dụng với ta đã biết, ngươi căn bản không hiểu minh linh chúng ta, ngươi căn bản không thể làm gì ta, ta nhất định phải thu linh hồn của ngươi. Vậy sao, vậy phải xem là ngươi thu linh hồn của ta hay ta thu linh hồn của ngươi. Lời cuối cùng vừa dứt, âm thanh Lục Lâm Thiên truyền ra cách đó không xa. Khóe môi hắn còn mang theo nụ cười quỷ dị. Ám linh không nghĩ tới tốc độ của Lục Lâm Thiên nhanh như vậy, sắc mặt đại biến, nháy mắt khôi phục thần trí vội vàng thối lui. Thời gian loại y, Lục Lâm Thiên đã sớm có chuẩn bị, khí tức quỷ dị vô hình tràn ra, không gian xung quanh lan tràn, đem ám linh bao vây bên trong. Không tốt, là thời gian áo nghĩa, còn có không gian áo nghĩa, sao lại mạnh như vậy? Thân hình ám linh khựng lại. Ánh mắt từ kinh ngạc biến thành rung động. Thời gian cùng không gian áo nghĩa chút xuống, kim mang chợt phóng lên cao. Suy, cả không gian hôn ám nháy mắt sáng rực, năng lượng tiêu sát sắc bén lặng yên hội tụ, quyền ấn nổ bắn tràn ra, kim quang rạng rỡ, đột nhiên bay thẳng tới trước. Áo nghĩa lạ, trong lòng ám linh thầm hô không xong, nháy mắt muốn thoát thân đã không còn kịp nữa, thời gian áo nghĩa của hắn đã bị áp chế, kim sắc quyền ấn đã giáng xuống. Phanh! Thân hình ám linh lập tức nện thẳng xuống đất, oanh ra một hố sâu cực lớn, đá vụn kích tán, mặt đất nứt nẻ, đất rung núi chuyển. Phốc! Huyết vụ màu đen phun ra, mùi vị gay mũi, khí tức uể oải chật vật. Mạnh như vậy! Truy Mệnh trợn tròn mắt không dám tin. Ám linh bò lên, ánh mắt càng thêm âm trầm, quát. Ngăn cản nhân loại kia cho ta! Siêu siêu! Tám minh linh nhiết bàn cảnh cao giai lập tức xuất động. Lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, khí tức âm hàn bàng bạc mang theo âm thanh chói tai quỷ dị hội tụ cả thâm cốc. Nhân loại lợi hại, liên thủ ngăn cản. Tám người hét lớn, thủ ấn ngưng kết, từng luồng năng lượng lập tức bốc lên. Siêu siêu. Hơn 10 minh linh còn lại cũng bao phủ hắc vụ giáng xuống. Ám linh không ngừng biến hóa thủ ấn, tựa hồ đang định đánh ra lá bài tẩy, khí tức nhanh chóng kéo lên. Ánh mắt Truy Mệnh ngưng trọng nói. Các hạ cẩn thận. Tám người này phối hợp ăn ý, có thủ đoạn như nhau, đủ đối kháng tuyên cổ sơ giai. Lục Lâm Thiên chợt nở nụ cười thật quỷ dị, nói. Sinh sinh bất tức. Năng lượng lục sắc lan tràn nở rộ, cự lực cắn nuốt sinh cơ khuếch tán, năng lượng như gió bão thổi quét bốn phía. Oanh long. Tám niết bàn cảnh cao giai cảm giác sinh cơ bị hút ra, linh hồn cũng muốn bị cắn nuốt, không cách nào ngăn cản hấp lực kia. Không chơi với các ngươi, đều đi chết đi. Lục Lâm Thiên quát lớn, huyết lục xuất hiện, sát khí lập tức lan tràn. Ngao! Đao minh long ngâm, huyết lục bổ ra một đạo đao mang quỷ dị. Hiu hiu! Nguyên lực mộc hệ khởi động, đao mang đánh ra, xoay tròn cuồn cuộn bay ra ngoài. Suy! Đao mang lướt qua người một niết bàn cảnh cao giai, xuyên qua cơ thể, tiếp theo là người thứ hai, thứ ba, mãi cho tới thứ tám. Đao mang quỷ dị hoàn mỹ cuối cùng biến mất trong cơ thể người thứ tám không còn bóng dáng. Ô ô, không gian khựng lại, từ trong tám thân hình tràn ra đao mang lục sắc, năng lượng quỷ dị vô hình cùng không gian sinh sinh bất tức hô ứng lẫn nhau nhanh chóng lan tràn khắp thâm cốc, mà sinh cơ của tám người đều biến mất,
thân hình nháy mắt khô héo, thân ảnh quỷ khóc thần hào vang vọng khắp cả thâm cốc. Phanh phanh, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, thân hình tám minh linh nhiết bàn cảnh cao giai đột nhiên nổ tung, nương theo sau u minh khí cùng âm thanh gào thét thổi quét, hóa thành âm hàn khí tức quỷ dị tiêu tán không thấy. Suy suy, tám khối linh tinh hiện ra giữa không trung, bị Lục Lâm Thiên thu vào trong tay. Ực, Truy Mệnh nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt há hốc mồm, một đao đánh chết tám minh linh nhiết bàn cảnh cao giai, hắn chỉ còn có thể hít sâu một hơi lạnh. Hơn 10 minh linh đang lao tới lập tức khựng lại, ánh mắt sợ hãi lẫn khủng hoảng. Ngao, đao minh vang vọng dựng lên, sát khí tràn ngập, giờ phút này trong đôi mắt tối đen của Lục Lâm Thiên tràn ngập sát ý, sát khí càng thêm ngập trời. Duệ kim hồn đao, một đạo đao mang lại lướt ra, kim quang đại phát, thiên địa năng lượng sôi trào lên. Hậu thổ hồn đao, nộ hỏa hồn đao, lại thêm vài đạo đao mang lướt ra, thiên địa năng lượng dao động, đao mang như quang nhận đánh lên vách núi như đậu hũ bị cắt xuyên qua, vô số nham thạch nứt vụn, từng khe không gian tối đen như tia chớp không ngừng lóe lên. Hiu hiu, những nơi đao mang đi qua, không ngừng có minh linh hóa thành cho tàn, thậm chí linh hồn cũng không thể chạy ra. Chỉ trong vài lần nháy mắt ngắn ngủi, đã có khoảng 50 minh linh, trong đó có hơn 10 niết bàn cảnh cùng một ít đại đạo cảnh cao giai đều bị đánh chết bên trong thâm cốc. Hơn 10 minh linh tan thành mây khói, thần hồn câu diệt, linh tinh trôi nổi trên không trung, bị Lục Lâm Thiên thu vào trong tay. Truy Mệnh ngẩng đầu, ánh mắt ngây dại, nhịp tim cũng ngừng đập, thanh y nhân có bề ngoài ôn văn nho nhã, nhưng lúc này lại giống như sát thần. Tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, tàn sát người phệ hồn bộ tộc chúng ta, ngươi phải trả giá thật đắt. Âm thanh lạnh băng truyền ra, ánh mắt ám linh biến thành âm độc, sát ý khởi động. Lục Lâm Thiên nhìn qua, không gian quanh thân ám linh đã dao động thật quỷ dị, năng lượng hắc phụ cuồn cuộn truyền ra âm thanh quỷ khóc thần hào, bên trong năng lượng hắc phụ mơ hồ có thể cảm giác được âm sát khí thẩm thấu. Âm sát quyết, ám linh vừa dứt lời, thủ ấn cuối cùng ngưng kết. Năng lượng nổi lên sóng gió kịch liệt, năng lượng âm sát tối đen khuếch tán, lặng yên hướng Lục Lâm Thiên bắn tới. Hiu hiu, Lục Lâm Thiên nhíu mày, tâm thần vừa động, lam sắc quang hoa thẩm thấu lan tràn, nhiệt độ cực nóng tới mức linh hồn đều run rẩy ngay lập tức xuất hiện bên trong thâm cốc. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi quanh thân Lục Lâm Thiên bao phủ một tầng quang hoa sáng ngời, nhìn qua như lam sắc tinh thể, lại như có lam sắc hỏa diễm nhảy lên, khí tức đáng sợ khiến người động dung lan tràn khắp bốn phía. Ô ô, năng lượng tối đen như độc xà rơi xuống trên người Lục Lâm Thiên, phát ra tiếng vang chói tai, lập tức hóa thành xương khói hư vô, căn bản không thể dao động được hắn mảy may. Tại sao lại như vậy? Sắc mặt ám linh tái nhợt khó xem, hắn có thể cảm giác được khí tức khiến linh hồn hắn sợ hãi sản sinh, hắn lần đầu tiên cảm giác được mình muốn chạy trốn nhưng ngạo khí trong lòng khiến cho hắn không muốn bỏ chạy, hắn thật sự không tin mình không thể đối phó thanh y nhân trước mắt. Thủ ấn của ám linh lại biến hóa, từng luồng năng lượng hắc phụ âm sát lan tràn, cuối cùng quấn quanh trên bàn tay hắn. Ô ô, xèo xèo, hoa hoa, năng lượng tối đen hóa thành hai đầu quỷ hung tợn, giống như có vô số linh hồn đang dương nanh múa vuốt, quỷ khóc thần hào, trình độ khủng bố khiến người nghe có chút hết hồn, âm sát cuồng phong như từ cửu u truyền tới không ngừng thổi quét khuếch tán. Âm sát phệ hồn, đi! Ám linh hét lớn một tiếng. Hai đầu quỷ hóa thành hắc quang gào thét lao thẳng về hướng lam sắc quang hoa. Hừ! Trong lam sắc quang hoa, một tiếng hừ lạnh truyền ra, nóng cháy thổi quét, vô số âm sát năng lượng như bị ăn mòn, phá hủy thành hư vô, tiêu diệt biến mất. Ô ô! Hai đầu quỷ hiện ra trên lam quang, dương nanh múa vuốt cắn nuốt lam quang. Ngay lúc này quang hoa chợt thu liếm, mơ hồ nhìn thấy quang hoa đã biến mất, chỉ còn lưu lại nhiệt độ cực nóng tới khủng khiếp kia. Hai tay Lục Lâm Thiên chấn động, hai cỗ dung nham màu lam từ lòng bàn tay tràn ra, hóa trưởng thành chảo, ngưng tụ thành chảo ấn cực nóng màu lam, vỗ lên hai đầu quỷ. Chi chi! Như cảm giác được điều gì, hai đầu quỷ phát ra vô số tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng cả sơn cốc. Phá! Hai đạo chảo ấn lam sắc vỗ xuống, bóp nát hai đầu quỷ dữ tợn. Hoa lạp lạp! Lam sắc quang hoa nở rộ, năng lượng khủng bố thổi quét, phá hủy tảng lớn vách núi. Ám linh phun máu tươi, ánh mắt ngây dại, linh hồn hắn đã bị trọng thương. Suy, Lục Lâm Thiên dẫm mạnh hư không, thân hình lao thẳng về hướng ám linh.
Ngươi dám động thiếu chủ nhà ta, ta sẽ khiến cho truy hồn muốn sống không xong muốn chết không được. Một âm thanh âm lệ từ xa xa truyền tới. Hiu hiu. Vài thủ ấn dừng trên người ám linh, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã tới bên cạnh, năm ngón tay gấp khúc chộp lên thiên linh cái của hắn, ngẩng đầu nhìn viễn không, ánh mắt thoáng ngưng lại. Siêu. Không gian dao động, một thân ảnh hạ xuống, bộ dáng 50 tuổi, khuôn mặt có chút khủng bố, như người lại như thú, toàn thân tản ra khí tức âm hàn, như có thiên địa năng lượng bao phủ không gian xung quanh, lại có hắc vụ lóe ra, cực kỳ huyền ảo quỷ dị. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, tu vi khí tức của người này còn mạnh hơn ám linh, ít nhất là tuyên cổ cảnh trung giai, từ khí tức mà xem hẳn còn không phải trung giai bình thường. Ánh mắt ám linh phục hồi trở lại, thân hình bị cấm chế, trong mắt hiện vẻ sợ hãi, nhìn thấy lão giả lập tức lớn tiếng nói. Diệt hồn, cứu ta! Khuôn mặt lão giả cực kỳ khó xem, nói. Tiểu tử, thả người trong tay ngươi, nếu không truy hồn sẽ chết. Vừa dứt lời, tay áo lão giả đảo qua, một đôi tay khô héo lộ ra ngoài, hắc vụ khởi động, một đạo hồn anh xuất hiện, hồn anh chỉ nhỏ như anh nhi, nhưng trên người bị vài đạo hắc sắc năng lượng trói buộc, không thể giãy thoát, sắc mặt dữ tợn, như đang thừa nhận thống khổ thật lớn. Đoàn trưởng Hùng Phong quân đoàn truy hồn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, nhận ra được đó chính là truy hồn, là người mà toàn bộ đệ tử Hùng Phong quân đoàn kính sợ trung thành. Đại ca! Khi truy mệnh nhìn thấy hồn anh, sắc mặt đại biến, miệng phun máu tươi, ánh mắt đỏ rực quay đầu nhìn Lục Lâm Thiên, khẩn cầu. Các hạ, cầu ngươi cứu đại ca của ta. Lão giả liếc mắt nhìn truy mệnh, lại nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Tiểu tử, ngươi thả người, ta sẽ thả truy hồn, thế nào? Các ngươi đi nhanh lên, ta chỉ còn là hồn anh, linh hồn bị trọng thương, lưu lại cũng không hữu dụng, không cần làm lo cho ta nữa, các ngươi đi nhanh lên. Lần này Hùng Phong quân đoàn bị diệt rồi, cho nên dù chỉ lưu lại một người cũng có thể truyền thừa Hùng Phong quân đoàn. Truy hồn chợt quát lớn. Lời của diệt hồn tuyệt đối không tin được, chỉ cần ngươi thả ám linh, hắn tuyệt đối sẽ không cho các ngươi an toàn rời đi, tới lúc đó các ngươi còn muốn chạy không còn cơ hội nào đâu. Hừ, ánh mắt diệt hồn phát lạnh, lòng bàn tay run lên, hắc vụ cuồn cuộn bao phủ hồn anh của truy hồn. A. Hồn anh truy hồn nhất thời truyền ra tiếng kêu rên thảm thiết, không ngừng run rẩy dữ tợn, vô cùng thê thảm. Đại ca! Ánh mắt truy mệnh đỏ tươi, lòng như đao cắt, muốn lao thẳng về hướng diệt hồn. Suy! Lục Lâm Thiên ngăn cản truy mệnh, một tay chộp thiên linh cái ám linh, một tay ngăn cản truy mệnh, ngẩng đầu nói. Được, ta đáp ứng ngươi, chúng ta đồng thời thả người. Không cần, người trẻ tuổi, người ngàn vạn lần đừng tin tưởng diệt hồn. Không thể tin tưởng, hắn đã làm. Truy hồn dữ tợn hét lớn. Hiện tại không tới lượt ngươi nói chuyện. Diệt hồn hoàn toàn cấm chế hồn anh của truy hồn, nhìn Lục Lâm Thiên cười lạnh nói. Kiệt kiệt, quả nhiên có chút bổn sự. Lục Lâm Thiên nhìn thẳng diệt hồn, người này tuyệt đối không phải hạng người dễ chọc, cũng tuyệt đối không đáng tin cậy, dù thả truy hồn, chỉ sợ cũng sẽ không cho mình rời đi. Mục đích của diệt hồn chỉ là cứu ám linh mà thôi. Nhìn dáng vẻ thân phận ám linh ở trong minh linh cũng không thấp. Ánh mắt chớp động, Lục Lâm Thiên cũng không sợ diệt hồn, người này tuy mạnh nhưng với tu vi của mình hiện tại, muốn thoát thân hắn cũng không ngăn cản được mình, hơn nữa còn hai kiện thông linh bảo khí, căn bản không cần sợ hãi. Huống chi mình còn có linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm thể, còn chưa chắc là ai phải bỏ chạy. Nhưng nếu không cần thiết, Lục Lâm Thiên không muốn bại lộ linh hồn phân thân. Sớm bại lộ thực lực ở trong thương khung chiến trường phập phồng nguy cơ cũng không phải là chuyện tốt. Suy suy. Hai người tựa hồ có ăn ý, bàn tay vươn ra, đem hồn anh truy hồn cùng ám linh ném ra, khí tức đều tập trung lên hồn anh cùng ám linh, đồng thời vung tay. Suy. Ngay khi hồn anh còn cách 10 thước, ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, kim sắc năng lượng bỗng dưng bao phủ lên hồn anh truy hồn. Lục Lâm Thiên cũng không tin diệt hồn không bố trí thủ đoạn gì trên hồn anh truy hồn, lập tức dùng tâm thần tìm kiếm dấu vết. Đồng thời diệt hồn cũng vươn bàn tay khô héo tản ra hấp lực đem thân hình ám linh hút vào trong tay mình. Người trẻ tuổi, vô dụng thôi, diệt hồn đã bố trí thủ đoạn đặc thù của phệ hồn bộ tộc lên hồn anh của ta, hiện tại chỉ sợ các ngươi ngay cả cơ hội cuối cùng cũng không có. Ánh mắt truy hồn nghi hoặc nói. Ta đã gặp ngươi. Nhưng không nghĩ tới thực lực của ngươi tới tình trạng như thế, nói không chừng còn cơ hội thoát thân, với thực lực của ngươi,
ta không biết tại sao ngươi lại tới Hùng Phong quân đoàn, nếu có cơ hội đào thoát hãy đáp ứng ta một việc, từ giờ trở đi ngươi chính là đoàn trưởng, đừng làm cho Hùng Phong quân đoàn tan thành mây khói. Đừng nói chuyện, hồn anh của ngươi có phiền toái. Sắc mặt Lục Lâm Thiên thật khó xem, tâm thần quan sát được trong hồn anh truy hồn có lực lượng quỷ dị lan tràn bên trong. Kiệt kiệt, tiểu tử, quả nhiên quá non, chút thủ đoạn nhỏ vậy nghĩ giấu giếm được ta sao? Đạo hắc quang trong tay diệt hồn rút một đạo linh hồn lực trong người ám linh cắn nuốt sạch sẽ, lộ vẻ cười lạnh nói. Hiện tại ngươi nên trả giá thật nhiều, hôm nay đừng hòng chạy thoát, đều chết đi cho ta. Suy suy, vừa dứt lời, diệt hồn ngưng kết thủ ấn, từ hồn anh truy hồn lập tức tản ra hắc quang. Hỗn đản, bàn tay Lục Lâm Thiên đánh ra hào quang xâm nhập vào hồn anh truy hồn, nhưng chẳng thấm vào đâu, không thể ngăn cản được hắc quang lan tràn. Người trẻ tuổi, nhớ kỹ lời của ta, giao Hùng Phong quân đoàn cho ngươi, truy mệnh, nếu ngươi cũng có thể đào thoát, phải phụ tá người trẻ tuổi kia, giao Hùng Phong quân đoàn cho các ngươi, sau này giết thêm nhiều minh linh, ta chết cũng không tiếc, a. À. Lời còn chưa dứt, hồn anh truy hồn kêu thảm một tiếng, ngay sau đó bành trướng, lập tức nổ tung. Oanh! Âm thanh nổ tung trầm thấp, hồn anh như bóng hơi phá nát tạc vỡ. Đại ca! Truy mệnh thê lương hét lớn, trơ mắt nhìn hồn anh truy hồn tạc vỡ, khuôn mặt vặn vẹo, đau lòng thống khổ, trong mắt hiện lên huyết quang. Ánh mắt Lục Lâm Thiên thoáng ngây ra, chợt nhìn qua diệt hồn, toàn thân tràn ngập sát khí. Cảm nhận được sát khí, diệt hồn chợt dao động, ngăn chặn bất an, lạnh lùng nói. Tiểu tử, người quá non, nhân loại các ngươi nhất định là con mồi của chúng ta. Diệt hồn, giết hắn, ta muốn cho hắn muốn sống không được chết không xong. Sắc mặt ám linh trắng bệch, oán độc ngập trời. Người đi nhanh lên, ta toàn lực ngăn cản, nói không chừng còn tia cơ hội, sau này giao Hùng Phong quân đoàn cho ngươi. Truy mệnh đã muốn liều chết tranh thủ cơ hội, ánh mắt đỏ bừng nói. Vì Hùng Phong quân đoàn, vì lời căn dặn của đại ca, ta khẩn cầu ngươi đi. Vì sao phải đi, có chút đại giới nhất định phải thu hồi. Lục Lâm Thiên nói. Diệt hồn, ngươi cho rằng ngươi có thể kiểm tra được sự bố trí của ta sao, ở trước mặt ta chơi thủ đoạn, ngươi sẽ không được yên thân, hiện tại ngươi phải trả giá thật đắt. Lời vừa dứt, ánh mắt tràn ngập sát ý dâng lên, tay phải hắn khẽ động, bàn tay siết lại. Thiếu chủ cẩn thận. Nghe vậy ánh mắt diệt hồn đại biến, khuôn mặt run rẩy, tựa hồ cảm giác được gì, miệng hét lớn một tiếng, bàn tay khô héo tuôn ra hắc vụ bao phủ ám linh. Cùng lúc đó thân hình ám linh đột nhiên run lên, ánh mắt oán độc trào ra sợ hãi, ánh mắt lồi ra giống như không dám tin. Suy, suy lạp lạp, lam sắc quang hoa mang theo khí tức cực nóng khủng bố từ trong thân hình ám linh bắn ra, khí tức hủy diệt khởi động, lộ ra nhiệt độ cực nóng mà linh hồn cũng không thể thừa nhận. Thậm chí diệt hồn cũng biến sắc. A! À, âm thanh kêu rên thê thảm truyền ra. Oanh! Thân hình ám linh nháy mắt tạc vỡ, hỏa viêm như dung nham nở rộ cả thâm cốc. Bốn phía đã là một mảnh hỗn độn, vách núi lung lay sắp đổ, phàm là bị lây dính lam sắc hỏa viêm đều bị phá hủy thành hư vô. Ám linh thần hồn câu diệt, khí tức hủy diệt lập tức tiêu tán. Tiểu tử, diệt hồn này thề, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Diệt hồn trơ mắt nhìn thấy ám linh bị đánh chết lại không thể làm gì, hắn điên cuồng rít gào hét lớn, khuôn mặt khủng bố mấp máy càng thêm dữ tợn đáng sợ. Ta cũng tuyệt đối không bỏ qua ngươi, ngươi phải trả giá thật đắt, chết một ám linh còn chưa đủ đâu. Âm thanh Lục Lâm Thiên lạnh như băng, hàn ý khởi động, từng đạo thủ ấn quỷ dị lập tức kết xuất. Thủ ấn biến hóa, hỗn độn âm dương quyết dao động, hư không run lên, không gian chao đảo. Như muốn bị cắn nuốt. Từng luồng thiên địa năng lượng lần lượt bị hút đi, tốc độ nhanh khủng bố, chỉ nháy mắt thân ảnh Lục Lâm Thiên đã tương liên cùng cả hư không. Nhìn thấy động tĩnh, trong mắt diệt hồn nổi lên dao động, mơ hồ hiện tia kinh ngạc, lập tức bị sát ý che giấu, bàn tay khô héo duỗi ra, âm lệ hét lớn. Tiểu tử, người căn bản không biết ngươi đã làm gì, mặc kệ ngươi là ai, ngươi cũng chết chắc rồi. Dứt lời, hắn cũng không muốn kéo dài thời gian. Bàn tay huy động, thiên địa thẩm thấu vô số năng lượng hắc vụ, nhanh chóng hội tụ với tốc độ kinh người. Trong khoảnh khắc đã ngưng tụ ngay trước mặt diệt hồn, linh hồn năng lượng cuồn cuộn khởi động. Hoa lạp lạp, thân hình diệt hồn nổi lên một tầng hắc vụ quang mang quỷ dị, ngưng tụ thành một thanh quỷ đầu đại đao thật lớn chấn động lòng người.
Ô ô, chi chi, hoa hoa. Thanh đại đao vô cùng quỷ dị, bên trên có vô số hồn anh dữ tợn rít gào, quỷ khóc thần hào, trong miệng những hồn anh phun ra hắc vụ cuồn cuộn cùng chất nhầy màu đen ghê tởm. Trên đại đao thẩm thấu khí tức hủy diệt lan tràn, làm linh hồn run rẩy, thậm chí truy mệnh tuy ở phía xa nhưng vẫn bị áp chế mặt đỏ tai hồng, khóe môi không ngừng ứa máu. Diệt hồng dẫm nát hư không, bàn tay khô héo nắm chặt đại đao, bổ thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, vô số tàn ảnh liên tục bắn ra. Suy, vạn quỷ phệ hồn đao. Diệt hồn giống một tiếng, đao mang bắn ra, phong vân hỗn loạn, thiên hồn địa ám. Oanh, nương theo sau tiếng gào thét ảnh hưởng linh hồn, lấy xu thế khủng bố phá hủy cả không gian, lan tràn tới trước người Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, người phải bị nghiền xương thành tro. Bỗng dưng, thiên địa run lên, uy lực vô cùng vô tận chợt thẩm thấu ra ngoài. Oanh, đúng ngay thời khắc này, khí thế bá đạo lăng tuyệt thổi quét hư không, bá tuyệt vô cùng. Lục Lâm Thiên tiến tới, hư không liên tục nứt vụn. Bát hoang thiên địa quyết nhất quyết thôn thiên thế một quyền chấn bát hoang. Lục Lâm Thiên vung quyền, hư không dung chuyển vặn vẹo, một đạo quyền ấn xuyên thủng bay ra, vô số khe không gian tối đen vắt ngang không trung, vách núi xung quanh nứt vỡ rậm rạp không ngừng sụp đổ. Oanh! Quyền ấn lướt ra, khí tức như diệt thế, hết thảy diễn ra trong tích tắc, một quyền một đao nhất thời va chạm lẫn nhau. Thiên địa run lên, không gian lập tức sụp đổ, năng lượng vỡ áp lan tràn. Vô số quỷ đầu hồn anh tiêu tán, đao mang khủng bố lướt qua, hồn anh lập tức hóa thành hắc vụ tan biến, kéo dài tới tận chuôi quỷ đầu đao. Diệt hồn kinh hãi thối lui, bàn tay khô héo nắm chặt lại, hội tụ hắc vụ cuồn cuộn bám theo năng lượng âm hàn nồng đậm hóa thành quyền ấn lướt ra nhanh như chớp. Suy, năng lượng va chạm lại không chút âm thanh, chỉ liên tục chấn vỡ, ngay sau đó vách núi xung quanh không còn cách nào thừa nhận năng lượng trùng kích, liên tiếp nổ tung. Phanh phanh phanh, tiếng nổ tung vang lên bên tai không dứt, tầng tầng vách núi không chịu nổi gánh nặng liên tục tạc vỡ như núi lửa phun trào, sơn băng địa liệt, tựa như diệt thế. Động tĩnh qua thật lâu mới bình ổn trở lại, không gian khe sâu đều bị san thành bình địa trong ánh mắt ngây ngốc của truy mệnh. Uy lực như vậy chính truy mệnh cũng rõ ràng nếu mình bị lan tới sẽ lập tức tiêu tán, chỉ có thể liên tục thối lui, cho dù là đại ca truy hồn cũng không sánh kịp. Suy. Trong kinh khí khủng bố, hai thân ảnh đồng thời lướt ra. Thân hình diệt hồn liên tục bị đẩy lui, sau khi ổn định thân hình, khóe môi lập tức tràn máu tươi. Ánh mắt hắn nhìn qua Lục Lâm Thiên tràn ngập rung động lẩm bẩm. Chỉ là một nhiếp bàn cảnh cao giai, làm sao có thể? Lục Lâm Thiên dẫm mạnh hư không, sau lưng đột nhiên có thanh bạch quang mang lan tràn, thời không xung quanh chợt rung động. Siêu siêu. Đồng thời vì nơi này gây ra động tĩnh quá lớn, bốn phía viễn không có vô số lưu quang bay tới. Phía trước có phải là truy hồn, thiết huyết quân đoàn tới cứu viện. Một tiếng hét lớn truyền tới. Thiết huyết quân đoàn. Ánh mắt diệt hồn chợt run lên, ngẩng đầu nhìn phương xa, lập tức đảo qua Lục Lâm Thiên, thân ảnh hóa thành hắc vụ cuồn cuộn bỏ chạy. Tiểu tử, không ai cứu được ngươi đâu, ngươi căn bản không biết hôm nay mình đã làm gì, cả phệ hồn bộ tộc nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro, món nợ này vẫn chưa xong. Âm thanh âm lệ truyền tới, thân ảnh diệt hồn đã biến mất. Đồng tử Lục Lâm Thiên co rụt lại, hàn ý khởi động. Nhưng khi nhìn thấy càng nhiều lưu quang bay qua, cắn răng thu liễm thanh bạch quang mang sau lưng. Siêu siêu. Từng đạo lưu quang hiện thân trên không gian thâm cốc, nhìn thấy động tĩnh xung quanh đều có chút kinh ngạc. Một lão giả xuất hiện trước tiên nhìn thâm cốc bị san thành bình địa, trường bào khẽ động, quanh thân lan tràn cỗ khí tức nóng bỏng, năng lượng xung quanh đều không ngừng nhộn nhạo. Nhìn dáng vẻ giống như ta đã tới chậm. Lão giả đánh giá xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Lục Lâm Thiên. Cuối cùng mới nói với truy mệnh. Năm ngày sau, trong dãy núi non trùng điệp, tầng tầng lớp lớp, ngọn núi cao vê upsilon t trong mây, liên miên không biên giới. Trong núi có vô số kiến trúc, xung quanh là vực sâu thăm thẳm, hiểm trở chập trùng, không gian thanh tĩnh cùng thâm thúy. Trên một quảng trường có không ít thân ảnh tụ tập cùng một chỗ, khuôn mặt bi thống, không ai nói chuyện, tựa hồ đang chờ đợi gì đó. Đối với tai nạn lần này của Hùng Phong quân đoàn, Phá Vân quân đoàn thật sự đau lòng, thù này chờ sau khi tiếp nhận thiết huyết quân đoàn sẽ hội báo, nhưng hiện tại chúng ta nên nhanh chóng giao nhận xong xuôi tốt hơn, sơn mạch thủy tinh không thể vô chủ, cũng không thể để rơi vào trong tay Minh Linh.
Hơn 20 thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi đại điện, một trung niên áo trắng đi bên cạnh truy mệnh nói. Siêu siêu. 20 thân ảnh do trung niên áo trắng xuất lĩnh lập tức bay lên không rời đi. Truy mệnh, Nham Sơn cùng vài người khác đứng trên quảng trường, nhất thời không gian yên tĩnh tới đáng sợ. Lần này Hùng Phong quân đoàn tổn thất thảm trọng, mấy vạn người chỉ chạy thoát mấy ngàn, hơn trăm niết bàn cảnh chỉ còn lại không đủ 10, tổn thất quá lớn, chẳng khác gì quân đoàn bị diệt. Đoàn trưởng vẫn lạc, phó đoàn trưởng bị trọng thương, Hùng Phong quân đoàn chúng ta đã không còn hy vọng. Bên trên cho Hùng Phong quân đoàn hợp lại cùng Phá Vân quân đoàn, từ nay về sau không còn Hùng Phong quân đoàn. Ánh mắt mọi người ảm đạm, thở dài cảm thán. Nham Sơn cùng vài người xung quanh nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể thầm lắc đầu, trong lòng họ đều rõ ràng, với chút nhân số cùng thực lực còn lại của Hùng Phong quân đoàn, đã không thể gọi là quân đoàn, bị Phá Vân quân đoàn thâu tóm chỉ là chuyện sớm muộn, căn bản không thể ngăn cản. Phó đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Nham Sơn thoáng do dự, nhìn Truy Mệnh hỏi. Sắc mặt Truy Mệnh có chút tái nhợt, ánh mắt dao động nói. Đoàn trưởng trước đó đã dặn dò người tiếp nhận đoàn trưởng, hết thảy giao cho tân nhậm đoàn trưởng xử lý đi. Phó đoàn trưởng muốn nói là Lục Lâm Thiên hay sao, như vậy sao được, cho dù Lục Lâm Thiên có thực lực bất phàm, nhưng hắn chỉ tới Hùng Phong quân đoàn được vài ngày, sao có thể làm đoàn trưởng. Không tệ, cho dù hắn làm phó đoàn trưởng ta còn cảm thấy không ổn. Huống chi là đoàn trưởng. Vài trung niên nghe vậy nhất thời phản đối, một người mới đến đã làm đoàn trưởng, thật sự không thích hợp. Nghe lời của họ, Truy Mệnh không nói gì, lập tức đi vào trong đại điện. Ai? Mọi người than nhẹ, vẻ mặt ngưng trọng bắt đầu tán đi. Nham Sơn đội trưởng, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Bì Bang thấy vậy đi tới hỏi. Hùng Phong quân đoàn muốn tiếp tục tồn tại, chỉ còn một biện pháp. Nham Sơn ngẩng đầu nói. Biện pháp gì? Bì Bang lộ vẻ tò mò, ánh mắt chợt thay đổi. Chẳng lẽ là... Nham Sơn gật đầu, nói. Không tệ, nếu muốn bảo trụ Hùng Phong quân đoàn, chỉ phải đi tìm họ, họ có thể có biện pháp bảo trụ Hùng Phong quân đoàn, chỉ tiếc Hồ Hải đội trưởng bọn họ lại để tâm chuyện người mới người cũ, lại không hề biết họ căn bản không có hứng thú với vị trí đoàn trưởng. Trong tầng 7 thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi. Khí tức yên lặng, nếu không phải quanh thân có kim mang lưu chuyển, chỉ sợ làm người khác nghĩ hắn đã tạo hóa. Tầng 3 thiên trụ giới, một thanh niên cao gầy khoanh chân ngồi, khí tức kịch liệt, khí tức nóng cháy lan tràn, đang thẳng tắp kéo lên. Hô! Thật lâu sau khí tức trên người Lục Lâm Thiên rốt cục nổi lên dao động, lập tức mở mắt, tinh quang lóe sáng, sau đó liền biến mất. Suy! Trong chữ vật giới chỉ, một khối cổ đồ ngọc bích xuất hiện, bí văn quanh quẩn. Lưu quang trôi nổi lộ ra cỗ khí tức xa xưa. Đại bi cổ đồ huyền ảo vô cùng, không hổ là đồ vật trong mật địa thiên giới, một năm thời gian còn chưa thể hoàn toàn hiểu rõ, không biết là dùng vật gì sáng chế. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Đại bi cổ đồ là đồ vật mà lão giả trong mật địa đưa cho hắn lúc hắn rời khỏi mật địa, mấy ngày trước hắn đi vào thiên trụ giới tìm hiểu, ở trong này lĩnh ngộ suốt một năm nay. Trong giới chỉ có 6 hộp gấm, chỉ có thể mở được một hộp. Bên trong chứa cổ đồ ngọc bích này. Dùng tâm thần tìm hiểu mới biết vật này tên là Đại Bi Cổ Đồ, là do một siêu cấp cường giả viễn cổ thượng thanh thế giới lưu lại, lĩnh ngộ Đại Bi Cổ Đồ trợ giúp tâm cảnh thật lớn, về phần ảo diệu Lục Lâm Thiên tạm thời còn chưa phát hiện. Nhưng Lục Lâm Thiên tựa hồ có thể cảm giác được, Đại Bi Cổ Đồ thật sự không đơn giản. Chậm rãi lĩnh ngộ đi. Thân ảnh chợt lóe, Lục Lâm Thiên đã đi tới tầng 3, nhìn Thái A đang khoanh chân ngồi tu luyện. Linh tinh của Minh Linh tựa hồ tốt hơn cả tinh thạch thế giới rất nhiều. Cảm giác được khí tức trên người Thái A, Lục Lâm Thiên cảm nhận được có biến hóa, lần này trước khi bế quan Thái A đã dùng Linh Linh, hiệu quả thật sự không tệ lắm. Hô! Thái A mở mắt, ánh mắt càng thêm sáng ngời, còn có khí tức thương cổ thẩm thấu tản ra. Sư phụ, hiệu quả Linh tinh thật không tệ. Thần sắc Thái A cao hứng, ánh mắt lại có chút tiếc nuối, nói. Chỉ tiếc con chỉ có thể cắn nuốt không nhiều linh tinh, nếu có thể cắn nuốt được toàn bộ thuộc tính thì được rồi. Tới tu vi của ngươi bây giờ, tăng cường nguyên lực rất trọng yếu, nhưng lĩnh ngộ càng thêm trọng yếu, đừng quên lĩnh ngộ áo nghĩa. Lục Lâm Thiên vỗ vai Thái A cười nói. Sư phụ, đệ tử hiểu được. Thái A cung kính đáp. Đệ tử vừa lúc gặp được một ít bình chướng lĩnh ngộ áo nghĩa, muốn sư phụ chỉ đạo một phần.
Nói đi. Lục Lâm Thiên cười nói. Bên trong đình viện yên tĩnh, vài thân ảnh đứng bên ngoài nhìn vào đình viện, nhưng không tự tiện đi vào. Nham Sơn đội trưởng, chúng ta đi hữu dụng sao, ta đã bị cự tuyệt một lần, bọn họ tựa hồ không có hứng thú với vị trí đoàn trưởng. Bì Bang nói. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải thử một chút, nếu không Hùng Phong quân đoàn thật sự nguy hiểm. Nham Sơn ngưng trọng nói. Các ngươi đã tới, vì sao không vào đi? Đúng lúc này hai thân ảnh đi ra, chính là Lục Lâm Thiên cùng Thái A. Bái kiến đoàn trưởng. Ánh mắt Nham Sơn khẽ động, nhìn Lục Lâm Thiên cung kính hành lễ. Bái kiến đoàn trưởng. Mọi người thấy vậy cũng lập tức hành lễ. Ta cũng không phải đoàn trưởng của các ngươi. Lục Lâm Thiên vươn vai, từ Sơn Mạch Thủy Tinh trở về truy mệnh có nhắc qua việc này, nhưng Lục Lâm Thiên đã cự tuyệt. Đoàn trưởng, nếu ngươi mặc kệ, Hùng Phong quân đoàn thật sự sẽ bị giải thể, ba ngày sau Phá Vân quân đoàn sẽ hợp lại Hùng Phong quân đoàn, họ đã sớm muốn nhúng tay vào Sơn Mạch Thủy Tinh, lần này sẽ không bỏ qua cơ hội. Nếu đoàn trưởng mặc kệ, lần này Hùng Phong quân đoàn thật sự không còn tồn tại, trước khi truy hồn đoàn trưởng rơi xuống đã giao quân đoàn cho ngài, mời ngài suy nghĩ cho Hùng Phong quân đoàn. Nham Sơn nhìn Lục Lâm Thiên khẩn cầu. Phá Vân quân đoàn, có ý tứ gì? Lục Lâm Thiên nhíu mày nghi hoặc hỏi. Lúc trước trong Sơn Mạch Thủy Tinh có nghe nói Thiết Huyết quân đoàn cứu viện, sau lại nghe nói lúc truy hồn gặp nạn, phát hiện đây là một lần tiểu sát nhằm vào Hùng Phong quân đoàn, đó là lần cuối cùng bóp nát Ngọc Giản Thông chi cứu viện. Mà quan hệ giữa Hùng Phong cùng Thiết Huyết không tệ, Thiết Huyết cũng ở gần bên, thanh danh hiển hách, nhờ vậy làm không ít minh linh băn khoăn. Thiết Huyết quân đoàn cường giả như mây, đoàn trưởng Hàn Minh Thu Vi tuyên cổ trung giai hậu kỳ. Lúc trước diệt hồn bị Lục Lâm Thiên đánh bị thương, vừa nghe tên Thiết Huyết quân đoàn tựa hồ cảm nhận được khí tức của Hàn Minh đang đến, vì vậy hắn phải lập tức bỏ chạy. Tuy Thu Vi truy hồn không cao như Hàn Minh, nhưng quan hệ cá nhân rất tốt, bởi vậy Hàn Minh thu được tin tức lập tức xuất lĩnh tinh anh tới cứu viện, nhưng cũng đã trễ. Nghe Lục Lâm Thiên hỏi, Nham Sơn vội đáp. Là như vậy, Phá Vân quân đoàn cách Hùng Phong quân đoàn gần nhất. Thực lực Hùng Phong có chút yếu ớt so với những quân đoàn gần bên. Từ sau khi Hùng Phong phát hiện trong Sơn Mạch Thủy Tinh có tinh thạch thế giới, đã khiến không ít người chú ý, Phá Vân quân đoàn rất muốn thâu tóm Hùng Phong quân đoàn, nhưng vì truy hồn đoàn trưởng nhất định không đồng ý, ngay cả bên trên cũng không có cách nào. Nham Sơn dừng một chút mới tiếp tục nói. Lần này Hùng Phong bị diệt, Phá Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, bên trên cũng đã đồng ý cho người sống sót gia nhập Phá Vân quân đoàn. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, đã có chút hiểu biết về thương khung chiến trường. Trong chiến trường, đông đảo thế giới tham dự đại chiến, ai cũng có gia tộc hay sơn môn của mình tham dự bên trong, vô số năm qua đã hình thành đủ loại thế lực lớn nhỏ. Mà trong những thế lực rắc rối phức tạp này, trong thượng thanh thế giới đều lấy 8 đại cổ tộc cùng 2 đại liên minh làm chủ yếu, mặc dù 2 đại liên minh có cạnh tranh, tựa hồ có sức đánh một trận với các tộc, nhưng trong đại sự đều đoàn kết. Đặc biệt trong thương khung chiến trường, quan hệ giữa hai đại liên minh càng thêm ngưng tụ. Hùng Phong quân đoàn xem như là quân đoàn của hai đại liên minh, trong thượng thanh thế giới thậm chí là trong thương khung minh đều có được vô số quân đoàn. Nhân số một quân đoàn từ mấy vạn tới mấy trăm vạn, thực lực đương nhiên khác nhau, còn tồn tại việc phân chia cao thấp. Trong quân đoàn bình thường sẽ có tiểu đội, trung đội cùng đại đội tạo thành, người phụ trách xưng là đoàn trưởng, trên quân đoàn còn có đại quân. Người phụ trách xưng là tướng quân. Theo Lục Lâm Thiên biết được, đại quân có đông đảo quân đoàn, nếu tính ra thực lực chỉnh thể của Hùng Phong quân đoàn cũng không mạnh bao nhiêu. Đoàn trưởng, vì Hùng Phong quân đoàn, mời đi ra chủ trì đại cục. Nham Sơn lại khẩn cầu. Mời đoàn trưởng suy nghĩ cho Hùng Phong quân đoàn. Ánh mắt mọi người đều khẩn cầu nhìn Lục Lâm Thiên. Chẳng lẽ ta nhận là được rồi sao, các ngươi nhận ta làm đoàn trưởng, những người khác thì sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua nhóm người Nham Sơn, khẽ thở dài. Trở về đi, ta không có hứng thú đối với Hùng Phong quân đoàn, ta chỉ mới tới mà thôi. Đoàn trưởng, Nham Sơn còn định nói gì, đã bị Lục Lâm Thiên phất tay ngắt lời. Không cần nhiều lời, ta thật sự không có hứng thú, trở về đi. Mọi người bất đắc dĩ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ đành thất vọng rời đi. Sư phụ, tại sao ngươi không có hứng thú với Hùng Phong quân đoàn? Chúng ta đã tới thương khung chiến trường, cũng cần có chỗ đặt chân. Ánh mắt Thái A thoáng đổi, nói. Chẳng lẽ sư phụ có ý định khác hay sao,
ta cảm thấy người Hùng Phong quân đoàn cũng không tệ lắm. Chúng ta mới tới, quá mức chói mắt cũng không phải chuyện tốt, thế lực khắp nơi luôn có thay đổi, chúng ta nhìn kỹ hãng nói đi. Lục Lâm Thiên nói, tuy vừa đi vào thương khung chiến trường, nhưng hắn cũng đã có chút hiểu biết, đạo lý súng bắn chim đầu đàn hắn tự nhiên hiểu rõ. Chẳng lẽ sư phụ đối với Hùng Phong quân đoàn không có bất cứ hứng thú gì sao, nếu chúng ta ở lại trong Hùng Phong quân đoàn, thật sự rất tiện. Thái A thoáng do dự, nói. Ăn nhờ ở đậu cũng không phải tính cách của sư phụ, cho nên Hùng Phong quân đoàn thật sự thích hợp sư phụ. Ha ha! Lục Lâm Thiên mỉm cười, ăn nhờ ở đậu đích xác không phải tính cách của hắn, nói. Tới lúc đó rồi nói sau, bây giờ còn có thời gian, chúng ta cũng không cần gấp. Sư phụ, đệ tử hiểu được. Thái A hiểu ra, chợt nhớ gì đó, nói. Sư phụ, phụ tướng cùng Lý Cụ bọn họ đang ở trong thiên trụ giới, hẳn chưa cần bại lộ đi. Tới lúc đó hãy xem sao. Lục Lâm Thiên gật đầu. Bên trong núi non hôn ám, kiến trúc sừng sững, không ít thân ảnh xuyên qua không trung, cả không gian tràn ngập năng lượng âm hàn dao động. Đồ khốn, mặc kệ tiểu tử đó là ai, ta cũng phải cho bọn hắn trả giá thật đắt, sống không bằng chết. Bên trong một đại điện âm trầm, một âm thanh chói tai quát lớn. Trong đại điện có mười mấy thân ảnh âm trầm đang đứng, khí tức áp lực đáng sợ. Trong nhóm người còn có một trung niên, chính là Diệt Hồn. Đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ, có cần xuất động đại quân tiễu sát tiểu tử kia? Diệt Hồn thoáng do dự, chợt hỏi. Lão giả âm trầm nhìn Diệt Hồn, nói. Uổng cho ngươi còn có mặt mũi trở về, lần này ám tập Hùng Phong quân đoàn hoàn mỹ như vậy, kết quả lại tổn thất hơn chục niết bàn cảnh của chúng ta, quan trọng nhất là làm thiếu chủ chết đi, cần thừa nhận hậu quả gì chính ngươi tự biết. Đại nhân, lần này là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hùng Phong quân đoàn lại xuất hiện cường giả, thực lực tiểu tử đó còn mạnh hơn truy hồn, nhưng lại chỉ có tu vi niết bàn cảnh cao giai, thật sự vô cùng quỷ dị. Diệt Hồn nghe vậy nhất thời sợ hãi nói. Niết bàn cảnh cao giai, điều này sao có thể, cho dù hậu bối cổ tộc cũng không làm được đi, mà hậu bối chủng tộc đỉnh cấp trong minh linh chúng ta chỉ sợ cũng khó có thực lực này. Lão giả không tin lời Diệt Hồn. Đại nhân, tiểu tử đó thật sự quỷ dị, còn là tu luyện giả không gian, linh hồn, thời gian áo nghĩa, đồng thời còn mang theo không ít áo nghĩa. Diệt Hồn khăng khăng nói, hắn tự mình giao thủ qua, dù chính hắn không tin, nhưng sự thật đã diễn ra trước mắt. Chẳng lẽ là thật sao? Lão giả khẽ động, biết Diệt Hồn cũng không dám bịa đặt, nói. Nếu thật như thế, thiên phú của tiểu tử kia có thể nghĩ, chỉ là ba loại áo nghĩa kỳ đặc cũng đã cực kỳ khó được. Thân phận tuyệt đối không đơn giản. Lão giả dừng lại một chút, liền nói. Thiếu chủ rơi xuống ngươi cần thừa nhận hậu quả gì tự ngươi biết, nếu lai lịch của tiểu tử đó lớn, đánh chết hắn còn có thể lập công chuộc tội, nếu không ai cũng không giúp được ngươi. Ta sẽ không bỏ qua tiểu tử đó. Trong mắt Diệt Hồn khởi động sát ý. Món nợ này chúng ta phải tính toán, nhân loại đáng chết, nhất định phải trả giá thật đắt. Oanh! Vài tòa giá khôi lỗi khổng lồ xoay quanh trên bầu trời kiến trúc Hùng Phong quân đoàn, vài ngàn thân ảnh cũng trôi nổi trên không trung. Siêu siêu. Không ít thân ảnh đi đầu ánh mắt cười ngạo, phất tay, vài ngàn thân ảnh lướt vào bên trong Hùng Phong quân đoàn. Tầng thứ 7 thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi, khí tức thong thả kéo lên. Hô. Sau một lát khí tức dần dần bình ổn xuống, hắn thở ra một hơi chọc khí, mở mắt, khí tức đã có chút bất đồng. Hiệu quả linh tinh mạnh hơn cắn nuốt nguyên lực. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, khẽ mỉm cười. Trên quảng trường rộng lớn, hai đội ngũ đứng đối diện nhau, chính là người Hùng Phong quân đoàn cùng Phá Vân quân đoàn. Trên quảng trường, ở phía trước có hơn 10 thân ảnh đang đứng, một trung niên áo trắng liếc mắt nhìn xung quanh quảng trường, cuối cùng nhìn Hồ Hải nói. Hồ đội trưởng, truy mệnh phó đoàn trưởng đi vắng, vậy ngươi ra mặt giao nhận xong xuôi đi. Sau này Hùng Phong quân đoàn cùng Phá Vân quân đoàn là người một nhà, hoan nghênh gia nhập Phá Vân quân đoàn. Ánh mắt Hồ Hải thoáng trầm xuống, nói. Phong phó đoàn trưởng, Hùng Phong quân đoàn do truy hồn đoàn trưởng một tay tạo ra, truy hồn đoàn trưởng rơi xuống không lâu, Phá Vân quân đoàn đã nghĩ nhúng tay vào Hùng Phong quân đoàn, có chút quá mức đi. Ha ha! Trung niên mỉm cười nói. Hồ đội trưởng, bên trên đã đồng ý, chẳng lẽ ngươi muốn chống lệnh hay sao? Sơn mạch thủy tinh chính là trọng địa, không thể vô chủ,
đối với việc truy hồn đoàn trưởng rơi xuống ta cũng rất đau lòng cùng bi thống, nhưng nếu các ngươi không muốn chúng ta có thể trước tiên không tiếp thu Hùng Phong quân đoàn, nhưng chúng ta phải lập tức tiếp quản Sơn Mạch Thủy Tinh, bên kia hiện tại không người trấn thủ, Minh Linh tuyệt đối sẽ không buông tha. Không được, Sơn Mạch Thủy Tinh là do truy hồn đoàn trưởng phát hiện, là căn cơ của Hùng Phong quân đoàn. Hồ Hải lớn tiếng nói, Sơn Mạch Thủy Tinh sản xuất thế giới tinh hạch tuy không quá nhiều, nhưng cũng là căn cơ của Hùng Phong quân đoàn, đủ duy trì cả quân đoàn, mất đi Sơn Mạch Thủy Tinh, Hùng Phong quân đoàn không còn chút cơ hội nào. Hồ Hải, đây là mệnh lệnh bên trên, người muốn chống lệnh hay sao? Sắc mặt trung niên áo trắng trầm xuống. Đây không phải chống lệnh, đoàn trưởng vừa vẫn lạc, Phá Vân quân đoàn đã muốn thâu tóm Hùng Phong quân đoàn, Hồ Hải này là người thứ nhất không đồng ý. Ánh mắt Hồ Hải lóe ra, lập tức cắn răng trầm giọng nói. Ha ha, Hùng Phong quân đoàn. Trung niên cười lạnh. Với khả năng hiện tại của các ngươi còn có tư cách xưng là quân đoàn hay sao, chỉ có mấy ngàn người, còn muốn chống lệnh, đã cho các ngươi thời gian, hôm nay Hùng Phong quân đoàn nhất định phải giao tiếp xong xuôi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chỉ cần ta còn ở đây, Hùng Phong quân đoàn vẫn còn tồn tại, nơi này còn chưa tới lượt Phá Vân quân đoàn khoa tay múa chân. Một tiếng quát rơi xuống, một thân ảnh nháy mắt xuất hiện trước người Hồ Hải. Người này thân hình gầy gò, chân mày như kiếm, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn mang theo cỗ khí tức sắc bén hùng hồn, chính là Truy Mệnh. Phó đoàn trưởng. Vừa nhìn thấy hắn, nhóm người Hồ Hải cùng Nham Sơn lộ ý cười. Truy Mệnh, người nên biết hậu quả chống lệnh, bên trên đã có quyết định, chẳng lẽ với nhân số cùng thực lực hiện tại của các ngươi còn có thể khởi động một quân đoàn hay sao? Nhìn thấy Truy Mệnh, sắc mặt trung niên khẽ động nói. Phong Hỏa, có ta ở đây, Hùng Phong quân đoàn vẫn tồn tại, quyết định của bên trên, còn chưa tự mình nói với ta, cho dù đã có quyết định, ta cũng sẽ đi nói rõ ràng, Hùng Phong quân đoàn là do một tay đại ca ta sáng tạo, không phải Phá Vân quân đoàn nói thâu tóm thì có thể làm. Truy Mệnh trầm giọng nói. Truy Mệnh, người đang chống lệnh, đừng bước ta ra tay, thức thời thì khiến cho Hùng Phong quân đoàn giao nhận xong xuôi. Trung niên nhìn Truy Mệnh, hừ lạnh nói. Nếu không đừng trách ta không nói tình cảm, không khách khí với ngươi. Vậy bước qua thi thể của ta, nếu không Hùng Phong quân đoàn sẽ không bị Phá Vân quân đoàn thâu tóm. Truy Mệnh lạnh lùng nói. Ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, thân ảnh Phong Hỏa nhanh như thiểm điện lao về hướng Truy Mệnh, khí lưu kinh khủng khởi động, như kình phong thổi quét, hóa thành đạo quyền ấn đánh tới trước người Truy Mệnh. Ánh mắt Truy Mệnh trầm xuống, khẽ cắn răng, một đạo thanh sắc quyền ấn lập tức đối kháng. Suy, hai đạo quyền ấn va chạm dây dưa, hai cỗ năng lượng công kích, khí lãng lập tức khuếch tán. Phanh, nhưng năng lượng dây dưa không bao lâu, một tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C vang lên, thân hình Truy Mệnh bật lui ra sau. Đặng đặng, thân hình Truy Mệnh chật vật bay ngược ra ngoài, cuối cùng nặng nề đập lên quảng trường, lực đạo đáng sợ làm mặt đất nứt vỡ. Cả quảng trường đều rung động. Phốc! Truy Mệnh nháy mắt bò lên, phun ra máu tươi. Phó đoàn trưởng! Sắc mặt nhóm người Nham Sơn thật khó xem, lập tức chạy tới bên người Truy Mệnh. Hừ, không biết tự lượng sức mình, truy hồn còn ở đây thì thôi, còn Truy Mệnh ngươi nếu ở thời kỳ toàn thịnh có lẽ còn đối kháng được ta một phần, chỉ tiếc hiện tại ngươi bị thương nặng chỉ còn nửa cái mạng, làm sao đối kháng với ta, nếu còn không biết điều, đừng trách ta hạ nặng tay. Phong Hỏa trầm giọng nói. Khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Hồ Hải hét lớn một tiếng, không nhẫn nhịn được nữa, bàn chân dẫm mặt đất, thực lực niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong phóng thích, năng lượng thủy hệ như mưa rền gió dữ buông xuống, nháy mắt hội tụ vô số năng lượng, mỗi giọt nước như có lực xuyên thủng không gian. Giọt nước hóa thành hư ảnh dị thú dữ tợn khổng lồ, không gian vặn vẹo, năng lượng dao động tràn ngập, khe không gian lan tràn. Thủy thú kinh thiên ảnh. Hồ Hải hét lớn một tiếng, hư ảnh dị thú lao ra, cả không gian run rẩy, năng lượng kình khí nhanh chóng khuếch tán. Lại tới một người không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt Phong Hỏa vẫn thản nhiên, phất tay tiến tới, một đạo chảo ấn bay ra. Suy, phong vân khuấy động, thủ ấn xé rách không gian xuyên tới trước. Chỉ nháy mắt chảo ấn đã xé rách hư ảnh dị thú nứt vụn thành từng khúc, hóa thành năng lượng thủy hệ tiêu tán giữa không trung. Ca. Chảo ấn rơi lên người Hồ Hải, thân hình hắn đập xuống đất, rơi xuống bên người Truy Mệnh, tạp ra hố sâu cực lớn, đá vụn kích tán, đất rung núi chuyển.
máu tươi phun trào, tu vi của Hồ Hải kém hơn cả Truy Mệnh không ít. Người Hùng Phong quân đoàn đưa mắt nhìn nhau, phó đoàn trưởng cùng đại đội trưởng bị trúng đòn nghiêm trọng, thực lực đối phương cao cường, hiện tại Hùng Phong quân đoàn không còn đủ sức đối kháng, chỉ sợ không tránh khỏi kết quả bị thâu tóm lần này. Người của Hùng Phong quân đoàn nghe đây, ai dám tiếp tục chống lệnh, đừng trách ta không khách khí. Phong Hỏa liếc mắt nhìn quanh quảng trường, cười lạnh nói. Ta nói rồi, có ta ở đây, Hùng Phong quân đoàn vẫn sẽ tồn tại. Truy Mệnh lau máu trên miệng, trên khuôn mặt kiên nghị lộ vẻ kiên quyết. Vậy ta thành toàn ngươi, nhìn xem ngươi làm sao đối kháng. Ánh mắt Phong Hỏa âm trầm trừng Truy Mệnh, tiến lên vài bước, một đạo năng lượng cuồng phong khủng bố thổi quét thẳng về phía bọn họ. Oanh! Quảng trường run rẩy, mặt đất như bị sốc lên, nháy mắt đã lan tràn tới trước mặt mọi người. Liều mạng! Hồ Hải hét lớn một tiếng, ánh mắt mọi người lộ ra tức giận muốn xông lên. Suy! Đúng ngay lúc này, một thanh y nhân nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Lục sắc năng lượng lan tràn, âm thanh thản nhiên truyền ra. Chỗ của Hùng Phong quân đoàn, còn chưa tới phiên ngươi cản rỡ, chỉ là một tuyên cổ cảnh sơ giai nho nhỏ càng không có tư cách này. Suy lạp lạp! Lục sắc quang mang va chạm tới, hai cỗ năng lượng đỡ upsilon.ng nhau, tiêu tán giữa không trung không còn dấu vết. Ánh mắt Phong Hỏa biến đổi. Không nghĩ tới có người hóa giải được công kích của mình. Là đoàn trưởng. Là hắn. Ánh mắt Nham Sơn cùng Hồ Hải bọn họ in lên thanh y nhân, chính là Lục Lâm Thiên. Siêu. Thái A cũng vừa đi tới, rơi xuống bên cạnh Lục Lâm Thiên, ánh mắt đảo qua người Phá Vân quân đoàn, cũng không có bao nhiêu để ý. Không sao chứ. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn quanh mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Truy Mệnh, thấy hắn phun máu, ánh mắt trở nên âm trầm. Ngươi là ai? Ánh mắt Phong Hỏa nghi hoặc nhìn Thái A cùng Lục Lâm Thiên, ánh mắt lóe ra, mang theo vẻ ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được thực lực hai người này rất mạnh, cũng không phải người tầm thường. Ta chỉ là một phần tử của Hùng Phong quân đoàn, là ai cũng không quan trọng là hiện tại các ngươi có thể cút. Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn thẳng Phong Hỏa nói. Nghe vậy ánh mắt Phong Hỏa biến thành âm trầm, nói. Tiểu tử, ngươi có biết đang cùng ai nói chuyện hay không? Hôm nay Hùng Phong quân đoàn nhất định phải nhập vào Phá Vân quân đoàn, người dám ngăn cản, người chịu trách nhiệm nổi sao? Chẳng lẽ Phá Vân quân đoàn chỉ có thể phái ra loại người như ngươi thôi sao? Loại người như ngươi còn muốn thâu tóm Hùng Phong quân đoàn, ta nói lại lần nữa, các ngươi có thể cút. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói, ánh mắt khinh miệt không hề che giấu nhìn Phong Hỏa. Mở miệng cuồng ngôn, không biết trời cao đất dày, tiểu món lòng chỗ nào tới, muốn chết. Phong Hỏa nổi giận quát lớn, phất tay run lên, khí tức phong hệ nóng cháy hóa thành hỏa hệ, nguyên lực hỏa hệ trào ra, cả không gian như biến thành bếp lò, nhiệt độ làm người như bị phỏng. Năng lượng hỏa hệ ngưng tụ thành hỏa cầu thật lớn, năng lượng nóng cháy xoay tròn, hào quang đại phát như mặt trời lên cao. Nộ hỏa bảo. Phong Hỏa phất tay, hỏa cầu xuyên thấu không gian ầm ầm va chạm về hướng Lục Lâm Thiên. Ngay lúc này Lục Lâm Thiên chợt động, không gian sau lưng run rẩy. Thiên địa năng lượng nương theo thiên uy cuồn cuộn đột nhiên bộc phát. Oanh long! Lấy Lục Lâm Thiên làm trung tâm, nhiều loại hào quang áo nghĩa chợt lóe rồi biến mất, tiếng sấm sét vang rền, phúc phũ phiên vân, một đạo hắc bạch không gian lốc xoáy xuất hiện, tràn ngập ra thiên uy khủng bố. Hắc bạch hào quang dần dần thu liễm ngưng tụ, một đạo trưởng ấn trống rỗng hiện ra, hắc bạch hào quang bao trùm lên trưởng ấn. Oanh! Trưởng ấn xuyên thấu không gian, tựa hồ vặn vẹo cả thiên không. Vỗ thẳng lên hỏa cầu vặn vẹo ầm ầm nổ tung. Oanh! Hỏa cầu nổ tan, năng lượng nóng cháy khủng bố như khói hoa thổi quét tán phát, thế như trẻ tre không hề có chút lực đối kháng. Phanh! Thân hình Phong Hỏa lập tức bị trưởng ấn vỗ xuống, hung hăng chụp xuống quảng trường, mặt đất tạc vỡ, sơn băng địa liệt, chỉ lưu lại dấu vết bàn tay thật lớn. Phốc! Khi Phong Hỏa bò ra khỏi đống đá vụn, lập tức phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên tràn ngập sợ hãi, hắn không biết trong Hùng Phong quân đoàn còn có cường giả khủng bố tới như thế. Thực lực thật khủng khiếp, một chiêu đã trọng thương Phong Hỏa. Phong Hỏa chỉ bị một chiêu đã trọng thương, hắn là phó đoàn trưởng Phá Vân quân đoàn A. Tuyên cổ cảnh sơ giai. Tuyên cổ cảnh sơ giai bị một chiêu trọng thương, thực lực người này quá kinh khủng. Ực, mọi người nuốt nước bọt, không dám tin tưởng. Đặc biệt là người Hùng Phong quân đoàn.
loại thực lực như vậy mặc dù là truy hồn đoàn trưởng cũng không làm được. Nói một lần cuối cùng, tất cả cút cho ta, hoan nghênh có người nào muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua, tràn đầy vẻ khinh miệt lẫn khinh thường. Hay cho Hùng Phong quân đoàn, việc này không để yên, các ngươi sẽ vì việc này mà trả giá thật nhiều. Phong Hỏa liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, hung hăng trừng mắt nhìn nhóm người truy mệnh, phất tay nói. Chúng ta đi. Người Phá Vân quân đoàn không còn chút ngạo khí, nghe lệnh Phong Hỏa vội vàng rời đi. Xuy xuy. Địa phương của Hùng Phong quân đoàn không phải chỗ các ngươi tới cản rỡ, cút đi. Người Hùng Phong quân đoàn bộc phát ra trận hoan hô, trên mặt lộ ý cười. Thái A, không còn việc chúng ta, đi thôi. Lục Lâm Thiên dứt lời, cùng Thái A biến mất tại chỗ. Vậy, người Hùng Phong quân đoàn đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao. Sư phụ, chỉ sợ Phá Vân quân đoàn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ kỳ trở lại, chúng ta nên làm sao bây giờ? Sau một lát đi vào đình viện, Thái A hỏi. Tới lúc đó hãy tính, chúng ta nhìn kỹ hãng nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Phá Vân quân đoàn muốn quay trở lại cũng cần một ít thời gian, ngươi tiếp tục tu luyện lĩnh ngộ đi, 500 năm thời gian chúng ta không nên tiến bộ chậm hơn người trong mật địa thiên giới mới tốt. Dạ. Thái A nghe vậy gật đầu, ánh mắt vừa nhấc, nhìn ra ngoài đình viện, nói. Sư phụ, có người tới đây. Hai vị, có thể gặp mặt nói chuyện được hay không? Thái A vừa dứt lời, âm thanh truy mệnh truyền tới. Hoàng hôn, tà dương như máu, ở trong không gian mông lung mang theo vẻ vắng vẻ cùng tiêu sát. Ta tra xét qua bản ghi chép, ngươi cùng Thái A từ liên minh vào đây, nhưng bản ghi chép cũng không được rõ ràng, chỉ ghi lại hai người bị hai đại liên minh cùng thương nghị xử trí phải đi vào thương khung chiến trường. Trên ngọn núi, hoàng hôn bao phủ, khuôn mặt tái nhợt của truy mệnh lại có chút hồng nhuận, nghiêm túc nói. Lục Lâm Thiên nhìn ra phương xa, nói. Đi vào thương khung chiến trường cũng không nhất định là chuyện xấu, tới đâu hay tới đó. Ta cũng không có hứng thú với chuyện riêng của hai vị. Truy mệnh nghiêm mặt nói. Di mệnh của đại ca, để các hạ trở thành đoàn trưởng, hiện tại cũng chỉ có các hạ mới có thể bảo trụ Hùng Phong quân đoàn. Lục Lâm Thiên xoay người nhìn truy mệnh, nói. Người nên trở thành đoàn trưởng hẳn là ngươi. Ta không được. Thực lực của ta căn bản không thể chống đỡ nổi Hùng Phong quân đoàn, ta chỉ có thể phụ tá ngươi. Truy mệnh lắc đầu, nhìn Lục Lâm Thiên tiếp tục nói. Ta biết ngươi cũng để ý Hùng Phong quân đoàn, bằng không hôm nay ngươi sẽ không xuất thủ, đây là chứng minh, mời ngươi vì mấy ngàn người còn lại của Hùng Phong quân đoàn, tiếp thu bọn họ đi. Dứt lời, truy mệnh cung kính quỳ một gối hành lễ, đối với hắn mà nói sau khi chứng kiến thực lực của Lục Lâm Thiên. Hắn hiểu rõ chỉ có thanh y nhân này mới có thể mang tới tương lai cho Hùng Phong quân đoàn, có thể làm cho di mệnh của đại ca không thất bại, còn có cơ hội báo thù cho đại ca. Nghiêm trọng rồi. Lục Lâm Thiên nâng truy mệnh đứng dậy. Nghe nói người nọ tên Lục Lâm Thiên, mới tới Hùng Phong quân đoàn chúng ta. Lúc đoàn trưởng truy hồn sắp đi, để lại di mệnh, Lục Lâm Thiên tiếp nhận đoàn trưởng. Nói như vậy người này chính là đoàn trưởng Hùng Phong quân đoàn chúng ta sao? Đáng tiếc Lục đại nhân cũng không hứng thú với vị trí đoàn trưởng, đội trưởng Nham Sơn đã tìm vài lần nhưng vẫn bị cự tuyệt. Thực lực Lục đại nhân thật khủng bố, thậm chí đệ tử Thái A cũng cực kỳ cường hãn, giết chết Minh Linh Nhiết Bàn cảnh thật dễ dàng. Năm ngày đảo mắt trôi qua, trong mấy ngày này thân phận Lục Lâm Thiên cùng Thái A cũng đã truyền ra ồn ào huyên náo trong Hùng Phong quân đoàn. Sáng sớm, trong không gian tràn ngập mông lung ướt át. Oanh long! Bên ngoài Hùng Phong quân đoàn, không gian bỗng dưng run lên, không ít tòa giá khôi lỗi xuất hiện, hơn vạn thân ảnh lăng không đứng lơ lửng, khí thế hôi hổi, vỡ áp thiên địa. Đứng phía trước có hơn 10 thân ảnh, đều là niết bàn cảnh, khí tức không tầm thường. Phong Hỏa cũng có mặt bên trong, bên cạnh còn có một lão giả áo trắng 50 tuổi, tuy không cao lớn nhưng thân hình chắc nịch, mang theo khí thế bất phàm. Bên cạnh lão giả còn có một trung niên hơn 40. Toàn thân tản ra khí tức băng hàn làm cho người ta cảm giác được lạnh run. Rốt cục đã tới. Trên một ngọn núi cao ngất, truy mệnh lăng không đứng lơ lửng, nhìn thấy đám thân ảnh rậm rạp phía trước, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Bên cạnh Phong Hỏa chính là Phá Thổ, đoàn trưởng Phá Vân quân đoàn, tu vi tuyên cổ trung giai đỉnh phong thổ hệ áo nghĩa, nghe nói còn tu luyện nhiều loại áo nghĩa, thế lực chỉnh thể của Phá Vân quân đoàn trong hai đại liên minh xem như không kém.
Người bên cạnh phá thổ là Băng Thiên Lý, người của tổng bộ đại quân hai đại liên minh, tu luyện giả thủy hệ áo nghĩa, xem như là người của tướng giả, địa vị trên đoàn trường. Bên trên tướng giả còn có tôn tướng cùng hoàng tướng, địa vị không thấp, thực lực cũng rất khủng bố. Truy mệnh truyền âm cho Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút ngưng trọng, lần này đám người phá thổ tới đây rõ ràng là có ý bất thiện, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Hùng Phong quân đoàn chống lệnh bất tuân, chẳng lẽ bây giờ còn không dám ra đây hay sao? Phá thổ ra hiệu cho phong hỏa lập tức lớn tiếng quát, âm thanh quanh quẩn khắp không gian. Suy suy, hơn vạn tinh anh phá vân quân đoàn lập tức khởi động khí tức hội tụ cùng một chỗ, uy thế có chút kinh người, không gian nhất thời gió dục mây vần. Truy mệnh nhìn Lục Lâm Thiên, thấy hắn gật đầu, lập tức bước ra, lớn tiếng nói. Buồn cười, Hùng Phong quân đoàn làm gì chống lệnh bất tuân, ở địa phương của Hùng Phong quân đoàn, tại sao lại không dám đi ra, nhưng phá vân quân đoàn 5 lần 7 lượt xông vào chỗ của Hùng Phong quân đoàn, xung đột võ trang, khí thế khinh người, chẳng lẽ nghĩ Hùng Phong quân đoàn dễ khi dễ hay sao? Siêu siêu, mười mấy thân ảnh lập tức xuất hiện giữa không trung. Mấy ngàn thân ảnh từ trong quân đoàn lao ra, trôi nổi trên không. Chỉ là lúc này khí thế của Hùng Phong quân đoàn rõ ràng kém hơn một bậc. Truy mệnh, người còn ngụy biện, mấy ngày trước ngươi chống lệnh bất tuân, hôm nay không bó tay chịu trói, đừng trách ta không khách khí. Phong hỏa ngẩng đầu nhìn Truy mệnh, nhưng ánh mắt dừng trên người Lục Lâm Thiên, hơi có vẻ cố kỵ. Phá vân quân đoàn thật sự uy phong thật to, đến một đám lại thêm một đám. Thật nghĩ Hùng Phong quân đoàn là quả hồng mềm hay sao, muốn nắm thế nào thì nắm. Lục Lâm Thiên bước tới một bước, ánh mắt khinh thường lướt qua phong hỏa, nói. Lần trước nể tình đều là người của liên minh quân đoàn, ta để lại cho ngươi một tính mạng, xem bộ dáng là ta làm sai, ngươi có muốn thử một chút hay không, nhìn xem lần này ta còn lưu tính mạng cho ngươi. Tiểu tử, ngươi! Phong hỏa nổi giận, ngón trỏ run run chỉ vào Lục Lâm Thiên, khuôn mặt co rúm. Cũng không biết nên nói gì, luận thực lực hắn thật sự không bằng thanh y nhân kia, chỉ đành cố nén tức giận, ánh mắt nhìn qua phá thổ. Ánh mắt phá thổ âm trầm, nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức lộ ra ý cười, nói. Ha ha, ta nghe nói gần đây Hùng Phong quân đoàn xuất hiện một cường giả trẻ tuổi, thực lực thậm chí còn cao hơn lão bằng hữu truy hồn, điều này làm trong lòng ta vô cùng thoải mái. Hùng Phong quân đoàn thật sự có người kế tục, truy hồn huynh đệ bất hạnh chết đi. Nhưng nếu có người kế tục thật ra cũng không tiếc nuối. Nếu như vậy phá vân quân đoàn tới đây là vì chúc mừng Hùng Phong quân đoàn sao, vậy thì dễ nói, chẳng qua không cần long trọng hưng sư động chúng như vậy, hiện tại xin mời chư vị trở về đi, đoàn trưởng Hùng Phong quân đoàn bất hạnh vẫn lạc, cho nên Hùng Phong quân đoàn không muốn tiếp khách, mời về. Lục Lâm Thiên nhìn phá thổ nói, ánh mắt ngưng lại, biết phá thổ cũng không phải người bình thường. Nghe vậy ánh mắt phá thổ khẽ biến. Khóe môi cười nhẹ, nói. Đối với việc truy hồn huynh đệ chết đi trong lòng ta cũng bi thống khó nhịn, cho nên tự nhiên ta cũng muốn tới viếng một phen, lần này minh linh đột kích, làm truy hồn huynh đệ tử vong, thù này tất nhiên phải báo, huống chi vì đại cục suy nghĩ, hiện tại Hùng Phong quân đoàn tổn thất thảm trọng, cũng cần chiếu cố, phá vân quân đoàn đương nhiên cần phụ trách. Nói còn nghe hay hơn hát, nhưng ý tốt của phá vân quân đoàn Hùng Phong quân đoàn tâm lĩnh. Hùng Phong quân đoàn còn chưa tới nông nỗi phải tìm người chiếu cố. Hồ Hải lên tiếng nói. Nói không thể nói như vậy, đều là liên minh quân đoàn, đều là người một nhà, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm rõ ràng là Hùng Phong quân đoàn không đúng. Nếu truy hồn huynh đệ còn ở đây, cũng sẽ không tuyệt tình như vậy, người Hùng Phong quân đoàn cũng sẽ không thể không có quy củ như vậy. Phá thổ nói xong vung tay áo, năng lượng vô hình thành hình xung quanh. Trong không gian đột nhiên có cỗ năng lượng dày trọng hướng Hồ Hải ập tới. Cảm giác được khí tức vô hình lan tới, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ biến, nói. Nói không tệ, liên minh quân đoàn đều là người một nhà, nếu cùng một nhà sau này hoan nghênh phá vân quân đoàn tới làm khách. Dứt lời Lục Lâm Thiên ngăn cản trước người Hồ Hải, lục sắc quang mang nhất thời lan tràn, va chạm vào cỗ năng lượng dày trọng của phá thổ. Mộc khắc thổ, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Âm dương áo nghĩa lan tràn, thi triển ngũ hành tương khắc. Hai cỗ năng lượng vô hình va chạm không chút âm thanh, thực lực thấp không nhận ra, nhưng thực lực hơi cao một chút cũng có cảm giác. Từng ánh mắt nhìn chăm chú vào giữa hai người này đang chuyện trò lại thầm ra tay thăm dò, không khí càng thêm áp lực. Lúc này ánh mắt Băng Thiên Lý cũng thoáng dao động. Mà dao động lớn nhất chính là phá thổ,
hắn có thể cảm giác được nguyên lực thổ hệ của mình va chạm cùng nguyên lực mộc hệ của đối phương, mặc kệ mình vận lực thế nào cũng lặng yên tiêu tán không thấy, giống như thực lực đối phương sâu không lường được, mặc cho thực lực hắn mạnh bao nhiêu cũng không lay động được đối phương mảy may, điều này làm cho hắn âm thầm rung động. Suy, phá thổ thu hồi nguyên lực, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên ngưng trọng, thực lực thâm sâu khó lường làm cho hắn không cách nào nhìn thấu, khiến trong lòng hắn bất định khó quyết. Lục Lâm Thiên thầm thu liếm khí tức, khuôn mặt lạnh lùng chẳng khác gì cương thi. Không ai biết hắn đang cố gắng dằn nén, bởi vì khí huyết trong người hắn đang sôi trào. Thật mạnh, không ít cường giả đều cảm giác được chuyện này, vừa rồi hai người giao phong cũng đã chứng minh rõ thực lực. Không biết danh hào của các hạ là gì, và là người như thế nào của Ùng Phong quân đoàn. Phá thổ nghiêm mặt nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt càng thêm âm trầm. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua, cũng không vội vàng nói chuyện. Vị này chính là tân nhậm đoàn trưởng Hùng Phong quân đoàn Lục Lâm Thiên. Hồ Hải ngẩng đầu nói. Nghe lời nói của hắn, nhóm người truy mệnh cũng có chút bất ngờ nhìn hắn. Hồ Hải nhìn Lục Lâm Thiên, bỗng dưng quỳ một gối, cung kính hành lễ nói. Đại đội trưởng Hùng Phong quân đoàn Hồ Hải bái kiến Lục đoàn trưởng, trước kia trong lòng Hồ Hải còn bất kính, thỉnh đoàn trưởng trừng phạt, sau này vượt lửa qua sông, thề chết đi theo. Bái kiến đoàn trưởng. Nhìn thấy Hồ Hải hành lễ, mấy ngàn đệ tử Hùng Phong quân đoàn cũng hành lễ. Sư phụ không hổ là sư phụ. Thái A lộ nụ cười hài lòng. Miễn lễ. Lục Lâm Thiên cười nhẹ, phất tay, đây cũng là ý muốn của hắn, dù sao hắn cũng cần ở lại thương khung chiến trường 500 năm, bản thân hắn cũng xem trọng thời gian này, nếu không cũng sẽ không phí nhiều tâm tư như thế. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Ta nghĩ hiện tại ngươi đã biết ta là ai. Nghe vậy ánh mắt phá thổ khẽ động, nói. Từ khi nào Hùng Phong quân đoàn lại có đoàn trưởng, việc này trên quân bộ có phê chuẩn sao? Nếu không có thì không thể xem là thật rồi. Truy mệnh lập tức nói. Dựa theo quy củ, đoàn trưởng quân đoàn bất hạnh chết đi, lúc lâm nguy phân phó là chuyện bình thường, lúc đại ca của ta trước khi vẫn lạc, đã đem vị trí đoàn trưởng truyền cho Lục đoàn trưởng, việc này cũng không mạo phạm quy củ. Ta nghĩ liên minh quân bộ cũng sẽ không ý kiến, hai ngày này chúng ta sẽ báo lên trên. Nói không tệ, đây thật sự không thành vấn đề. Nhưng ngay lúc này Viễn Không truyền tới một âm thanh, vừa dứt lời, một lão giả dẫn đầu đi tới, tóc mai thoáng bạc, quanh thân lan tràn cỗ khí tức nóng cháy. Thân ảnh lão giả hạ xuống, lập tức có mười mấy thân ảnh cũng theo sau, đều có tu vi niết bàn cảnh. Hàn Minh, nhìn thấy người đến. Nhóm người Phong Hỏa cùng Phá Thổ đều ngẩng đầu, sắc mặt khó xem, bởi vì người tới chính là đoàn trưởng Thiết Huyết quân đoàn Hàn Minh. Người này có quan hệ cá nhân rất tốt với Truy Hồn, lúc này tới đây chỉ sợ không chỉ đơn giản tới thăm. Hàn đại ca, nhìn thấy người tới, ánh mắt ngưng trọng của Truy Mệnh thoải mái hơn một ít. Hàn đoàn trưởng, Lục Lâm Thiên gật đầu chào, ban đầu hai người từng gặp mặt trong Sơn Mạch Thủy Tinh. Đoàn trưởng Thiết Huyết quân đoàn Hàn Minh. Tu vi tuyên cổ trung giai đỉnh phong, có quan hệ thân thiết với Truy Hồn, mà Thiết Huyết quân đoàn cũng là quân đoàn có tiếng tăm lừng lẫy. Hàn Minh gật gật đầu, thân ảnh chợt lóe đi tới, nhìn Băng Thiên Lý cùng Phá Thổ, nói. Băng tướng giả, Phá Thổ, sao các ngươi cũng tới đây, chẳng lẽ vì điếu niệm Truy Hồn huynh đệ hay sao? Phá Thổ liếc mắt nhìn Hàn Minh, nói. Hàn Minh, ngươi không lo trấn thủ địa bàn của mình, chạy tới đây làm gì? Người nào cũng biết cảm tình giữa ta cùng Truy Hồn huynh đệ, lần này Truy Hồn huynh đệ gặp phải bất hạnh, ta tới điếu niệm cũng là chuyện bình thường, sao vậy, Phá Vân quân đoàn có thể tới, Thiết Huyết quân đoàn không tới được sao? Hàn Minh nhìn thẳng Phá Thổ, mỉm cười hỏi, ý vị của hắn ai cũng hiểu rõ ràng. Ha ha, Băng Thiên Lý vốn không lên tiếng, lúc này đột nhiên mỉm cười, nói. Đều là người một nhà, vậy thì dễ nói chuyện. Hàn đoàn trưởng cũng tới, có thể làm nhân chứng. Nhân chứng, chứng kiến cái gì? Hàn Minh hỏi. Ánh mắt Băng Thiên Lý giật giật, nói. Là như vậy, Phá Thổ đoàn trưởng nói với quân bộ Hùng Phong quân đoàn chống lệnh bất tuân, thậm chí ra tay đánh trọng thương phó đoàn trưởng Phong Hỏa, cho nên ta tới đây xem có phải là như vậy hay không. Lục lão đệ, có việc này sao? Hàn Minh ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Lục Lâm Thiên cười nói. Việc này chỉ sợ là có người bịa đặt, ta chỉ biết là Phong phó đoàn trưởng Phá Vân quân đoàn hưng sư động chúng, đằng đằng sát khí dẫn người mấy lần tự tiện xông vào địa bàn Hùng Phong quân đoàn,
đánh trọng thương phó đoàn chủ Truy Mệnh cùng đại đội trưởng Hồ Hải, ta thật sự không thể nhịn được nữa nên ra tay ngăn chặn, đang định tìm Phá Vân quân đoàn đòi công đạo đây, không nghĩ tới Phá Vân quân đoàn lại quật ngược lại. Hàn Minh nghe vậy, mỉm cười nhìn Băng Thiên Lý hỏi. Băng tướng giả, việc này ngươi biết không? Thúi lắm, không phải như vậy. Phong Hỏa lớn tiếng nói. Rõ ràng ta tuyên bố quyết định của Liên minh quân bộ, làm cho Hùng Phong quân đoàn nhập vào Phá Vân quân đoàn, tới đây giao tiếp, không nghĩ tới bọn hắn chống lệnh bất tuân, còn đánh ta trọng thương. Liên minh quân bộ quyết định không phải do người quân bộ tới thông chi sao, Phá Vân quân đoàn tới thông chi, rõ ràng là giả mạo quân bộ, tội ác tày trời a. Hàn Minh nhìn qua Băng Thiên Lý nói. Hàn đoàn trưởng có điều không biết, đây thật là do quân bộ quyết định, bởi vì lúc trước đoàn trưởng Phá Thổ đang ở quân bộ, hơn nữa cũng không phải chuyện đại sự gì, gần đây chiến sự tiền tuyến căng thẳng, quân bộ không rảnh chiếu cố việc này, bởi vậy để Phá Vân quân đoàn làm. Băng Thiên Lý nói. Nguyên lai là như vậy, tuy là như thế, nhưng dù sao cũng không hợp quy củ, tự nhiên không thể trách Hùng Phong quân đoàn, cho nên càng không thể nói là chống lệnh bất tuân đi. Hàn Minh làm như hiểu ra, lập tức mỉm cười nói. Băng tướng giả, người cảm thấy thế nào? Việc này, ánh mắt Băng Thiên Lý khẽ động, lập tức nói. Nói cũng đúng, việc này xác thực không thể trách Hùng Phong quân đoàn, là quân bộ sơ sót mới khiến cho hai quân đoàn có nhiều hiểu lầm như vậy. Dừng lại một chút, Băng Thiên Lý tiếp tục nói. Thế nhưng Hàn đoàn trưởng cũng tới, vừa vặn làm nhân chứng, ta tuyên bố mệnh lệnh của quân bộ, lần này Hùng Phong quân đoàn bị tổn thất nặng, đã không còn cách nào duy trì một quân đoàn, mà Sơn Mạch Thủy Tinh do Hùng Phong quân đoàn trưởng quản là nơi trọng yếu, không thể chậm trễ khai thác, cũng cần cường giả trấn thủ, bởi vậy sau khi quân bộ nghiên cứu, từ đại cục xuất phát làm cho Hùng Phong quân đoàn nhập vào Phá Vân quân đoàn. Băng tướng giả, làm vậy có chút không ổn đâu. Hàn Minh nghe vậy nghiêm mặt nói. Lần này Hùng Phong quân đoàn tổn thất thảm trọng, nhưng cũng làm Minh Linh bị thương nặng, đánh chết đông đảo Minh Linh cường giả, hơn 10 Minh Linh nhiết bàn cảnh, thậm chí còn đánh chết một tuyên cổ sơ giai, chiến quả như vậy lẽ ra phải được quân bộ chiếu cố mới đúng. Hàn đoàn trưởng, hết thảy theo đại cục xuất phát, Hùng Phong quân đoàn gia nhập Phá Vân quân đoàn cũng xem như là chiếu cố, miễn cho Hùng Phong quân đoàn bị Minh Linh ám tập. Đây là quân bộ quyết định, tự nhiên suy nghĩ cặn kẽ. Băng Thiên Lý nói. Ha ha. Một tiếng cười to cuồn cuộn truyền ra, trong tiếng cười không có chút tình cảm dao động, có vẻ vô cùng lãnh đạm làm người nghe không khỏi run lên. Tiếng cười dừng lại, Lục Lâm Thiên nhìn thẳng Băng Thiên Lý, ánh mắt lạnh lùng. Lần này Hùng Phong quân đoàn bị thương nặng, tử thương vô số, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, Truy Hồn đoàn trưởng vừa mới gặp bất hạnh. Các ngươi chẳng những không báo thù rửa hận cho đệ tử Hùng Phong quân đoàn, còn sốt ruột làm cho Hùng Phong quân đoàn biến mất, hay cho một cái quyết định. Âm thanh truyền ra quanh quẩn thiên không, làm không gian mang theo cỗ túc sát, mấy ngàn người Hùng Phong quân đoàn nghe vậy, trong mắt lập tức nổi lên dao động. Nghe vậy, nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của Lục Lâm Thiên, Băng Thiên Lý cũng run lên, khóe môi co rúm, mở miệng nói. Đây là thương khung chiến trường, mỗi ngày đều có người chết. Đây là huyết cừu với Minh Linh, loại huyết cừu này mỗi ngày đều có người đi báo, chỉ nên xem đại cục làm trọng, thù của Hùng Phong quân đoàn, sau này tự nhiên phải tìm Minh Linh đi báo thù, nhưng hiện tại không phải lúc, sau này có cơ hội tự nhiên sẽ làm. Được rồi, nếu là như vậy, Phá Vân quân đoàn có dám đánh cuộc với Hùng Phong quân đoàn? Lục Lâm Thiên nhìn Phá Thổ hỏi. Đánh cuộc gì? Ánh mắt Phá Thổ trầm xuống hỏi. Muốn thâu tóm Hùng Phong quân đoàn. Vậy lấy Truy Hồn đoàn trưởng làm đổ cược, Truy Hồn đoàn trưởng chết trong tay Diệt Hồn, nếu Phá Vân quân đoàn có thể đánh chết Diệt Hồn, dĩ nhiên có thể thâu tóm Hùng Phong quân đoàn, Hùng Phong cũng cam tâm tình nguyện gia nhập Phá Vân quân đoàn. Lục Lâm Thiên ngừng một chút, nói tiếp. Nhưng nếu Hùng Phong đánh chết Diệt Hồn trước, vậy sau này Phá Vân đổi tên thành Hùng Phong, gia nhập Hùng Phong, tiền đặt cược này, người có dám không? Nghe vậy ánh mắt Băng Thiên Lý co giật nhìn qua Phá Thổ. Ánh mắt Phá Thổ khẽ động, nói. Tại sao ta phải đánh cuộc với ngươi, quân bộ đã có quyết định cho Hùng Phong gia nhập Phá Vân. Vậy sao? Lục Lâm Thiên trầm xuống, nhìn Hàn Minh. Hàn đoàn trưởng, bây giờ ta là đoàn trưởng Hùng Phong, hẳn là có nghĩa a. Đó là đương nhiên, tuy rằng còn chưa chính thức báo quân bộ, nhưng Truy Hồn huynh đệ Lâm Trung căn dặn, ngươi nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy, cứu Hùng Phong quân đoàn, tự nhiên không thành vấn đề.
chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, cứ giao cho ta là được rồi. Hàn Minh cười nói. Lục Lâm Thiên gật đầu, nhìn Băng Thiên Lý nói. Băng tướng giả, không biết có phải quân bộ quyết định cho Hùng Phong gia nhập Phá Vân phải không? Không tệ. Băng Thiên Lý không biết Lục Lâm Thiên muốn làm gì, đành gật đầu. Ta tin tưởng quân bộ cũng không có quy định minh xác, sau khi Hùng Phong gia nhập Phá Vân, sau đó vẫn do Phá Thổ đảm nhiệm đoàn trưởng hay không? Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Việc này, Băng Thiên Lý sửng sốt, cũng chỉ có thể thở dài. Đây thật sự không có quy định minh xác, nhưng theo tình huống bình thường mà nói. Vậy thì được rồi. Lục Lâm Thiên ngắt lời hắn, nhìn Phá Thổ nói. Phá Thổ, ngươi là đoàn trưởng Phá Vân, ta là đoàn trưởng Hùng Phong, cho dù Hùng Phong phải gia nhập Phá Vân, vị trí đoàn trưởng chưa chắc là của ngươi, nếu ngươi không muốn đổ với ta, chúng ta luận bàn một trận thế nào, ta và ngươi luận bàn, nếu ngươi thắng thì tiếp tục làm đoàn trưởng, Hùng Phong cũng gia nhập Phá Vân. Thoáng dừng lại, Lục Lâm Thiên khoanh tay đứng thẳng, chỉ vào Phá Thổ, khí tức nghiêm túc bá tuyệt khởi động, nói. Nhưng nếu ngươi bại, sau này ta sẽ là đoàn trưởng Phá Vân quân đoàn, như thế nào? Lục Lâm Thiên muốn đối chiến. Lục Lâm Thiên mới giao thủ với đoàn trưởng, tựa hồ bất phân thắng bại a. Nghe vậy người Phá Vân quân đoàn thấp giọng nghị luận. Nghe vậy ánh mắt Hàn Minh cùng Băng Thiên Lý đều nghi hoặc nhìn Lục Lâm Thiên. Phá Thổ nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt âm trầm bất định, nói. Được, ta đáp ứng cách đánh cuộc thứ nhất, Phá Vân quân đoàn sẽ đánh chết diệt hồn. Tới lúc đó Hùng Phong quân đoàn sẽ cam tâm tình nguyện gia nhập Phá Vân, nếu là Hùng Phong đánh chết diệt hồn trước, sau này Phá Vân sẽ đổi tên thành Hùng Phong, gia nhập vào Hùng Phong, bất quá. Phá Thổ thoáng dừng lại, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nhưng trước khi đánh chết diệt hồn, vì suy nghĩ cho đại cục, Sơn Mạch Thủy Tinh nhất định do Phá Vân quân đoàn trấn thủ. Đoàn trưởng, Sơn Mạch Thủy Tinh là căn cơ của Hùng Phong quân đoàn, chúng ta. Hồ Hải lập tức nói. Chỉ sợ Lục Lâm Thiên sẽ đáp ứng, nhưng còn chưa nói xong đã bị Lục Lâm Thiên phất tay ngăn cản. Lục Lâm Thiên nói, việc này chưa hẳn là không được, nhưng Phá Vân quân đoàn trấn thủ Sơn Mạch Thủy Tinh, sản xuất tinh thạch thế giới Hùng Phong quân đoàn cần hai thành, bằng không thì không bàn nữa. Được, không thành vấn đề. Phá Thổ cũng không do dự, lập tức gật đầu đồng ý. Băng tướng giả, Hàn đoàn trưởng, việc đánh cuộc hôm nay mời hai vị chứng kiến. Lục Lâm Thiên nói, đương nhiên, Băng Thiên Lý cùng Phá Thổ âm thầm trao đổi ánh mắt, lập tức gật đầu, Hàn Minh cũng gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc. Oanh long, một lát sau, trong đại điện Hùng Phong quân đoàn, đám người Phá Thổ thương nghị xong sự tình cũng lập tức rời đi, không lưu lại quá lâu. Băng Thiên Lý cũng cùng người Phá Vân rời khỏi đại điện. Trên một ngọn núi, Lục Lâm Thiên, Hàn Minh, Thái A, Truy Mệnh. Hồ Hải cùng Nham Sơn đang đứng, nhìn theo đám người Phá Thổ rời khỏi, Hàn Minh quay đầu nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Lục lão đệ, đem Sơn Mạch Thủy Tinh giao cho Phá Vân quân đoàn, chuyện này rất không ổn, mặc dù ta cảm giác ngươi làm như vậy là có đạo lý, nhưng ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, có thể giải thích được không? Nghe vậy ánh mắt của ba người Truy Mệnh cũng nhìn qua Lục Lâm Thiên tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Các ngươi thật muốn biết sao? Lục Lâm Thiên cười bí hiểm. Đoàn trưởng, người cũng đừng thừa nước đỡ Upsilon, xê thả câu, nói nhanh đi. Hồ Hải lập tức nói. Lục Lâm Thiên nhìn Hồ Hải, tuy ban đầu người này phản đối hắn, nhưng thật ra lại trung thành cùng tận tâm với quân đoàn, cũng là lão nhân cùng công thần, chẳng những Lục Lâm Thiên không ác cảm ngược lại còn thưởng thức hắn. Lục Lâm Thiên nhìn Thái A nói. Thái A, nói với mọi người nghe xem. Dạ, sư phụ. Thái A mỉm cười, lập tức nói. Giao Sơn Mạch Thủy Tinh cho Phá Vân quân đoàn cũng không vấn đề gì, sư phụ đang mượn gà đẻ trứng, hiện tại nhân số của Hùng Phong không đủ, căn bản không thể trấn thủ Sơn Mạch Thủy Tinh, cho nên Phá Vân quân đoàn nếu muốn thì cứ giao cho bọn họ. Nghe vậy Hồ Hải vẫn nghi hoặc, nhưng mời thần dễ tiến thần khó, tới lúc đó bọn hắn không rời khỏi, huống chi làm vậy chúng ta cũng tổn thất thảm trọng. Thái A cười nói, yên tâm, chúng ta không có bất kỳ tổn thất nào. Phá Thổ muốn thâu tóm Hùng Phong là vì Sơn Mạch Thủy Tinh, đối với Hùng Phong, hắn không có hứng thú lớn bằng Sơn Mạch Thủy Tinh, hiện tại bọn hắn lấy được, chỉ sợ không còn bao nhiêu hứng thú với Hùng Phong, đây đã đạt được mục đích của bọn họ. Truy Mệnh nói. Thái A trả lời. Vậy thì sao,
Sơn mạch thủy tinh chính là củ khoai lang phỏng tay, lần này Minh Linh tập kích Hùng Phong quân đoàn, kết quả bị tổn thất nặng, người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai bị sư phụ ta đánh chết, chỉ sợ thân phận lai lịch không nhỏ. Không tệ, người nọ tên Ám Linh, chính là thiếu chủ phệ hồn bộ tộc trong Minh Linh, họ cũng có danh tiếng trong Minh Linh, Ám Linh hẳn là giới trẻ tuổi được trọng điểm bồi dưỡng, lần này đánh chết Ám Linh, mới là đả kích chân chính với phệ hồn bộ tộc. Truy Mệnh nghe vậy lập tức nói. Nói như vậy, Ám Linh bị sư phụ ta đánh chết, Minh Linh sao dễ dàng bỏ qua, chỉ sợ không lâu sau sẽ chính thức quay trở lại, hiện tại im lặng chỉ là khúc nhạc dạo trước cơn bão táp. Thái A cười lạnh nói. Ha ha, chỉ sợ nếu phá thổ biết có một thiếu chủ phệ hồn bộ tộc bị đánh chết trong sơn mạch thủy tinh, sẽ không gấp gáp đánh chủ ý với sơn mạch thủy tinh nhanh như vậy. Hàn Minh nghe vậy liền hiểu ra, cười ha ha. Thái A cười nói. Hàn đoàn trưởng. Đây chính là bước đầu tiên mà thôi, sơn mạch thủy tinh là khoai lang phỏng tay, Minh Linh nhất định sẽ không bỏ qua, bọn hắn vẫn nghĩ sơn mạch thủy tinh còn phụ thuộc quản hạt của Hùng Phong quân đoàn, ra tay sẽ không lưu tình, tới lúc đó đủ cho phá thổ đau đầu, mà với thực lực phá thổ căn bản không thể đánh chết diệt hồn, nhiều lắm là lưỡng bại câu thương. Ánh mắt Hàn Minh híp lại, nói, tới lúc đó, Hùng Phong quân đoàn sẽ ngựa ông thủ lợi. Cũng có thể là thế. Thái A trầm xuống. Phá thổ căn bản không giết được diệt hồn, chỉ sợ trong lòng hắn càng cho rằng sư phụ cũng không làm được, cho nên trong lòng đã đánh bản tính, hắn không làm sư phụ ta cũng không làm, như vậy sơn mạch thủy tinh vĩnh viễn thuộc về Phá Vân quân đoàn. Dừng một chút, Thái A nói tiếp. Nhưng phá thổ thật không tưởng được, chỉ cần sư phụ ta muốn chặn giết diệt hồn nhất định phải chết, tới lúc đó cả Phá Vân đều thuộc về Hùng Phong. Cho nên hiện tại giao trung tinh cho Phá Vân thì có sao, không bao lâu nữa hết thảy đều lấy trở lại, nếu không phải vì sư phụ muốn thâu tóm Phá Vân tăng cường thực lực cho Hùng Phong, chỉ bằng phá thổ lại có tư cách gì tranh đoạt vị trí đoàn trưởng với sư phụ ta. Thái A nói xong, bốn người Hàn Minh nghẹn họng nhìn chân chối, lúc này nghe giải thích mới biết được, nguyên lai đây là một bàn cờ lớn, phá thổ tưởng mình chiếm tiện nghi, nhưng trên thực tế đang phải đi theo từng bước sắp xếp của người khác. Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong mắt lộ vẻ tán thành, tâm trí của Thái A không tầm thường, ý nghĩ của mình hắn cũng hiểu rõ không kém bao nhiêu. Phệ hồn bộ tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ quay trở lại, tới lúc đó tổn thất vẫn là nhân tộc chúng ta, phá thổ tham lam, trừng phạt đúng tội, nhưng dù sao Phá Vân quân đoàn đều là đệ tử nhân tộc, nếu bị tổn thất thảm trọng trong tay Minh Linh, đối với chúng ta cũng là bất lợi. Hàn Minh nhìn Lục Lâm Thiên nói. Hy vọng tới lúc đó đừng làm cho đệ tử nhân tộc bị tổn thất quá nhiều, gây trọng thương Minh Linh mới là căn bản, nếu có gì cần, Thiết Huyết quân đoàn cũng có thể phái người tới hỗ trợ. Đó là đương nhiên, nếu Minh Linh quay trở lại, ta sẽ tận lực giảm bớt thương vong. Lục Lâm Thiên gật đầu, trong thương khung chiến trường, đứng trên lập trường chủng tộc, có chút tự oán đã không còn trọng yếu. Kế hoạch này không chê vào đâu được, không lộ chút sơ hở, nhưng hết thảy cần có một điều kiện. Nhất định phải đánh chết diệt hồn, nếu không chẳng khác gì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hàn Minh nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Lục lão đệ, ngươi nói thật với ta, nếu hiện tại ngươi gặp được diệt hồn, có mấy thành nắm chắc đánh chết hắn? Nắm chắc sao? Lục Lâm Thiên cười nhẹ, trong mắt bắn ra sát ý. Nếu hiện tại gặp được, đại khái có 9 thành, trừ phi là tình huống đặc thù, nếu không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mối thủ của truy hồn đoàn trưởng Hùng Phong quân đoàn nhất định sẽ báo. 9 thành. Nghe vậy ánh mắt Hàn Minh cùng nhóm người Truy Mệnh ngưng lại, diệt hồn là tuyên cổ trung giai, dù tuyên cổ cao giai muốn đánh bại thì còn được, nhưng muốn đánh chết chỉ có 3-4 thành cơ hội, một khi diệt hồn muốn chạy, muốn đánh chết liền khó khăn, mà Lục Lâm Thiên nắm chắc 9 thành, tự tin tới bậc nào. Chỉ sợ không bao lâu nữa Minh Linh sẽ quay trở lại, hiện tại tuy Hùng Phong quân đoàn còn cường giả. Nhưng nhân số quá ít, nên làm sao bây giờ? Hồ Hải lập tức hỏi. Ta cần Hùng Phong quân đoàn thu thập toàn bộ tinh thạch thế giới cùng tài liệu luyện khí, linh dược cũng không ngoại lệ, có bao nhiêu gom bấy nhiêu càng tốt, còn nữa, tìm tu luyện giả linh hồn áo nghĩa tu vi ngoài thông thiên cảnh cho ta. Lục Lâm Thiên trả lời, lại nói với Thái A. Giao người của Hùng Phong quân đoàn cho ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ có biện pháp, chuyện khác để cho ta suy nghĩ. Dạ. Hồ Hải nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu, mà Thái A gật đầu lộ ra ý cười. Có chuyện gì cần ta đi làm? Truy Mệnh hỏi. Lục Lâm Thiên vỗ vai Truy Mệnh, nói.
Nếu ta đã tiếp nhận, nhất định sẽ lưu lại danh hào Hùng Phong quân đoàn, ngươi còn rất nhiều việc cần làm, nhưng trọng yếu nhất là ngươi tranh thủ đột phá đi, ta cảm giác được ngươi đã có dao động cảnh giới, có lẽ thử đột phá xem, ta có một viên niết bàn cảnh luân hồi tử, có lẽ trợ giúp được cho ngươi. Lục Lâm Thiên nói xong đưa một hộp gấm cho Truy Mệnh. Truy Mệnh run lên, mở ra hộp gấm, bên trong có một viên hạt giống thanh bạch sắc, như linh quả lại như đan dược, lại như thanh bạch sắc ngọc thạch, lan tràn khí tức làm người run sợ, cảm giác này làm người thật thoải mái hưởng thụ, ngửi khí tức cũng biết có tác dụng cực lớn với linh hồn. Niết bàn cảnh luân hồi tử, đây chính là thứ tốt ha. Ánh mắt Hàn Minh sáng ngời, hắn hiểu rõ tác dụng của niết bàn cảnh luân hồi tử. Phá thổ đoàn trưởng, ta có nghe nói một ít tin tức về diệt hồn, là cường giả phệ hồn bộ tộc, tu vi tuyên cổ trung giai, muốn đánh chết người này cũng không dễ dàng. Bên trong một tòa giá khôi lỗi, Băng Thiên Lý nói. Thực lực diệt hồn thật sự mạnh mẽ, nếu gặp gỡ thật sự không thể làm gì hắn, nhưng ta cũng không tin Lục Lâm Thiên có thể đối phó, nếu không truy hồn cũng không chết. Trong mắt phá thổ hiện tinh quang, nói. Hiện tại sơn mạch thủy tinh đã rơi vào trong tay ta. Người Hùng Phong quân đoàn cũng không lật nổi sóng to, có sơn mạch thủy tinh, ta cũng không còn bao nhiêu hứng thú với Hùng Phong quân đoàn. Lục Lâm Thiên không biết từ chỗ nào xuất hiện, thực lực rất mạnh, tựa hồ chưa từng nghe nói qua người này. Phá thổ nghi hoặc nói, liên minh quân bộ có biết lai lịch của hắn hay không, với thực lực của hắn hẳn không phải người bình thường mới đúng. Ta cũng không biết lai lịch của hắn, không có nghe nói qua về hắn, phải để ta trở về điều tra mới rõ ràng. Băng Thiên Lý nói, đoàn trưởng, hiện tại sơn mạch thủy tinh đã rơi vào trong tay chúng ta, còn phải phân hai thành tinh thạch cho Hùng Phong, có phải hơi nhiều một chút hay không, hiện tại Hùng Phong chỉ có mấy người, cần nhiều tinh thạch như vậy chẳng khác gì tiện nghi bọn hắn. Phong Hỏa nói, sơn mạch thủy tinh nằm trong tay chúng ta, hai thành là bao nhiêu do chúng ta định đoạt, về phần cấp quân bộ năm thành, ta tin tưởng lúc trước Hùng Phong chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Ánh mắt phá thổ mang ý cười. Lập tức nói. Đương nhiên, hết thảy trong sơn mạch thủy tinh tự nhiên không thiếu một phần của băng tướng giả. Băng Thiên Lý nghe vậy cười nói. Ha ha, tinh thạch thế giới trong sơn mạch thủy tinh cũng không ít, mấy năm nay vì bảo tồn sơn mạch thủy tinh mới để cho Hùng Phong quân đoàn trấn thủ, nếu Minh Linh biết số lượng tinh thạch chân chính trong đó, phỏng chừng tuyệt đối sẽ không buông tha sơn mạch thủy tinh. Phong Hỏa thoáng do dự nói. Vạn nhất Hùng Phong quân đoàn đánh chết được diệt hồn. Vậy phải làm thế nào? Diệt hồn há dễ dàng đánh chết, cho dù là ta ra tay cũng hoàn toàn không nắm chắc. Băng Thiên Lý trầm giọng nói. Trừ phi Lục Lâm Thiên có được tu vi tuyên cổ cao giai đỉnh phong, mặc dù hắn bất phàm, nhưng ta cảm giác được cấp độ của hắn không cao, chỉ có chút quỷ dị. Đoàn trưởng, toàn bộ tu luyện giả linh hồn áo nghĩa cấp độ ngoài thông thiên cảnh đã tập trung, tổng cộng 86 người, còn có linh dược cùng tài liệu luyện khí, toàn bộ đều giao lên đây. Nham Sơn nói. Tốt. Lục Lâm Thiên gật đầu. Đoàn trưởng, có thể giải thích tìm nhiều tu luyện giả như vậy rốt cuộc cần làm gì không? Ta thật sự vô cùng hiếu kỳ. Nham Sơn nghi hoặc hỏi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, không trả lời hắn. Thái A chợt hỏi. Nham Sơn đội trưởng, Hùng Phong quân đoàn tựa hồ không có chiến hạm đi. Nham Sơn đáp. Trước đây còn có vài chiến hạm tam cấp cùng nhị cấp, chẳng qua uy lực đồ chơi kia tuy không kém. Nhưng một khi gặp phải cường giả thì vô dụng. Phí tổn chiến hạm xa xỉ, nếu bị hủy đi thì tổn thất thảm trọng, còn không bằng tự mình ra tay tốt hơn. Huống chi một khi giao thủ với Minh Linh, chiến hạm không có bao nhiêu tác dụng, tiêu hao quá lớn, không giống như quân chủ lực, có đông đảo chiến hạm cùng chiến hạm cấp cao, còn có đủ tinh thạch thế giới chống đỡ, nhờ vậy mới có tác dụng, làm cho Minh Linh cố kỵ, nhưng nếu là cấp thấp thì tác dụng không lớn. Chỉ có mấy chiến hạm thì tác dụng không lớn. Nếu có cường giả thì chiến hạm cấp thấp thật không hiệu quả. Lục Lâm Thiên nói. Kể bên này còn có địa phương nào có thể thu mua tài liệu luyện khí hay không? Đoàn trưởng, vật này trong quân bộ cũng có trao đổi, chỉ cần quân đoàn lập công, tổn thất sẽ được quân bộ bồi thường, cũng có thể lấy linh tinh hoặc là bảo vật minh linh trao đổi. Kể cả đan dược, tài liệu luyện khí, thậm chí chỉ cần có đồ vật gì trao đổi thậm chí là áo nghĩa cũng đổi được, còn rẻ hơn mua bên ngoài không ít. Nham Sơn nói tiếp, nếu trên người có linh khí hoặc đồ vật không dùng được, cũng có thể đồng giá trao đổi với quân bộ, mà trao đổi cũng rất công bằng. Lục Lâm Thiên nghe vậy xem như hiểu rõ,
không nghĩ tới trong hai đại liên minh cũng có địa phương như vậy, mọi người lập công cũng có thể đổi bảo vật, vậy linh tinh cùng bảo vật cũng cần thiết, kể cả áo nghĩa cũng như thế. Đúng rồi, trong thương khung chiến trường còn có không ít chợ đen, tam giáo cửu lưu đều có, là nơi long xà hỗn tạp, đại đa số do thế giới đạo phỉ chiếm lĩnh, bên trong cũng được trao đổi hết thảy, nghe nói ngẫu nhiên còn có thứ tốt xuất hiện, cũng không ít người thường xuyên đi chợ đen tìm đồ vật mình cần. Nham Sơn lại nói, chợ đen, có cơ hội cũng tới tham quan một chút. Lục Lâm Thiên nói, đúng rồi, trong Hùng Phong quân đoàn hiện tại có ai tinh thông trận pháp cùng luyện chế khôi lỗi hay không? Thái A chợt hỏi, Nham Sơn lắc đầu, trước đây có vài tu luyện giả áo nghĩa linh hồn còn biết được một chút, nhưng không tính là tinh thông. Tinh thông đại trận, luyện chế khôi lỗi, luyện chế chiến hạm, những người như vậy bình thường đều bị quân chủ lực kéo qua. Những người như vậy sẽ không lưu lại trong những quân đoàn tam lưu như chúng ta, ưu đãi thiếu, đãi ngộ thấp, nguy hiểm nhiều, họ đều là bảo bối, dễ gì lưu được họ. Thái A nghe vậy, ánh mắt hơi ngưng lại nhìn Lục Lâm Thiên nói. Sư phụ, lần trước ám tập minh linh sớm muộn sẽ quay trở lại, hiện tại nhân số Hùng Phong quân đoàn quá ít, chỉ sợ cả Phá Vân quân đoàn cũng không ngăn cản được, cho nên phải sớm chuẩn bị. Người có kế hoạch sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Đệ tử có một ít an bài, nhưng cần mượn không ít tu luyện giả linh hồn áo nghĩa, có lẽ tới lúc đó còn cần sư phụ xuất thủ tương trợ một phần, thực lực của đệ tử còn không nắm chắc. Thái A cười nói, tựa hồ trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Không thành vấn đề, Nham Sơn đội trưởng mang người tới ngươi có thể lựa chọn một ít hỗ trợ, về phần cần ta giúp gì, cũng không có vấn đề. Dạ, nếu Minh Linh còn dám tới, vậy cho bọn hắn biết tay. Thái A gật đầu, ánh mắt lộ ra ý cười quỷ dị, tin tưởng 10 phần. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chớp mắt đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng, đối với người Hùng Phong quân đoàn mà nói có không ít người tâm tình không vui vẻ. Vào đêm, trăng sáng bao phủ, trong dãy núi yên tĩnh không âm thanh. Xuy xuy, mười mấy thân ảnh lặng yên xuất hiện trên một ngọn núi, từng luồng khí tức âm hàn lập tức lan tràn. Đại nhân, trăm vạn đại quân chúng ta đã vây khốn sơn mạch thủy tinh, hoàn toàn chặt chẽ, tùy thời có thể động thủ. Một thân ảnh lặng yên xuất hiện, cung kính khom người nói. Hùng Phong quân đoàn còn cho rằng chúng ta không biết bọn hắn liên thủ với Phá Vân quân đoàn, âm thầm cho Phá Vân quân đoàn trấn thủ sơn mạch thủy tinh, lại không biết chúng ta xuất động tới trăm vạn đại quân, truyền lệnh xuống, trước xuất động 2 vạn người ra tay là được rồi, chờ khi nào bọn hắn có thời gian cầu cứu sau đó chờ quân cứu viện chạy tới. Trăm vạn minh linh chờ bọn hắn, lần này nhất định phải tiêu diệt cả 2 quân đoàn. Âm thanh vang lên âm trầm, quanh quẩn khắp núi non.